Chương 2851 tạo kiếm sư trợn trắng mắt với kiếm thánh, đáng chết, để hắn ra vẻ rồi, tới tuổi này của bọn họ, đồng thời, đến cấp độ này của bọn họ, thật ra thắng bại đã phân. Năm đó ở cạnh bờ sông, hắn và bách lý kiếm cùng chặn kiếm thánh, hai đối một, thật ra đã là ranh giới phân chia thắng bại, thế nhưng, bọn họ đồng thời xem nhẹ những thứ này, nguyện ý để mắt tới tương lai, xem chuyển nhân kế thừa của ai lợi hại hơn. "Ngươi không thua," tạo kiếm sư nói, "Ta nói" Năm đó ngươi sớm đi theo tên họ trịnh kia, có phải ngươi chắc chắn sau này, hắn sẽ sinh ra hai đứa trẻ đều là linh đồng hay không? Ngươi như con trồn ấy nhỉ, dình bên cạnh ổ gà mái trời nhặt của hời. Kiếm thánh không tức giận, còn cười nói, là vậy đó, ta ấy hả, thứ đồ như vậy ngươi nói ta có kiếm hay không? Có liêm sỉ chút đi, khuôn mặt này đáng giá mấy cân sắt, có thể đúc bao nhiêu kiếm? Kiếm thánh hỏi ngược lại, 10 năm sau, tứ đại kiếm khách trong thiên hạ này, ngu hóa bình sắp được ta giao cho viên nhi, Lão ngu, ngươi bay à, nhưng không, nhưng giang hồ trung quy chỉ là giang hồ, ta vốn tưởng rằng ngươi đã nhảy ra, không ngờ ngươi còn ở đây, ngươi biết đấy, trên triều đình quan to hiển quý, rốt cuộc nhìn ngươi, chúng ta, giang hồ này như thế nào, chính là điền vô kính kia, năm đó không phải hắn cũng đã nói, giang hồ không xứng đó sao, thật ra tạo kiếm sư chỉ vì kiếm mà đấu, không để tâm đến dáng vẻ khoe khoang của kiếm thánh, nói trắng ra là, một đám bọn họ, người trước là tông sư, dường như không nhiễm bụi dặm pháo hoa. Đó là bởi vì bọn họ tranh lệch với người thường quá lớn, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn ở bên nhau, thật ra cũng không khác với việc kết giao rượu thịt, trong quán trà lâu với người buôn bán nhỏ, nên mắng thì phải mắng, nên đau thì phải đau, nên khoe khoang thì khoe khoang, nên chế nhạo thì cũng chế nhạo, kiếm thánh nghe được lời này, phát ra một tiếng thở dài, như thể bị chọc trúng chỗ đau, tạo kiếm sư cười trước, sau đó đột nhiên nhận ra không được tốt, đáng chết, sao lại ha ha kiếm thánh hoàn toàn cất tiếng cười to trong lòng hắn vẫn luôn chứa giang hồ đáng tiếc người có thể chia sẻ với hắn ít lại càng ít lý lương thân đã không còn tính trong đó nữa bách lý kiếm thì đã chết tính tới tính lui không còn ai có thể thích hợp hơn tạo kiếm sư ta thừa nhận lời nói năm đó của điền vô kính nửa đúng nửa sai cho nên hai đồ để thân truyền của ta một người trong đại điển cách đây không lâu ngồi trên long ỉ được yến sở quỳ lạy còn một người là thế tử nhiếp chính vương của yến quốc Người luyện kiếm không ai có địa vị cao hơn bọn họ, người có địa vị cao cũng không ai có kiếm thuật giỏi hơn bọn họ, giang hồ sao. Thật sự chỉ là cái rắm, chung quy cho dù sau này bọn họ không đánh lại, trực tiếp gọi người, kêu mẹ nó 10 vạn 20 vạn 30 vạn kỵ binh, cũng đủ cái nát giang hồ này qua lại mấy lần. Lão ngu, nếu sau này mỗi ngày ngươi đều có bộ dạng như vậy, chỗ ngồi này thật sự ta cũng không chịu nổi nữa, chỉ lần này, vậy ngươi cười nhiều chút, tạo kiếm sư quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai đồ đệ của mình đột nhiên cảm thấy hai đồ đệ tâm đắc này của mình không tốt đi dẫn ngươi đi gặp vương gia được tạo kiếm sư đi theo kiếm thánh vào soái trướng đúng lúc này trần tiên bá đi ra từ trong soái trướng trên tay bưng một đống sổ sách tạo kiếm sư thấy trần tiên bá trần tiên bá cũng thấy tạo kiếm sư năm đó trần tiên bá quả thật đã sớm được vương gia thưởng thức nhưng điều chân chính đặt nền tảng cho con đường của hắn là việc hắn gấp rút tiếp viện trong trận chiến phạm thành trần tiên bá đã chém đầu của độc cô mục xuống cũng chính là đầu của gia gia tạo kiếm sư trần tiên bá đưa sổ sách trong tay cho thân vệ bên cạnh khóe miệng mang theo ý cười tay phải nắm lại áp lên ngực của mình hơi cúi người bái kiến tạo kiếm sư đại nhân người mà trần tiên bá sùng bái nhất đời này chính là vương gia hắn không tự chủ mà bắt trước theo nhất cử nhất động của vương gia thậm chí còn nhại lại thâm ý như thế này giống như sự sắp xếp của vương gia nhà mình đối với tạ ngọc an trong soái trướng ngày hôm đó bao gồm vương gia để hắn tự xin lỗi tạ ngọc an trần tiên bá còn dư vị đến hôm nay đây mới gọi là cái hay thật sự cho nên sau khi trần tiên bá nhận ra thân phận tạo kiếm sư rất cung kính mà hành lễ với tạo kiếm sư tạo kiếm sư hơi mỉm cười cũng dùng lễ sở đáp lại nếu nói chảm đầu độc cô mục là trận chiến ngày trước để thiếu niên đặt nền móng chân chính xuất 3.000 kỵ mã liên tục nhảy qua hai bên bờ sông vị hà là tâm cao khí ngạo của người trẻ tuổi như vậy lúc trước xuất một số kỵ binh đuổi giết tạ trừ dương trăm dặm có thể được gọi là ví dụ cho minh chứng về một thế hệ mới đại diện cho quân tấn đông tự dựng lên vị trí tốt nhất của mình có lẽ kết quả chiến thắng của trận chiến ở quận thượng cốc do vương gia tự mình chỉ huy quá mức huy hoàng cho nên trận chiến ở phạm thành đến cổ việt thành khó tránh khỏi bị lu mờ nhưng trên thực tế chiến thuật sử dụng kỵ binh gần như xuất thần của hai thanh niên trần tiên bá và thiên thiên có thể nói là tra tấn tạ trụ quốc đến mức gần như lột đi một lớp da chỉ kém một chút thật sự cũng chỉ kém một chút như vậy nhiếp chính vương có thể đạt được thành tựu thu hết đầu của tứ đại trụ quốc mà trần tiên bá đã ôm một nửa trịnh phàm vốn còn lo lắng bản thân có làm cho cục diện tốt quá hay không cuối cùng dẫn đến quỹ đạo phát triển và hoàn cảnh của trần tiên bá và thiên thiên thay đổi quá lớn dẫn tới việc bọn họ sẽ khó phát triển thành tựu dưới quỹ đạo ban đầu hiện tại xem ra là lo lắng nhiều rồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thậm chí vương gia còn không để ý đến báo cáo của trận quận thượng cốc, ngược lại còn tìm đọc báo cáo cụ thể và tỉ mỉ của tình hình bên phía Trần Tiên Bá và Thiên Thiên, Trịnh Phàm tự nhận mình là người ham học hỏi, thông qua việc không ngừng học tập và bắt chước, cuối cùng đi đến một bước này, thật sự có một số người, trời sinh hắn không giống ai, thật sự vừa mới sinh ra đã hiểu biết, đây không phải là mê tín, mà là ngươi không thể giải thích được, người ta chính là tuổi còn trẻ nhưng có thể đánh giặc, có thể bây giờ ngươi để người khác biên soạn binh thư, hắn viết không được, nhưng ném hắn ra chiến trường. Hắn lập tức biết nên ứng phó như thế nào, mà ở trong mắt tạo kiếm sư, trên người Trần Tiên bá vờn quanh một luồng khí tức tràn đầy khí huyết, có nghĩa là trên người thanh niên này, cho dù không nhập ngũ, đi theo con đường vũ phu cũng có thể đạt được thành tựu rất cao. Năm đó khi người lãnh quân ở Vị Hà, ta từng nghĩ sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Trần Tiên bá nghe được lời này, gật đầu, nói, ta biết, hửm. Có mấy lần, bố cục quân sở có chút kỳ lạ, nghĩ đến, là muốn dụ ta liều lĩnh, nhưng ta không tiến vào, đáng tiếc. Vâng, khi ta điều tới một đội cẩm y vệ của vương gia chuẩn bị liều lĩnh, người sở lại khôi phục như bình thường, tạo kiếm sư hỏi, có phải còn cảm thấy có chút tiếc nuối hay không? Đúng vậy, vương gia nhà ta quá vĩ đại, khiến cho những người hậu bối như chúng ta chém đầu quá ít, người nhiều nhưng cháo ít, sói nhiều nhưng thịt lại ít, không chê đủ. Vậy bây giờ ta đây như thế nào? Vào ổ sói rồi. Đúng vậy, Ha ha, Trần Tiên Bá đi qua nhưng lại dừng chân, mở miệng nói: "Tạo Kiếm sư đại nhân, ngày nào đó lúc ngài muốn ra khỏi ổ sói, nhớ hãy chào hỏi với ta đấy, ngươi muốn như thế nào?" Trần Tiên Bá cười nói: "Cũng coi như là đồng liêu, muốn rời đi, dù sao cũng phải đánh một trận trước, để tiễn đưa đại nhân ngài thật tốt. Đây là danh sách lương thảo quân nhu, đã kiểm kê xong." Được, Nghiên Nghiêu đeo mặt nạ tiếp nhận quyển sách, nhìn lướt qua, sau đó giao cho một quan văn người yến bên cạnh quan văn lại chuyển giao cho cấp thấp hơn, cuối cùng, rơi vào tay quách đông. Hai vạn cấm quân của hoàng tộc sở quốc, tất cả đều cần, còn phải do người sở tự gánh vác, quách đông kiểm tra rất cẩn thận. Sau khi kiểm tra xong, lại tự mình viết báo cáo, cùng với quyển sách đưa đến trước mặt chủ tướng trong quân đội, niên nghiêu ngồi ở đó, trong tay thưởng thức một con dao nhỏ, thỉnh thoảng cạo đi lớp da chết trong lòng bàn tay của mình. Tướng quân, kiểm kê xong rồi, không có để sót, ừm, niên nghiêu gật đầu, quách đông buông đồ vật xuống, xoay người muốn rời đi, ai ngờ Niên Nghiêu lại mở miệng gọi hắn. Khoan đã, Quách Đông dừng chân, ngươi tên gì? Quách Đông, dưới lớp mặt nạ, Niên Nghiêu hít mắt, vị quan hậu cần trong quân yến trước mắt này, mặt có khuyết điểm, rất khó để làm người ta không chú ý. Nhưng sau khi nghe thấy cái tên này, Niên Nghiêu sửng sốt một chút, ngươi tên gì? Quách Đông. Được rồi, bản tướng quân sẽ khắc lên trên mặt ngươi vài đóa hoa, cho chút gia vị vào nồi nước của vị hầu gia kia của các ngươi. Hầu gia nhà các ngươi không phải thích ăn cay sao? bản tướng quân cho hắn một khoản. Người đâu, lau mặt cho hắn, rồi khắc chữ lên. Người nhận ra ta sao? Niên nghiêu hỏi, quách đông xoay người, nói, tuy tướng quân lấy mặt nạ che mặt, tuy giọng nói rất trói tai, nhưng ti chức vẫn có thể nhận ra tướng quân, sau đó, quách đông lại thêm một câu, cho dù ngài vô tình có hóa thành cho đi nữa, đông, cũng sẽ không quên tướng quân. Niên nghiêu nhìn túi nước cùng với cái ly nước treo bên bông quách đông, ly nước này có một câu chuyện, tương truyền là do vương gia ăn cơm ở nhà của quách đông, Ban cho, bản tướng quân khát, lúc này, hứa an đi tới, hắn tới là vì chỉnh đốn quân kỷ của cấm quân hoàng tộc. Đương nhiên, đây là cách nói bên ngoài, thật ra là lấy danh nghĩa chỉnh đốn quân kỷ để thêm tai mắt người yến vào. Hắn thấy được một màn này, nhưng cũng không nói cái gì, được rồi, quách đông lên tiếng, cởi ly nước bên hông xuống, đổ đầy nước, tự mình đưa tới trước mặt nhiên nghiêu. Nhiên nghiêu bưng ly nước lên uống một ngụ, nói, không hận sao, vương gia, đã thay ta báo thù rồi, ở trước mặt người vạn dũng sĩ đại tướng quân sở quốc đã bị thiến tướng quân còn muốn ăn gì ta có thể làm cho tướng quân vài món đây cũng tiện có thể cho bản tướng quân ăn rất khá vậy ti chức an tâm rồi quách đông tướng quân còn có chuyện gì thật sự không hận sao quách đông lắc đầu nói không đảm nhận nổi chư hạn này à là không đảm nhận nổi sao đông là người yến hiện tại vẫn là người yến trước kia là quân yến bây giờ vẫn là quân yến quách đông trả lời lắc đầu rồi lại nói Đông Ăn nói vụng về, không nghĩ ra được những phép tu từ có khí thế kia, nếu đại tướng quân có thời gian chờ, vậy có thể chờ mấy tiểu tử nhà ta học trong viện mấy năm, rồi lại nói cho tướng quân nghe. Được, bản tướng quân chờ, ngài cứ chờ." Quách Đông xoay người muốn rời đi, nghiên Nghiêu lại nói, "Bỏ cái ly này sao? Nếu tướng quân thích, tặng cho tướng quân là được, bản tướng quân không lấy đồ người ta thích, trả lại cho ngươi, truy cập haleyji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé." "Vâng." Quách Đông nhận cái ly. Sau đó treo trở lại bên hông một lần nữa, đợi đến khi quách đông đi rồi. Nhiên nghiêu mới nói với hứa an đang đứng ở bên cạnh, hắn có lẽ rất muốn mắng ta. Hứa an lại cười nói, đông tử sẽ không làm vậy, đông tử đã sớm nhìn ra, hửm. Người thắng thì luôn dễ buông, là lý do này sao? Ngoài ra, có một số lời nói, an vốn không nên nhiều lời. Nói đi, ta nghe, tướng quân vẫn nên cẩn thận chút, ta chỉ đang trêu hắn thôi. Không, ta chỉ đang trêu đùa bản thân ta, vậy thì sai ở đâu? vương gia hy vọng ngài có thể tốt hơn vương gia rộng lượng niên nghiêu nói hứa an dường như có chút ngoài ý muốn vậy mà niên nghiêu có thể mở miệng nói một người hạ lệnh thiến mình là rộng lượng ngươi không cảm thấy sao niên nghiêu hỏi ngược lại hứa an lắc đầu vương gia keo kiệt ha ha thú vị thế ngươi dám nói vương gia nhà ngươi như vậy sao niên đại tướng quân khi ta giao tiếp với người của mật điệp ti ta biết người nhà của ngài hình như vẫn còn sống chuyến đi này của ngài không phải vì công trạng cũng không phải vì vinh hoa mà là vì người thân của ngài, tránh cho họ một con đường sống, ngài biết đấy, quách đông thật sự không để bụng ngài, nếu hắn đến chỗ vương ra khóc một hồi, ngài cảm thấy mình sẽ có kết cục gì? Giết ta sao? Khi ta đang hữu dụng. Vương gia sẽ, hứa ăn nói ra từng chữ một, vương gia chúng ta rất hẹp hòi, keo kiệt. Cho nên, chúng ta tình nguyện đi tìm chết vì vương gia, tạ trừ dương sở quốc trụ quốc ở đâu. Ở đây, một thanh niên mặc giáp bạc, cưỡi tỷ hưu, dẫn một đoàn kỵ binh đến trước cổ Việt Thành cất tiếng hét lớn, ít khi cửa thành của cổ Việt thành được mở ra, có hai nhóm giáp sĩ xuất hiện từ bên trong, tạ trừ dương ngồi trên xe lăn, được thân vệ đẩy ra, bên hông hắn có một vết đao, miệng vết thương đến tận xương, cái này làm cho hiện tại hắn không đứng dậy nổi, thậm chí, ngay cả y giả cũng không dám xác định, cho dù vết thương có lành lại, tạ trừ dương còn có năng lực đứng lên được nữa hay không, mà một đao này, là do thiếu niên mặc giáo bạc phía trước ban tặng, nếu không phải nữ nhân kia kịp thời xuất hiện đánh lui hắn, có lẽ hắn thật sự không thể sống mà trở về cổ Việt Thành, thế nhưng, nhìn lại chính mình, rồi nhìn tiểu tướng mặc giáp bạc cũng bị thương y hệt nhau lúc ấy, hiện tại bản thân hắn giống như ông lão được đẩy đi, mà thiếu niên giáp bạc kia lại có thể hoành đao lập mã như cũ, dù sao cũng là tuổi trẻ. Cũng thật sự là trẻ tuổi, ta phụng lệnh của nhếp chính vương đại yến, lệnh cho tạ trừ dương chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đáy đại quân, mở cửa cổ Việt Thành, cung cấp cho đại quân, không được sai sót. Thiên thiên đọc xong vương lệnh tạ trừ dương quay đầu lại nhìn cổ việt thành phía sau tường thành cách đây không lâu hắn tình nguyện vì tòa thành này vì đại sở này không tiếc lấy thân làm mồi đổi cho đại sở một cơ hội lật bàn nhưng hôm nay muốn đi làm cái chuyện cõng rắn cắn gà nhà này đại sở đã không còn hy vọng giúp người yến tấn công cản thật ra cũng là cho đại sở kéo dài tính mạng nếu không người yến chỉ chờ chết hao tổn đại sở căn bản không hao tổn được sau khi bệ hạ cúi đầu kết minh với vị nhiếp chính vương kia sở quốc có thể được bảo toàn nhưng tương ứng với việc các thế lực, các gia tộc trên dưới sở quốc đều bắt đầu ngụy trang dưới lớp danh chính ngôn thuận phối hợp với quân Yến. Sau khi con thuyền ở đại sở đã không còn nhìn thấy hy vọng, nói một câu thật lòng, mọi người đều vì tìm một con đường lui về sau mà kết thiện duyên, chiến sự của quốc gia có thể bỏ qua, là vì các minh chủ, sau khi quốc chiến, nếu còn ngoan cố chống lại, vậy thì, đây là nỗi đau của đại sở, tạ trừ dưng liếm môi có chút khô khóc, hô, tuân mệnh, rượu này thế nào? trịnh phàm nhìn bát vương gia của sở quốc bát đang ngồi phía dưới mình bát vương gia uống một hơi cạn sạch rượu trong ly nói chua ngọt ngon miệng dư vị vô cùng bát vương gia trong trận chiến ở phạm thành từng bị bắt và giam giữ cùng với niên nghiêu chẳng qua lúc ấy trịnh phàm vẫn chưa làm khó hắn thậm chí còn để hắn gặp mặt hùng lệ tinh tấu một màn tỷ đệ tình thâm với nhau lúc sau đóng gói đưa hắn về sở quốc lần này hắn đảm nhận sứ giả trong quân của sở quốc Tạ Ngọc An phụ trách sự vụ, hắn phụ trách đền thờ, Phạm Thành thất bại, người sở không chỉ thiệt hại binh chủ lực riêng của Độc Cô gia cùng với trụ quốc của Độc Cô gia, mà kết cục của Niên Nghiêu đã trở thành nỗi sỉ nhục lớn cho cả đại sở, cùng với đó, vị Bát Vương gia này bị bắt, sau khi về nước mấy năm nay, vẫn luôn bị bỏ mặc không dùng, Niên Nghiêu càng thối, hắn cũng thối hơn, vẫn luôn chờ đến hôm nay, hắn mới được sử dụng lần nữa, bị vị đại cửu ca của mình ném tới đây, hắn nói ngọt, vốn khi bị bắt, hắn mềm rất nhanh, hiện tại cục diện như thế, quý tộc đại sở bắt đầu tranh nhau hợp tác với người Yến, hợp tác với vị phò mã đại Yến này, thậm chí hợp tác với cả hoàng huynh của mình. Vậy hắn, một vị vương gia bị bỏ mặc, lại không có lý do nào để không khúm núm nịnh bợ, trái một bên tỷ phu phải một bên tỷ phu, gọi đến mức rất là thân thiết, trịnh phàm hỏi, vậy ngươi cũng biết, đây là rượu gì? Tỷ phu, cái này ta đoán không ra, đây là, rượu nước đáy ngựa, bát vương gia, cô từng nghe nói. Năm đó trong trận chiến vọng răng lần đầu tiên, ngươi đi thuyền hoa ngoài ngọc bàn thành, đổ một bãi nước tiểu rất dài xuống sông vọng Giang, còn nói, tặng cho tướng sĩ quân yên uống chung, cùng nhau chảy xuôi về nam, tỷ phu. Khi đó ta còn niên thiếu, nhận được sự chiêu đãi của người năm đó, cho nên lần này, cô vì tướng sĩ đại yến chết chìm trong lòng sông đó năm ấy, trả lại nhân tình này cho ngươi." Bát Vương gia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Trịnh Phàm, nói, "Vương gia, vì sao bỗng nhiên lại nhục nhã ta như vậy? Ngươi muốn hỏi, vì sao năm đó ta không làm khó ngươi nhỉ?" rất đơn giản năm đó ta còn chưa đánh ngã toàn bộ sở quốc cho nên ta cảm thấy làm khó ngươi không phải chuyện quan trọng hiện tại sở quốc đã bị ta đánh ngã hiện tại ta muốn xuất trinh người sở quốc từ trên xuống dưới đều phối hợp với ta hoàng đế cúi đầu với ta tạ ra xuất binh vì ta vị tạo kiếm sư của độc cô ra cũng đến ôm kiếm của hắn tới đây đứng gác cho cô đúng lúc hôm nay ngươi lại tới nữa ngươi nói xem ngươi có ích lợi gì chứ đơn giản thôi, để ta thở ra cái hơi còn thiếu, thuận tay mà cho ra. Vương gia, nhục nhã ta như vậy, chẳng phải làm nhục uy danh của vương gia ngài. Trịnh Phàm nở nụ cười, chỉ vào rèm xoáy trướng, nói, chuyện đi tiểu xuống sông Vọng Giang là do chính ngươi tuyên bố ra ngoài ở sở quốc, cô cũng cho phép ngươi lấy chuyện ta ép ngươi uống nước tiểu, tuyên bố ra ngoài, đi đi đi, làm tổn hại uy danh của cô nào, sau khi tổn hại uy danh của cô, ha ha, ngươi còn mặt mũi để sống sao. Hai tay bắt vương gia gắt gao vò chặt quần áo của mình, ta vốn nghĩ rằng vương gia là lòng mang thiên hạ, trịnh phàm đi xuống, vươn tay xiết lấy cổ của bát vương gia, trực tiếp đánh gãy lời hắn nói, cô lòng dạ mang thiên hạ, cùng với việc cô cố ý bắt ngươi tìm niềm vui, cũng không mâu thuẫn. bịch, mặt của bát vương gia bị trịnh phàm trực tiếp ấn lên mặt đất, cô vốn chính là người keo kiệt đến mức không thể hơn, trịnh phàm duỗi tay chỉ vào bầu rượu đặt trên bàn trà lúc nãy, nói, chỗ đó còn một bình, không thiếu rượu, hoặc là ngươi uống hết, hoặc là ngươi lập tức đi ra xoáy trứng này. Bát Vương ra bỏ dậy, yên lặng mà đi đến trước bàn trà, cầm lấy bầu rượu, ừng ực ừng ực ừng ực, uống ngon không? Ngon, rất ngon. Trịnh Phàm xoay người, đúng lúc nhìn thấy Nhi Tử nhà mình, giờ phút này đang đứng ở trước cửa xoái trướng, bên cạnh xoái trướng của Nhiếp Chính Vương. Trong trường học có truyền thống học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ được vào học sớm. Trịnh Lâm mặc quần áo của thân vệ, còn đang dịch dung, mà thế từ Điện Hạ chân chính đã cùng tỷ tỷ của hắn trở về Tấn Đông, khóe môi Trịnh Lâm nhếch lên nụ cười khẽ dường như không thể đoán được, lão tử nhà mình, vậy mà cũng có thời điểm bỡn cợt như vậy, trịnh phàm vươn tay vỗ nhẹ chán, phải để tên tiểu tử thối này nhìn trò đùa của người cha như mình, bên ngoài xoái trướng, hai cha con song song mà đi, trịnh lâm dùng một loại giọng điệu trào phúng nói, đó là xoái trướng của ngươi, ngươi cũng không chê bẩn, nhi tử à, cha ngươi phải nhìn hắn uống cho xong, trịnh lâm ha ha một tiếng, nói, hắn nói rất đúng, năm đó ngươi có thể báo thù, nhưng lại cố ý để đến bây giờ, còn bịa ra cái lý do kia. Thật sự là câu chuyện cười mà, ngươi đang muốn nói cha ngươi lòng dạ nhỏ hẹp hay là hỉ nộ bất thường? Cả hai, Trịnh Lâm nói thẳng không cố kỵ, bọn họ đều cảm thấy ngươi là một vương gia cao ngạo, nhưng ở trong mắt ta, ngươi không phải. Trịnh Phàm duỗi tay, ôm lấy bả vai của nhi tử nhà mình. Trịnh Lâm theo bản năng phản kháng, nhưng gần đây hắn đang bị phong ấn, thứ hai, cha hắn tốt xấu gì cũng là cường giả vũ phu tứ phẩm, cho nên phản kháng không có hiệu quả, hắn vẫn bị tình thương của cha ôm lấy. Năm đó khi bắt sống hắn, sở dĩ không tìm hắn gây chuyện là vì không có lý. Do để tìm hắn, cho nên, ngươi thừa nhận lần này là ngươi tiểu nhân đắc trí. Trịnh Phàm, ngươi có ấu trĩ hay không? Được rồi, cha ấu trĩ, cha là tiểu nhân, ngươi phải học nhiều một chút, như vậy mới sống lâu được. Sau khi nghe lời giải thích này xong, Trịnh Lâm lui về phía sau hai bước, và lúc này Trịnh Phàm cũng thu lực lại. Trịnh Lâm thoát khỏi ôm ấp của Trịnh Phàm, ngươi đi thu sổ sách trong quân đi, cha đi tuần doanh, sau khi nhìn Trịnh Phàm rời đi, trịnh lâm xoay người ai ngờ lại nhìn thấy sư phụ của mình cũng chính là kiếm thánh đang đứng ở phía sau sư phụ tuy a tỷ đã từng nói rằng hắn không có sư môn nhưng trịnh lâm đối với kiếm thánh là sự tôn trọng kiếm thánh và các cha nuôi khác nhau nhưng kiếm thánh lại cường đại hơn một màn trong soái trướng trịnh lâm tin rằng không chỉ có hắn nhìn thấy kiếm thánh vẫn luôn phụ trách hộ vệ cho cha mình chắc chắn cũng đã xem qua dù sao ở trong soái trướng có bất kỳ động tĩnh nào đều không thể che giấu được hắn cho tới nay vi sư cũng không muốn xen vào chuyện ngươi và phụ thân ngươi nhưng lần này vi sư không thể không ra mặt nói một tiếng không có gì để nói thuyết trịnh lâm nói là do vi sư năm đó sư nương của ngươi sắp sinh vi sư vội vã trở về phụ thân ngươi chiều theo ý ta cho nên không có chờ hộ vệ mà là cùng vi sư lên đường trở về đi ngang qua vọng giang ở đó gặp phải ám sát cha ngươi dùng phương pháp phương sĩ lại lấy danh quân công hầu của yến quốc dẫn mấy vạn âm binh dưới đáy sông để phá cục nếu không có mấy vạn âm binh sau khi chết kia nghe lệnh nổi lên lúc ấy cha ngươi có lẽ đã chết ở trên mặt sông kết băng kia không có tỷ tỷ ngươi và cũng sẽ không có ngươi đánh sở quốc trước là toàn đại nghĩa bởi vì cha ngươi đã đồng ý với điền vô kính cũng chính là phụ thân của thiên ca ngươi những gì diễn ra hôm nay là vì vong hồn năm đó thở ra một hơi thật ra cha ngươi vẫn luôn ghi tạc trong lòng chưa bao giờ quên ngươi từng hỏi vi sư vì sao vẫn luôn nguyện ý ở bên cạnh phụ thân ngươi bảo vệ hắn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio vi sư có thể nói cho ngươi cha ngươi cho dù có ngàn vạn tật xấu nhưng hắn có một điểm chưa từng thay đổi hắn bạc tình nhưng lại vô cùng trọng nghĩa tuy nói rằng thiếu nợ thì phải trả tiền đó là đạo lý hiển nhiên nhưng hết lần này đến lần khác lại hiển nhiên như vậy người có thể làm như cha ngươi ta chưa từng nhìn thấy người thứ hai nói tới đây kiếm thánh mỉm cười nói tiếp chẳng bao lâu sau ta cũng từng thắc mắc tại sao chư vị tiên sinh trong vương phủ từ khi cha ngươi vẫn là một nhân vật thấp bé, vẫn luôn đi theo hắn, vậy sư phụ đã tìm ra nguyên nhân chưa? Kiếm Thánh nhìn Trịnh Lâm, thật ra hắn phát hiện giữa Ma Vương và Trịnh phàm có một số quan hệ đặc thù, dù sao hắn cũng chỉ là một người trong vương phủ, nhưng có rất nhiều thời điểm, bí mật của vương phủ đều công khai với hắn, hắn cũng từng cho rằng đó là nguyên nhân thật sự, nhưng mãi đến khi, trong lúc lơ đãng, bản thân đã ở bên cạnh Trịnh phàm gần 10 năm, hắn mới nhận ra. Kiếm Thánh lắc đầu, trả lời: tìm ra rồi, vậy nguyên nhân là gì? Căn bản, không cần nguyên nhân nào cả, đây là, có ý gì? Cũng giống như ngươi là nhi tử của cha ngươi, chuyện trên đời này nào có nhiều bởi vì cho nên như vậy, đa số, đều không thoát được hai chữ. Hiển nhiên, một đội quân sở đang hành quân trên đường núi hiểm trở, họ đã bắt cầu, bọn họ lót đường và lập trại, từ những mệnh lệnh do quan trên truyền xuống, mức độ kiểm soát, tiến độ và sự tinh vi của công trình đều đã đạt đến mức đáng kinh ngạc thậm chí cả trần tiên bá đến tuần tra cũng cảm thấy hơi kinh ngạc dù có muốn cũng không tìm ra được chỗ nào có thể chỉ trích ở phía trước tạ trừ dương ngồi trên xe lăn được thị vệ đẩy đi kiểm tra tiến độ công trình hắn cũng phát hiện đội kỵ binh của quân yến xuất hiện ở đằng xa tạ trừ dương không chủ động tới chào hỏi mà để thị vệ bên cạnh phân phó việc tăng nhanh tiến độ vương ra quá trình xây dựng tiến triển rất nhanh trần tiên bá trở lại liều soái thành thực bẩm báo ta thấy rồi lần hành quân này rõ ràng là một con đường đầy khó khăn nhưng tiến trình của đại quân cũng không bị chỉ hoãn lại bao nhiêu những đoạn đường khó đi đã sớm được trải tại vị trí đường vòng vách đá đã được dựng một cây cầu dài vị trí quân trại cũng vừa phải vừa đảm bảo tốc độ hành quân của quân đội vừa có chỗ nghỉ ngơi hợp lý trịnh phạm sớm đã không còn là một đứa trẻ trên chiến trường hắn đương nhiên biết rõ trong một trận chiến việc khó khăn không phải ở lúc trước trận chiến vung tay lên sông mà là ở những điều nhỏ nhặt và sự chuẩn bị trước đó tạ trừ dương thực sự đã thể hiện được năng lực của mình với tư cách là một trong tứ đại trụ cột của đại sở Bại trận lần đó ở thành cổ viện, là do hai tướng trẻ tuổi liều lĩnh không xem xét tình hình, mà nhất định đuổi đánh cả đường, tuy có chút thảm hại, nhưng điều này không có nghĩa tạ trừ dương hắn là một kẻ ngu ngốc. Tiên, bá, thiên thiên, có mặt tướng. Thiên thiên ra khỏi hàng, đứng bên cạnh trần tiên bá, lão tạ trừ dương kia vẫn còn có chút bản lĩnh. Hai người các ngươi thay phiên nhau dẫn quân đi giám sát, nghiên cứu kỹ cách làm tinh xảo của hắn, nhất định phải học được. Vâng, vâng trong liều xoái, tạ ngọc an lặng lẽ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, chờ sau khi tiên bá và thiên thiên rời khỏi đây, trịnh phàm mới đưa mắt nhìn về phía tạ ngọc an, nói, ta nghe nói, tạ gia các ngươi tuy là một trong tứ đại trụ quốc nhưng tứ đại quý tộc sở quốc, vốn không có tạ gia, vâng, tạ ngọc an đáp. Hiện tại cô biết nguyên nhân vì sao rồi, tạ Ngọc An hơi sửng sốt rồi cười nói, là do bọn họ cảm thấy tạ ra chúng ta với người người tăng quá thân thiết, vì vậy không thể lên đài, không, theo cô thấy, các quý tộc khác của Sở Quốc thích nghiên cứu hơn, mà Tạ gia lại thiên về thực tế hơn, Tạ Ngọc An nói, vậy có lẽ là bởi vì Tạ gia ta ở phía nam Sở Quốc, mấy trăm năm qua, Yến Quốc vẫn luôn phải đối mặt với sự uy hiếp từ man tộc trên hoang mạc phía tây, vì vậy càng coi trọng việc dễ dàng và hiệu quả cao hơn. Theo ta thấy, sở dĩ Yến Quốc hùng mạnh là nhờ công lao của Tiên Đế Yến Quốc, công lao của Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương, còn có công lao của vương gia ngày nữa. Nhưng thật ra, Yến quốc có những bất lợi, lại chưa bao giờ có điểm yếu. Việc mà tiên đế và hai vị vương gia làm cũng không phải là làm nước giò binh mạnh, mà là gỡ xiềng xích ràng buộc trên người Yến quốc gia. Dù cho những sợi xiềng xích đó chính là bản thân họ, bẻ gãy gân cốt họ, bọn họ vẫn sẽ kiên định hạ thủ. Đội quân tinh nhuệ của Đại Yến cũng không phải trong một sớm một chiều được thành lập, nhưng chính vì mất đi những xiềng xích này, kỵ binh của Đại Yến mới có thể ung um dung chinh chiến ở tứ phương. Trịnh Phàm gật đầu, Tạ Ngọc An tiếp tục nói so sánh mà nói ta cảm thấy sự cai trị của vương gia ở tấn đông thực sự là một phiên bản của yến quốc khi đó thậm chí là chỉ có hơn chứ không có kém ồ oh. bởi vì việc khiến yến quốc lo lắng chủ yếu là sự uy hiếp đến từ hoang mạc mà vương gia ở tấn đông vừa phải lo lắng về mối đe dọa từ tuyết nguyên vừa phải lo nghĩ về sự uy hiếp đến từ sở quốc đồng thời còn phải cảnh giác đến sự thất thường của tấn địa và quan trọng hơn chính là vương gia cho tới nay vẫn luôn lo lắng và đề phòng mối đe dọa từ triều đình yến quốc nguyên nhân vì tấn đông chính là đất để tứ chiến nơi quân dân có thể gương giáo sẵn sàng chiến đấu kỵ binh tấn đông của vương gia là một đội quân mạnh mẽ được sinh ra trong hoàn cảnh này người đã nhìn thấu được vương gia quá khen rồi nhìn thấu thì dễ nhưng khi làm thì khó cứ làm từ từ sẽ luôn có cơ hội giống như cha ngươi vậy vâng tiểu tử đã biết tạ trừ dương đã làm việc chăm chỉ như vậy hắn không ngần ngại lợi dụng sức ảnh hưởng của tạ gia với bộ tộc người tang ở phía nam sở quốc chiêu mộ một số lượng lớn thường dân người tăng để mở đường cho đại quân, nhưng không phải là chỉ vì trận chiến sự này. Trên thực tế, nếu là vì để ứng phó với trận chiến sự này, thì tất cả những gì mà Tạ Trừ Dương đã làm rõ ràng là quá nhiều, rõ là chỉ cần sử dụng một lần, nhưng Tạ Trừ Dương lại xây dựng dựa theo tiêu chuẩn sử dụng bền vững trong 10 hoặc 20 năm. Vì sao ư? Bởi vì Tạ ra chủ yếu là ở đây, vì vậy đợi đánh chiếm Càn Quốc lần này diễn ra thuận lợi, Giang Nam của Càn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng ra phía Nam của Sở Quốc sau khi bị móng guốc của người Yến quốc nghiền nát, xây dựng con đường kiên cố hơn, kiểu như là muốn giàu sang trước tiên phải làm đường. Việc mở ra mối liên hệ giữa Tây Nam Sở Quốc và Giang Nam Càn Quốc sẽ mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển của toàn bộ Tây Nam Sở Quốc trong tương lai. Tương tự như vậy, với tư cách lại đại quý tộc duy nhất cắm rễ ở đây, tương lai phát triển của tạ gia đương nhiên cũng sẽ tốt hơn. Đó là lý do tại sao nhất chính vương của Đại Yến, Trịnh Phàm lại đánh giá cao tạ trừ dương như vậy, khi đại sở vẫn còn có hy vọng tạ trừ dương sẵn sàng lấy bản thân làm mồi nhử để dành cơ hội quay lại sau khi đại sở không còn hy vọng hắn lại có cách ứng phó theo lệnh của trịnh phàm hắn vẫn ra tiền tuyến với cơ thể ốm yếu của mình để mở đường cho người dân yến quốc lúc làm việc công việc được giao vẫn chưa hoàn thành mà lại tập trung vào tương lai của tạ gia con người này quả thực là thực dụng đến đáng sợ trịnh phàm nâng tách trả lên liếc nhìn tạ ngọc an nếu không có người cha tạ trừ dương này theo quỹ tích ban đầu tạ ngọc an hắn cũng rất khó để nắm lấy hùng thị thay thế sở quốc một cách thuận lợi như vậy vương gia tốc độ hành quân của ta có phải là quá nhanh rồi không tạ ngọc an hỏi trịnh phàm lắc đầu nói vẫn ổn cô còn thấy chậm đấy vương gia chậm rãi xoay người hắn đã khao khát giang nam của đại càn quá lâu rồi kể từ lần đầu tiên ở thành hồ đầu ăn bột hắn đã khát khao trốn phồn hoa giang nam của càn quốc bình thường nhìn vào có thể thấy nơi đây mục nát chỉ trích nơi đây vì sự sa đọa hay sự xa hoa phung phí cái gì mà thương nữ bất tri vong quốc hận, tất cả đều không hề oan uổng. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, đứng ở góc nhìn của trịnh phàm, Giang Nam mới là nơi phù hợp nhất với cảm giác của hắn về Giang Sơn. Như họa từ thời cổ xưa, hoa khôi ở Thanh Lâu, thi tử ca phú, tài tử phong lưu, với hắn. Đây mới gọi là cuộc sống, mặc dù kim qua thiết mã của Đại Yến không tệ. Nhưng so với ngựa gầy ở Giang Nam thì vỏ đậu phộng chẳng khác gì thứ bỏ đi. Nếu như không phải vì tứ nương đã xây dựng một số địa điểm cao cấp ở Tấn Đông, giữ lại được một chút mặt mũi thì toàn bộ phương bắc đất yến tấn có thể được coi là một đám nhà quê trước kia trịnh phàm đã thương lượng với các ma vương nếu một ngày nào đó không còn việc gì để làm hắn sẽ đến giang nam tiêu sái nhưng mọi việc lại không như mong muốn cùng với việc trịnh phàm từng bước thăng tiến ở yến quốc thân phận địa vị ngày càng lớn khả năng trịnh phàm lén lút chạy đến giang nam ngắm nhìn phong cảnh đã sớm bị cắt đứt nguyên nhân chính là sợ ngân giáp vệ thu lại tâm tư của mình trịnh phàm xua tay nói ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng những điều này không quan trọng ngược lại bọn họ có thể phối hợp tốt với cô tạ ngọc an há miệng cuối cùng chỉ có thể nói ta thực sự bái phục ngay cả khi đại hoàng tử và lý lương thân bị loại trừ có lương trình và cẩu mạc ly đóng giữ ở chiến trường phía bắc trịnh phàm cũng không phải lo lắng về việc không thể phối hợp và hô ứng dù cho bị hạn chế phương thức truyền tin tức tất nhiên mức độ chậm chạp rất lớn nhưng cũng không đáng kể ai là đại yến ai gọi hắn ở tấn đông xoáy đến mức nào lúc này Lưu đại hổ bước vào Vương ra nên dùng cơm chưa rồi được Lưu đại hổ sai người mang bữa trưa tới một nhóm cận vệ nhỏ tuổi mang lên Trịnh Lâm cũng ở trong số đó có điều tính khi đứa trẻ này tuy có chút không tốt nhưng thực ra làm chuyện gì cũng không cần phải lo lắng hắn vẫn luôn che giấu rất tốt không để lộ ra chút sơ hở nào loại che đậy này ít nhất phải kéo dài cho đến khi đại quân tiến vào Giang Nam mới có thể kết thúc kiếm thánh và tạo kiếm sư cũng vào ăn cơm bốn người ngồi cùng một bàn một bữa cơm tuy không thú vị nhưng cũng góp phần tạo thêm sự nhẹ nhàng cho cuộc sống thường ngày. Sau khi ăn xong, Trịnh Phàm bước ra khỏi liều xoáy luyện tập gân cốt, đồng thời cũng bắt đầu luyện đao, kiếm thánh lại cùng tạo kiếm sư chơi cờ. Trạng vạng tối, liều xoáy chuyển chỗ, mọi người lại bắt đầu gấp rút lên đường. Nhưng trừ bên Tạ Trừ Dương với bên Niên Nghiêu ra, 50.000 trung quân do Trịnh Phàm chỉ huy chia làm hai bộ phận. Do đó, quá trình di chuyển liều xoáy đơn giản hơn nhiều, từ phần đuôi đến phần trước, sau đó có thể tiếp tục chờ đợi trở thành phần đuôi. Sở dĩ làm như vậy không phải vì cân nhắc việc hành quân và chỉ huy, đơn giản là như vậy có thể nghỉ ngơi một ngày, sau khi theo liều soái, Tạ Ngọc An cũng dần dần thấy được sự điềm tĩnh của nhiếp chính vương, trong lòng âm thầm bội phục, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Vừa nghĩ tới trước đó bản thân cùng hắn đánh cờ, phía bên mình trận địa sẵn sàng chờ đợi vô cùng khẩn trương, mà nhiếp chính vương phía đối diện vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Thua trận, quả thật không hề oan ức. Yến Kinh Thành, có một sự tranh chấp lớn đã bùng phát ở kinh thành sở quốc xưng thần với nhiếp chính vương phủ tấn đông tự dáng quốc cách nhưng cùng lúc đó sứ giả của sở quốc khi được cử đi đại diện vào triều đình vẫn dùng quy cách là sở quốc sứ giả của sở quốc thậm chí còn thể son sắc đại sở chỉ bại bởi nhiếp chính vương chứ không bại trận trước yến quốc lần này không chỉ có triều đình vỡ tổ mà cả giới trí thức cùng người dân đều bị cuốn vào một cuộc tranh luận bất tận giữa hai phe có người chủ trương cho rằng đây thực sự là kế ly gián rõ ràng nhất của người sở chủ yếu là để chia rẽ triều đình và vương phủ, nhất định không được mắc lừa, nhưng cũng có nhiều người phản bác lại rằng kế ly gián rõ ràng như vậy, nhiếp chính vương vẫn muốn lên, chắc chắn là có dã tâm. thực ra trong mấy năm gần đây vẫn không ngừng có những bàn tán về mối đe dọa của vương phủ ở tấn đông đối với chính quyền trung ương, nhưng cũng giống như ở tấn đông, trịnh phàm là người ghim lại dây cương, khiến binh lính tấn đông không dám tạo phản. về phía triều đình bên này cũng là do cờ lão lục trói buộc, ngăn chặn sự uy hiếp của tấn đông trở thành chủ đạo. phù hoàng đế đại yến đang gối lên đùi hoàng hậu để cho hoàng hậu ngoáy tai cơ thành quyết rất thích đôi chân của hà tư tư nhưng so với dáng người của linh hương thì gầy hơn một chút gối lên thế này thì không thoải mái đặc biệt là khi thời tiết nóng bức vừa chạm vào liền thấy nó không chỉ mềm mại mà còn mát mẻ cảm giác rất dễ chịu phụ hoàng thái tử bước vào bởi vì không có bình phong che chắn nên cử chỉ thân mật của phụ hoàng và mẫu hậu lọt vào mắt thái tử cơ chuyển nghiệp đã quen với điều này từ lâu còn về phần hoàng thượng cũng cố ý tỏ ra không chút kiêng kỵ mối quan hệ tình thân của thiên gia lạnh nhạt là thật nhưng phần lớn chẳng qua là do trên làm dưới theo vì đã chịu đủ khổ sở từ chính phụ hoàng của mình trong mối quan hệ tình thân cơ thành quyết thực sự rất chú ý đến việc nuôi dưỡng sự ấm áp của thiên gia trong thế hệ của mình để cho nhi tử nhiều lần nhìn thấy tình cảm thắm thiết của cha mẹ không có gì là xấu đương nhiên cơ thành quyết càng nhận thức được rõ rằng chìa khóa để đảm bảo sự hài hòa của thế hệ sau không phải là đạo đức văn chương gì đó việc lấy mình làm gương của bản thân cũng không đúng đắn lắm chủ yếu vẫn để cho thái tử, người vẫn luôn được chọn sẽ là thái tử, không cho những đứa trẻ khác có cơ hội, giữa huynh đệ với nhau lấy tiền để là không tồn tại việc tranh giành quyền lợi, không có hoàng đế nào đồng ý gánh chịu tai tiếng sát hại huynh đệ, bên ngoài đang có tranh chấp sao? Vâng, hoàng đế hỏi, con cảm thấy thế nào? Bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến phụ hoàng và nhi thần, ồ, bởi vì dù cho là triều đình hay là dân chúng, tranh cãi chẳng qua là thái độ đối với nhiếp chính vương, thiên gia hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến ủng hộ nhiếp chính vương vẫn trung thành với đại yến vậy tất nhiên cũng là trung thành với bệ hạ những người cho rằng nhiếp chính vương có ý định xấu xa gần như đã rõ ràng đó cũng là vì suy nghĩ cho triều đình và thiên tử trên cơ sở này cho dù bên ngoài có ồn ào đến đâu thì cũng có liên quan gì đến thiên gia vậy còn nội các thì sao bẩm phụ hoàng các chư vị các lão trong nội các đã sớm hỏi thăm phụ hoàng nên đều rất yên tĩnh ừm nhớ kỹ là chỉ cần nội các không náo loạn phía dưới dù lớn tiếng cãi cọ cỡ nào cũng có thể mặc kệ nhi thần ghi nhớ hoàng đế từ trên đùi hoàng hậu ngồi dậy, hoàng hậu vỗ vỗ vào long bào, chấm cùng thái tử trò chuyện một chút, vậy thần thiếp đi xuống chuẩn bị chút điểm tâm cho hai người. Không cần, chấm muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí, hoàng đế bước ra, theo sát phía sau là thái tử, ngụy Trung Hà cùng trương bạn bạn, một người đi theo bên trái, một người đi theo bên phải, đồng thời rút lui từ bên trái và bên phải. Để lại sự riêng tư cho phụ tử thiên gia, truyền nghiệp, phụ hoàng, những lời lúc trước con nói không sai nhưng lại nói sai rồi thỉnh phụ hoàng sửa sai cho con cho dù bọn họ tranh cãi kịch liệt thế nào đúng là không liên quan gì đến trẫm và con nhưng những này lời không nên được nói ra bởi một thái tử nhi thần chẳng qua là cảm thấy ở trước mặt phụ hoàng không nên che giấu điều gì hai hoàng đế thở dài giơ tay đặt trên bả vai của thái tử rồi cúi đầu nhìn vào mặt thái tử vóc dáng của thái tử thật ra đã cao bằng hoàng đế nhưng lúc này bởi vì không người nên thấp đi một chút con biết sai chưa nhi thần thái tử hít sâu một hơi nói, sai rồi, ừm, hoàng đế không hỏi hắn sai ở đâu, ngược lại vỗ bả vai hắn, lại rút tay về, con từ nhỏ đã rất thông minh, là thánh tôn được hoàng gia ra khâm điểm, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi bị người khác hiểu lầm bởi sự khôn khéo của mình, nội các là nơi tốt để rèn luyện con người, cũng là nơi khiến con người dễ bị mắc bẫy, các chư vị đại nhân trong nội các, hầu hết bọn họ đều là những người công tâm, nhưng sự công tâm của họ là dành cho đại yến, mà phụ tử chúng ta họ cơ, cái gọi là công tâm ở đây khó tránh khỏi nghiêng về phía bản thân mình nhiều hơn, nhưng hết lần này đến lần khác, hoàng gia gia của con là dựa vào tình nghĩa huynh đệ với hai vị vương gia ở phía Nam Bắc để chống đỡ được đại yến, phụ hoàng dựa vào tình nghĩa huynh đệ với họ Trịnh kia, không ngừng mở rộng lãnh thổ cho đại yến, đợi đến khi con. Phụ hoàng, nhi thần đã hiểu, khổ cho con rồi, hoàng đế là một người cô đơn, từ lúc con lên làm thái tử, không, là từ khi hoàng gia gia ôm lấy con, con đã phải học cách dần trở nên khác biệt với những người bình thường đợi đến khi con gần, như đã làm được rồi sẽ muốn học lại cách để trở thành một người bình thường, ngẫm về Trịnh Thúc, ngẫm về Thiên Thiên ca ca nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn, không tính toán, cũng không cần đề phòng, thực ra, con không cần nghĩ nhiều như thế, chính là cách tốt nhất, không nói đến thiên hạ này vẫn chưa bị chinh phục hoàn toàn, ngay cả khi ở thời kỳ của phụ hoàng, ta liên thủ với Trịnh Thúc của con thu cả thiên hạ này vào túi của mình, chẳng lẽ đến đời của con thủ thành chi quân, cần người đến dẹp loạn thay mình sao? Hãy thoải mái, hào phóng một chút. Thái tử gật đầu, đi đi. Nhi thần xin cáo lui. Thái tử vừa rời đi, lúc này Ngụy Trung Hà bước tới, ghé vào tai Hoàng thượng, bẩm báo một số chuyện. Ồ, Hoàng đế có chút kinh ngạc. Làn sóng dư luận gần đây ở kinh thành, trong đó vậy mà có một phần là do người của phủ Thái tử ở sau lưng kích động. Sau khi kích động, nhóm người của phủ Thái tử bề ngoài thì chủ động đứng trong chiến tuyến ủng hộ nhiếp chính vương, là Đại Yến, Trung lương đi sông pha chiến đấu chuyện này được làm một cách bí mật trẫm đúng là cả nghĩ quá rồi ngụy trung hà và trương công công đứng ở bên cạnh không nói chen vào điều đáng mừng chính là nhi tử vẫn nhớ cũng hiểu được mình nên đứng về phía nào trong lòng hoàng đế có chút khó chịu chính là nhi tử không nói sự thật với mình đây là bởi vì thái tử và đảng thái tử là đội ngũ nòng cốt hoàn toàn khác với đội ngũ lúc hắn làm hoàng tử là mẫn ra sự kiểm soát của tiên đế đối với hắn không giống sự kiểm soát của hắn đối với thái tử hoàng đế hít sâu một hơi Đưa tay lên xoa những nếp nhăn trên trán chưa giãn ra hết, thân là một hoàng đế, theo bản năng sẽ cảm nhận được mối đe dọa khi nhận ra rằng con trai mình đã bắt đầu bắt tay vào việc trở thành người thừa kế vương quốc. Hào phóng, thoải mái một chút, yêu thương nhiều hơn. Hoàng đế lặp lại những lời mà mình đã dạy thái tử trước đó, đúng rồi, Ngụy Trung Hà, có nô tài sắp đến lúc rồi nhỉ? Bẩm bệ hạ, quả thực sắp đến rồi, chuẩn bị xong chưa? Theo chỉ thị của bệ hạ, nô tài đã chuẩn bị tốt rồi ạ. Hoàng đế gật đầu, cảm giác khó chịu trước đó đã bị cuốn đi ngay lập tức, ra lệnh cho nội các đi, nô tài tuân chỉ, hoàng đế vô ống tay của mình, nói, chấm ngược lại muốn xem xem, trái với bản tử, cơ chuyển nghiệp ngươi có thể đuổi kịp được chấm không? Ngày hôm sau, một sắc lệnh làm chấn động toàn bộ Yến Kinh Thành, hoàng đế đại Yến ban chiếu chỉ, khiển trách nhất chính vương không coi ai ra gì, cả gan làm loạn. Lối thoát duy nhất của hoàng đế là khiến ngọn lửa này bùng cháy hoàn toàn, chiều hôm ấy, thái tử dẫn theo một đám quan viên ở Đông Cung cùng với các đại thần lên tiếng ủng hộ nhiếp chính vương đến bái kiến cầu xin cho nhiếp chính vương hoàng đế giận dữ ra lệnh cho ngụy trung hà dẫn theo một đám tùy tùng ở mật điệp ti trừng phạt tất cả các đại thần cùng thỉnh cầu với thái tử hơn một nửa số họ phải xuống chiêu ngục ở mật điệp ti bản thân thái tử thì bị hoàng đế phạt đến đông cung hối lỗi ba tháng đêm hôm đó hoàng đế ra lệnh cho nhị hoàng tử và tam hoàng tử vào ngự thư phòng kiểm tra bài tập tin tức lập tân thái tử đột nhiên bùng nổ ba ngày sau hoàng đế tuyên bố ngự giá nam tuần ngân lãng quận người trong thiên hạ đều biết ngân lãng quận có đội quân do đại hoàng tử và lý lương thân chỉ huy là đội quân tinh nhuệ nằm trong tay triều đình có thể chiến đấu với kỵ binh của tấn đông trên chiến trường một loạt tin tức được truyền đến thượng kinh nhanh nhất có thể thông qua hệ thống ngân giáp vệ trong lúc nhất thời các bách tính và quần thần ở thượng kinh gieo hò đến rồi đến rồi điều mà bọn họ mong muốn cuối cùng cũng đến rồi mà trong ngự thư phòng ở hoàng cung Triệu Mục Câu vừa mới lên ngôi không lâu đang ngồi trên ghế rồng, Lý Tầm Đạo và các đại thần khác ngồi ở bên dưới. Hiện tại, nơi đây chính là trung tâm chính của Càn Quốc. Sau cuộc đảo chính, đám người này đã lập tức nắm giữ quyền hành chính của Càn Quốc. Tuy nhiên, hiện tại nơi này lại tĩnh mịch nặng nề, bầu không khí có vẻ vô cùng buồn bã. Cuối cùng, ầm một tiếng, quan gia vỗ lên trên ngự án, mắng to, lại đến rồi. Mánh khóe này của người Yến chơi mãi không biết chán sao. Lý Tầm Đạo mở miệng nói, Hôm nay giá rượu và thịt ở thượng kinh thành tăng giá rồi, dân chúng đang ăn mừng rằng yến quốc cuối cùng cũng nội loạn rồi. Lý Tầm đạo thở dài nói: người yến vốn không quan tâm đến việc dùng mánh khoái này chán hay chưa, bởi mỗi lần dùng đều sẽ có một đám ngu ngốc tin vào điều đó. Một cơn mưa lớn đã dập tắt cuộc vui của bách tính thượng kinh thành. Trên tháp tây tuyên môn, các quan gia đứng ở đầu nhìn ra hoàng thành, nghị sự đã kết thúc, tổ chức minh vẫn chấn thủ tam biên với tư cách là đô đốc của tam biên. Trung Thiên Lãng treo cờ triều mộ tướng quân, dẫn quân tiến về phía Bắc vào trừ quận, hô ứng Tam Biên mạnh cùng treo tước vị tướng quân phủ bình, dẫn quân về phía Đông Bắc để bảo vệ tuyến phòng thủ của Lan Dương Thành. Ngoài ra còn có Lạc Hoán, Hàn Lão Ngũ dẫn các bộ lên phía Bắc tuần lệnh. Mỗi khi mà Yến Nhân đến tấn công, thực ra Càn Quốc có nghĩ ra đối sách hay không cũng không có gì khác biệt. Bởi trên chiến trường, Yến Quốc mạnh Càn quốc yếu là sự thật không thể chối bỏ. Có Tam Biên là không thể từ bỏ, dù có thế nào cũng không thể từ bỏ khó có thể tưởng tượng được nếu không có hệ thống phòng ngự tam biên này ngăn chặn người Yến, thì có lẽ 10 năm trước, chiến tuyến Yến Cản cũng có thể bị cố định ở một phần của Biện Hà rồi, thủ đô kinh kỳ trực tiếp trở thành tiền tuyến, tương ứng với nhau, bởi vì đều tập trung ở tam biên, nên mọi hành động quân sự đều phải dựa vào tam biên, dùng phương thức gõ góc tiến hành may vá. Trong trường hợp này, thực sự không thể nói đến chiến lược lấy quyền chủ động, có đổi mấy quan gia khác cũng sẽ có cục diện như vậy, dù sao thì quan gia không thể biến đậu thành binh, trái lại bên phía người Yến sau khi hoàng đế đời trước đánh hạ gần hết tất cả trông gai ở khu vực xung quanh thì chỉ cần người yến sẵn sàng họ sẽ có thể tiến hành điều động cuộc chiến đường dài và tích hợp binh mã tinh nhuệ của đất nước một cách nhanh chóng trước khi chiến tranh vì vậy mấy năm gần đây dù cho yến quốc có khai chiến với ai trên chiến trường trực tiếp số lượng người yến có lẽ không bằng đối phương nhưng họ luôn có đủ số lượng ưu tú để chế ngự đối phương khiến đối phương không dám chủ động tìm kiếm quyết chiến với họ tuy nhiên điều không giống với trước đây chính là lý tầm đạo đích thân ở kinh thành để chỉ huy và điều động cấm quân, dù có thế nào thì cũng không thể lại bị người Yến lợi dụng sơ hở một lần nữa. Quan gia, trời mưa to rồi, chúng ta trở về thôi, triệu mục câu không để ý đến kiến nghị của thái giám, mà tiếp tục nhìn về tòa thủ đô dưới quyền của mình từ xa. Người Yến phá thành lần trước đã trôi qua nhiều năm rồi, thượng kinh thành phồn hoa trước đây cũng đã khôi phục lại sức sống, tuy không được cường thịnh, nhưng cũng giống được 7, 8 phân, nhưng ký ức đáng sợ mà người Yến để lại cho người Càn không thể nào mờ nhạt theo năm tháng trôi đi. Ngược lại, khi có tin nhiếp chính vương của Yến quốc đã đánh bại quân sở ở sở quốc, cả kinh thành, không, toàn bộ đại Càn tựa như bị chìm trong bầu không khí ngột ngạt, người Càn thực sự sợ hãi khi bị người Yến đánh chiếm. Sau khi nghe tin đồng minh của mình bị đánh gục, có một sự tuyệt vọng và đau khổ khó có thể diễn tả thành lời, vì vậy, triệu mục câu có thể hiểu được sự vui mừng của Thượng Kinh Thành ngày hôm nay, Lý Tầm Đạo nói bọn họ là những kẻ ngu si cũng không phải dùng ngữ khí oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, mà bằng một cách than thở buồn rầu, lá cờ Hắc Long kia đã tạo ra quá nhiều sương mù cho người càn, từ thiên tử cho đến bá tính, trong hoàn cảnh như vậy, một người dù có lý trí đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ vứt bỏ lý trí, chìm đắm trong sự tận hưởng không phù hợp đó, đây là một kiểu trốn tránh khỏi hiện thực, nhưng phải làm sao mới có thể thoát ra được? Bên kia, Nhiếp Chính Vương mới vừa đánh ngã Sở Quốc, Sở Quốc đã truyền đến tin tức Sở Hoàng vì thể diện mà xưng thần với Tấn Đông, tự bỏ quốc vị, đây có lẽ là sự lựa chọn bất lực nhất của người sở, cũng tiện thể chơi khăm được, nhưng nó có hiệu quả được không? Từ hơn 10 năm về trước, mọi người đã ngóng trong người Yến nội loạn, đầu tiên là chờ đợi phủ trấn Bắc Hầu tạo phản, tiếp đó lại chờ tĩnh Nam Vương tạo phản, lại trông mong Bình Tây Vương tạo phản, hết hy vọng rồi lại thất vọng, Yến quốc này rõ ràng từ đời này sang đời khác, quyền lực trong tay đều như diễn xích đi trên dây thép, vậy mà không bao giờ sụp đổ. Trái lại tấn địa, sở địa, dã nhân, man tộc, những láng giềng luôn ngóng trong sự sụp đổ của nó, tất cả đều lần lượt sụp đổ. Cơ thành quyết là đang chơi đùa với người càn chúng ta như những kẻ ngốc, triệu mục câu lẩm bẩm một mình, thái giám bên cạnh không dám lên tiếng nói tiếp, có lẽ, rất nhiều người càn đã bị người yến mã tấu, sợ đến mức giả ngu rồi, đứng dưới mưa hồi lâu cũng không mang lại cho quan gia càn quốc bao nhiêu an tĩnh, thậm chí ngay cả mưa gió cũng không cảm giác được, ngược lại cả người đều tỏa ra nhiệt độ khô nóng, triệu mục câu xoay người, bắt đầu đi đến tầm cung của mình. Từ sau khi kế vị, hắn đã sắp phong hoàng hậu và quý phi, nhưng họ đều là người do Yến quốc sắp xếp. Đương nhiên, phía dưới cũng còn có rất nhiều nữ nhân không đủ tiêu chuẩn. Trong hoàng cung to lớn này, nói trắng ra là ngay cả những thị nữ phụ trách đổ phân, giặt quần áo, nếu như hoàng thượng uống rượu trở nên thú tính, thì họ cũng là nữ nhân của hoàng đế. Có điều, triệu mục câu cũng không có hứng thú với nữ sắc. Sau khi đăng cơ, hắn hầu như đều ngủ một mình. Trong tẩm cung của hắn đã dỡ bỏ phòng ấm do quan gia đời trước xây dựng ở đây bốn mùa không còn ấm áp giống mùa xuân như trước đặc biệt là vào những đêm mưa như này gió lùa vào càng nhiều hơn bởi vì trước đây khi xây dựng vấn đề giữ ấm vốn không được nhắc đến trái lại chỉ lo sẽ quá nóng nên đặc biệt chú ý đến thiết kế thông gió triệu mục câu đi xuyên qua một mảnh màn tre ở đây có sổ ghi chép bản đồ các loại hồ sơ gửi đi gửi lại là một quan gia có thể nói hắn là người vô cùng cần mẫn nhưng có lúc vào một ngày nào đó hắn sẽ dành thời gian cho bản thân không làm gì cũng không suy nghĩ điều gì cứ ngồi ở đó, đối diện với bức tranh này, ngồi một lúc đã đến nửa đêm, bức tranh đó vẫn treo ở trước mặt Triệu Mục Câu. Hai viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng vào bức tranh, trong bức tranh là một thiếu nữ, tay cầm kiếm đứng đó, trong sự thanh lệ có chút kháo khỉnh, còn có một nét lạnh lùng mà người lạ không dám tới gần. Đây là nữ nhân trong mộng của Triệu Mục Câu, hắn đã truy tìm dấu chân của nàng từ trong giấc mơ hết lần này đến lần khác, nàng đang ở đâu? Ánh mắt Triệu Mục Câu có chút mê ly. Ta đã trở thành quan gia của đại càn, mà bây giờ nàng đang ở đâu? Hoàng hậu của ta, kéo kẹt. Cánh cửa được mở ra, một thân hình cao lớn như tháp sắt xuất hiện trong phòng, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, chủ động đi đến bên giường, nhìn thấy trên giường có một thiếu tử đang nằm, hơi thở đều đều đang ngủ say, một số vết bầm tím và sẹo vẫn có thể nhìn thấy được trên mặt hắn, phiền lực cứ đứng ở bên giường như vậy, đứng đấy mãi cho đến khi thiếu nữ nằm ở trên giường tức giận trợn mắt lên, quát, ngươi, cái tên đầu gỗ này, vậy mà không hôn xuống đi để cho một cô gái chủ động nói ra lời này có thể thấy rõ nam tử này ngu ngốc đến mức độ nào nhưng điều mà phiền lực giỏi nhất chính là vò đầu bứt tai vào lúc ở tình thế khó xử chỉ cần hắn bắt đầu vò đầu mọi sự xấu hổ đều có thể biến mất vì thế hắn bắt đầu vò đầu từ khuôn mặt thấy được sự thật thà của hắn kiếm tì phồng miệng quấn chăn ngồi dậy sau đó duỗi chân ra đá phiền lực một cái phiền lực không nhúc nhích kiếm tì cũng không có ý định làm hắn bị thương dù sao thì điều này cũng không thực tế sự tức giận luôn tồn tại trong thời gian ngắn. Khi một cô gái thật sự để ý đến đối phương, thật lòng yêu thích đối phương, nàng là sẽ không sẵn lòng tán tỉnh đối phương quá lâu, mà cố ý chờ đối phương đến dỗ dành nàng. Tình yêu chân chính vốn có thể khiến người ta buông bỏ sự dè dặt, nếu không thì chỉ có thể là trong lòng họ không có đối phương. Kiếm tỷ quay mặt sang một bên, nói, may mà ngươi còn có chút lương tâm biết đến gặp ta, phiền lực chớp mắt nhìn. Sau đó tiếp tục gãy đầu, khi một nam tử hán có cái mát như trung thực, và đại đầu gỗ thường có nghĩa là bớt rắc rối, bớt rắc rối và bớt rắc rối, thợ săn chân chính thường trông giống như một người lương thiện hơn là một người lương thiện, chỉ cần đứng ở đây, còn những thứ khác ngược lại sẽ được nàng quyết định và sắp xếp ổn thỏa. Chuyện giữa Kiếm Tỷ và Trần Đại Hiệp đã được truyền đến hơn 800 dặm, rất nhanh đã đến tay Trịnh Phàm, lúc đó vẫn đang chuẩn bị buổi lễ kết thành đồng minh với Sở Quốc, biết được Kiếm Tỷ bị thương, thân là chủ thượng kiêm chủ soái đại quân, Trịnh Phàm không chút do dự mà bổ nhiệm phiền lực, làm tướng lĩnh hậu quân trợ giúp lương trình dẫn quân đến nam môn quan để hợp lại với lương trình và cầu mạc ly nhà đầu này tốt xấu gì cũng lớn lên dưới sự giám sát của mình trịnh phàm cũng không cảm thấy nàng ăn tốn bao nhiêu gạo mặc tốn bao nhiêu vải của mình suy cho cùng thì năm đó khi kiếm thánh lưu lại sự tồn tại của nhà đầu này cũng được coi là một phần cống hiến tóm lại dù có thế nào thì cũng coi như là có chút tình cảm người ta cũng là vì bảo vệ nhà mình tránh khỏi tai họa và bị thương trịnh phàm đã rất hào phóng và dụng tâm gửi nàng cho phiền lực ca ca to con ngươi có nhớ ta không Ừm, là nhớ hay không nhớ? Ừm, đừng có ư nữa. Ồ, Trần Đại Hiệp cấp 3 rồi. Ồ, hắn tìm được một nữ nhân, cùng chung sống 2 năm liền đạt đến cấp 3. Hiện tại ta đang ở cấp 4, ta cảm thấy mình cũng nên thử giống hắn xem sao. Phiền lực hỏi, vậy nữ nhân ở đâu? Kiếm tì, các ngươi muốn đánh trận sao? Trong sân, Trần Đại Hiệp nhìn Lương Trình, hỏi, giờ ngươi mới nhìn ra sao? Lương Trình hỏi ngược lại, Trần Đại Hiệp gật đầu, hắn xác thực mới nhìn ra, đánh, trần đại hiệp vốn muốn hỏi đánh ai nhưng khi hỏi vấn đề này hắn cuối cùng cũng nghĩ ra được đáp án lại muốn đánh càn quốc sao đúng vậy hắn thì sao trần đại hiệp hỏi trịnh phàm đâu ở phía sau đại khái là một lát nữa hắn sẽ mang theo hậu cần lương thảo và binh mã tới đây ngươi có thể ở đây chờ hắn không chờ nữa lúc đánh trận gặp mặt cũng không dễ nhìn ngươi muốn đi đâu lương trình hỏi lan dương thành chuyển sang nơi khác đi ta lập tức sẽ dẫn quân đánh tới nơi đó ta đi mật báo tin ta đi mặc dù mấy năm qua ngân giáp vệ của yến quốc bị quét sạch không ít nhưng chúng ta nơi này điều động binh mã có quy mô lớn như vậy nam môn quan lại đến thẳng lan dương thành phía bên kia khẳng định đã nhận được tin tức rồi nếu như ngân giáp vệ cùng phe với trần đại hiệp vậy thì không cần phải canh chừng họ cũng không thể nói là càng nhiều càng tốt ta sẽ đến lan dương thành trần đại hiệp nói ta đi hỗ trợ bảo vệ thành không cần ngươi có thể đến thượng kinh chúng ta sẽ đánh đến đó lần trước ở lan dương thành trịnh phàm thả ta đi thực tế thì thành không phòng bị nên trực tiếp bị phá lúc đó ta cảm thấy rất bình thường nhưng về sau ta cảm thấy có chút bất an đừng tự đưa mình vào ngõ cụt ngươi đi đến nơi khác đi chúng ta có lẽ sẽ không đánh nhau ở đó trần đại hiệp lắc đầu thân là người càn dù thế nào cũng phải vì càn quốc thủ thành một lần nghiêm túc cẩn thận thủ thành một lần lần này chúng ta không đánh càn quốc lương trình giải thích triệu mục câu lấy thân phận phiên vương để tạo phản bức chết quan gia lần này chúng ta là đến giúp càn quốc dẹp loạn trần đại hiệp nhìn lương trình nhìn thật kỹ lương trình là cương thi khống chế sắc mặt không đổi sắc là năng lực cơ bản của hắn trần đại hiệp cũng luôn nghiêm túc nhìn hắn có thể nhìn cực kỳ lâu cuối cùng trần đại hiệp mở miệng nói trịnh phàm đã nói hoàng đế là hoàng đế quốc gia là quốc gia cơ hiệu của các ngươi là dẹp loạn nhưng ở trong mắt ta chính là đánh càn quốc lẽ nào ngươi không muốn các bách tính người càn có cuộc sống bình thường có thể trải qua những tháng ngày giống bách tính tấn đông có thể ăn màn thầu có nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càn quốc giàu có, Giang Nam càng giàu có hơn, nhưng trong 60 năm qua, trong bốn cường quốc thì Càn quốc đã luôn phải trải qua các cuộc nổi dậy thường xuyên và có quy mô lớn nhất của nông dân. Điều này có nghĩa là sự thịnh vượng của Càn quốc thật ra không liên quan gì đến các bách tính bình thường. Sĩ đại phu có thể dùng ngói bút tài hoa của mình để tạo nên một đại càn thịnh vượng, nhưng có lẽ chính vì ngôn từ quá hoa mỹ nên đã che lấp đi sự lân quang của xương cốt sau khi chúng ta đánh vào người càn chính là người yến họ sẽ là người của chúng ta trần đại hiệp hỏi ngược lại mấy lần quân yến vào càn quốc cho họ được bao nhiêu bánh màn thầu lương chỉnh đáp đó là bởi vì họ không đánh xuống giết chết bao nhiêu người càn đoạt được bao nhiêu lương thực đốt bao nhiêu gian nhà đó là vì để sau này dễ dàng đánh hạ bọn họ hơn nên nhất định phải làm trần đại hiệp lại lắc đầu nói sư phụ đã nói nhà là nhà quốc là quốc chiến trường là chiến trường triều đình là triều đình giang hồ là giang hồ ta công nhận trịnh phàm là tri kỷ tốt nhất đời này của trần đại hiệp ta gia đình hắn gặp nạn người nhà hắn gặp nạn hắn gặp nạn ta sẽ giúp hắn bảo vệ hắn dù cho kiếm đoạn nhân vong nhưng khi hắn không phải là trịnh phàm mà là nhiếp chính vương của yến quốc thì ta chính là người cản. ta biết mình không thông minh đời này trừ bỏ luyện kiếm những thứ khác đều không làm được nhưng ta vẫn cảm thấy được rằng những lời ngươi vừa nói với ta là cãi chày cãi cối nếu như trịnh phàm ở đây hắn sẽ không ngoại ngạch nói những lời này với ta Hắn đối với bằng hữu không giống như ngươi, vì vậy, ngươi là thuộc hạ của hắn, Lương Trình giơ tay lên, sau đó, xung quanh bức tường trong sân có giáp sĩ cúi ra, chĩa cung và nỏ vào người Trần Đại Hiệp, Trần Đại Hiệp không sợ hãi, cũng không châm chọc, thậm chí cả vẻ mặt cũng không thay đổi một chút, như ngươi đã nói, ta không phải là chủ thượng, vì vậy ta sẽ nỗ lực đánh ngất ngươi, cũng chính vì ta không phải là chủ thượng, thế nên để ngươi đi đến Lan Dương thành, chờ đến lúc quân ta công thành sẽ có không ít binh sĩ chết ở dưới kiếm của ngươi ta phải chịu trách nhiệm với bọn họ rất xin lỗi không cần xin lỗi trần đại hiệp yên lặng rút kiếm của bản thân ra rất ôn hòa nói đối với ta chết ở chỗ này hay chết ở trên tường lan dương thành đều không có gì khác nhau cả ta chỉ là một kiếm khách giang hồ sư phụ còn không cứu được nước tấn thì ta có tài cán gì mà cứu được càn quốc đây nếu ngươi đã rõ được đại thế vô pháp ngăn cản vậy tại sao nhưng người sống một đời dù thế nào cũng phải có tình lý dù thế nào cũng phải chân thực một chút phải kiên trì làm gì đó, Trần Đại Hiệp giơ kiếm lên, nhìn Lương Trình, sau đó yên lặng lùi về phía sau 10 bước, kéo khoảng cách giữa mình và Lương Trình ra, điều này có nghĩa là các cung thủ xung quanh có thể yên tâm lớn mật bắn hắn hơn, mà sẽ không liên lụy đến Lương Trình. Trong phòng, Kiếm Tỷ tì nhìn tình hình trong sân qua cửa sổ có chút nóng nảy nói, "Trịnh phàm ở đây, hắn sẽ không giết Trần Đại Hiệp, đạo lý này Kiếm Tỷ đều hiểu, nàng thực ra có thể lý giải được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc và sự lựa chọn tương ứng của Trần Đại Hiệp với Lương Trình, bởi vì quá hợp lý." nên khiến cho những người ngoài cuộc không liên quan đều cảm thấy kỳ quái thậm chí có chút khó hiểu bởi vì cả thế đạo đều muốn khoe khoang rằng đó là nói đạo lý của thế đạo nhưng thật không may là không ai thực sự tuân theo nguyên tắc này một số người khác sẽ khó tránh khỏi cảm giác chúng hoàn toàn xa lạ nghe thấy lời nói của kiếm tì phiền lực liền đáp lúc trước người hạ lệnh bắn chết sư phụ ngươi là chủ thượng nhưng ta hiểu được rồi đó là chiến trường kiếm tì nói ngươi nhìn ra rồi ngươi nghĩ xem đời ta còn có cơ hội có thể giết họ chính kia không Phiền Lực lắc đầu, "Ngươi đi nói với hắn, các ngươi không phải đều là tiên sinh vương phủ sao, đi nói với hắn để hắn thả Trần Đại hiệp đi, ta chỉ là người chuyển gạch, ngươi có đi hay không?" Phiền Lực thờ ơ, lòng bàn tay kiếm tỷ vung lên, thanh kiếm treo bên giường được rút ra khỏi vỏ, nhưng giữa đường lại bị Phiền Lực giơ tay nắm lấy, kiếm tỷ thấy thế, đầu ngón tay bấm kiếm quyết, kiếm khí phóng thích nằm ngang ở cổ tay nàng, "Ta rất ghét phương thức này nhưng ta không thể không làm như vậy, dù sao hắn cũng là sư đệ của ta." hơn nữa trước đây không lâu vừa mới cứu mạng ta, phiền lực gật đầu, đẩy cửa phòng, đi ra ngoài, chủ thượng có lệnh, không được tự tiện giết Trần Đại hiệp, Lương Trình phất tay một cái, toàn bộ giáp sĩ xung quanh đều rút về, phiền lực đi tới trước mặt Trần Đại hiệp, nói, chủ thượng có lời muốn nói với ngươi, Trịnh phàm nói gì? Chủ thượng nói, sau trận chiến sẽ mời ngươi uống rượu, bất kể ngươi đứng, ngồi hay nằm, được, Trần Đại hiệp thu kiếm vào vỏ, đi ra sân, Lương Trình liếc mắt nhìn phiền lực, nói, ngươi có thể ra chậm một chút nữa hiển nhiên có sự bất mãn trong lời này phiền lực mở miệng nói nàng nói nàng sẽ không giết chủ thượng lương trình liếc nhìn căn phòng nói nếu không thì ngươi cho rằng vì sao người mù sẽ để nàng sống đến bây giờ lương trình xoay người rời đi hắn còn có rất nhiều quân vụ phải làm dù sao thì đại quân xuất quan sắp tới phiền lực xoay người nhìn thấy kiếm tỷ đã đi ra khỏi phòng đi tới phía sau hắn vương lệnh là thật hay giả vậy phiền lực đáp giả kiếm tỷ có chút không tin nói ngươi không gạt ta chứ thật sự là giả, chủ thượng không có mệnh lệnh này, Kiếm Tỷ nở nụ cười, Phiền Lực cũng cười, chủ thượng quả thực không hạ lệnh với Trần Đại Hiệp, bởi vì căn bản cũng không cần ra lệnh, các ma vương sẽ không có nhãn lực nhìn đến đây, dưới tình huống này vây giết Trần Đại Hiệp, vì vậy, chủ thượng không hạ lệnh, từ hôm nay Trần Đại Hiệp được tự do, Sở Dĩ Lương trình tới đây là, hy vọng Trần Đại Hiệp sẽ kiên định đi đến Lan Dương thành, bởi vì lương trình hắn vốn không có ý định tấn công thành, ngày này, gót sắt cuồn cuộn đã đánh thức cả tòa Lan Dương thành quân dân Lan Dương có thể nhìn thấy quân Yến mặc áo giáp đen gần, như vô hình ở phía đông từ trên đỉnh thành. Đồng thời, một vương kỳ đủ để ngăn một đứa trẻ khóc ở đất càn, cao cao đứng sững ở chính giữa đại quân. Ngày này, cờ kim ngô long của Hoàng đế Đại Yến, trăm năm qua, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở trước hùng quan Tam Biên. Hoàng đế ngồi trên ngự liễn, nhìn về bốn phía, đâu đâu cũng là đội ngũ tướng sĩ của Đại Yến. Quân lâm thiên hạ, trong triều đình phất tay làm mưa làm gió, bá chủ thiên hạ, giờ khắc này lòng bàn tay vậy mà đổ mồ hôi, sốt sắng lên. Ngụy công công bên cạnh rất ân cần thả khí từ trong ống tay áo ra, hạ nhiệt cho bệ hạ, hoàng đế thở phào một cách nhẹ nhõm, mắng, họ trịnh quả nhiên đã lừa chẫm, ngụy công công có chút khó hiểu. Vào giờ phút này nếu bệ hạ và nhiếp chính vương có hiểu lầm, thì trận đại chiến này sẽ có kết cuộc như thế nào? Nhưng rất nhanh, hoàng đế lại nói, hắn lại có thể nói với chẫm, dẫn binh đi đánh trận rất đơn giản, chỉ cần ngồi ở đây giả vờ thong dong bình tĩnh là được tên họ trịnh thực sự xem chẫm là đứa trẻ 3 tuổi để lừa gạt có đánh chết chẫm cũng không tin họ trịnh chính là dựa vào biện pháp này mà đánh thắng trận trong cùng một ngày này nhiếp chính vương của đại yến trịnh phàm cưỡi tỳ hưu cuối cùng đi ra từ bên trong thung lũng ánh mắt vương ra nhìn ra xa buông một tiếng thở dài giang nam cô cuối cùng cũng đến rồi tạ ngọc an vẫn hầu hạ liều soái cười nói tiếp nghe nói giang nam của càn quốc chính là nơi phong hoa tuyệt thắng phong lưu vạn ngàn nếm có thi vân chỉ mong ước được sinh ở đây lớn lên ở đây chôn cất ở đây mới sống không cảm thấy hối tiếc tiểu tử biết vương gia có tài hoa cao ngất chỉ là không biết vương gia có từng mong ước bản thân trở thành người của giang nam không đây cũng không phải là lời nịnh hót đơn thuần bởi thiên hạ ai cũng biết nhiếp chính vương của đại yến không thiếu những tác phẩm nổi tiếng được truyền tụng ngay cả người càn luôn có thù địch với người yến cũng phải bóp mũi lại khen hay trịnh phàm lắc đầu nói đừng nói điều này ta đã thực sự nghĩ tới chỉ là nếu ăn quá nhiều đồ ngọt, rất nhanh sẽ cảm thấy chán, nghĩ đi nghĩ lại, thì vẫn là kim qua thiết mã vạn dặm cát vàng này thích hợp với ta hơn. Cho dù giang nam này, oanh oanh yến yến, ca múa mừng cảnh Thái Bình, văn nhân và nhà thơ hát về vẻ đẹp của phong cảnh, cũng còn kém xa một tiếng vạn nhất vì ta chịu chết. Sau đó, ánh mắt vương ra hơi trầm xuống, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc, cô, ta tới đón các ngươi. Tĩnh Hải Thành là một thành lớn ở phía đông sông Giang Nam, từ sông Giang cắt ngang qua rồi đổ ra biển, có thể nói đây là nơi chiếm vị trí được trời ưu ái cho nên mặc dù nó không thuộc về trung tâm giang nam theo nghĩa truyền thống nhưng sự phồn hoa ở đây không thua kém nơi khác chút nào đất tấn cũng có một ngọc bàn thành lúc trước vô cùng thịnh vượng nhưng bây giờ vì sự quật khởi của tấn đông đã khôi phục sự hùng tráng như ngày xưa các văn nhân ở đất tấn còn so sánh ngọc bàn thành ở giang nam nhưng nếu nhìn tận mắt ngọc bàn thành so với tĩnh hải thành thật ra có chút mờ nhạt đây là giang nam đây là sự giàu có vì vậy có câu nói đời này không vào Giang Nam, xem như chưa từng đến nhân gian, tĩnh Hải Thành, Hoa Lâu, Lầu Ba, trong Nhã Gian, Trịnh Phàm đang dựa vào Lan Can, nhìn Vũ Công đang múa bên dưới, phóng tầm mắt ra nhìn, có rất nhiều bút mực của các văn nhân được treo khắp Lan Can, có vẽ cảnh, có viết ca múa, có hành vi phóng đãng thậm chí còn có tinh trung báo quốc, thề bắc phạt, vương gia thiếu chút nữa phun ly rượu trong tay ra, tạ Ngọc An thấy thế. Mở miệng cười nói, cũng thú vị, ở nơi khói hoa khắp ngõ hẻm này, vậy mà còn có viết thơ bắc phạt vương gia lắc đầu sửa lại có thể ở đây không bị loạn hoa lừa gạt vẫn quyết trí không thay đổi suy nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự mới thật sự là người tài ha ha tạ ngọc an nở nụ cười mấy ngày nay ở chung hắn cũng coi như nắm rõ một số tính tình của vị vương gia này nói thế nào nhỉ lúc không bàn đến chuyện quốc gia đại sự và quân vụ vị vương gia này thật sự rất dễ nói chuyện hơn nữa dường như vị này rất thích có người ở cạnh mình để có thể nói chuyện giải buồn với hắn không phải nói chuyện quốc gia, chỉ tán gẫu đến chuyện phong cảnh, Tạ Ngọc An cảm thấy, nếu vị trước mắt này không phải vương gia, mà hai người lại quen biết nhau, hắn sẽ rất vui lòng kết bằng hữu với vị này. Ngay sau đó, Tạ Ngọc An bỗng nhiên nhận ra, vị hoàng đế yến quốc kia có cảm giác giống mình hay không? Hơn nữa, hoàng đế yến quốc và vương gia quen biết sớm hơn, lúc đó hai người, một người là vương gia nhàn rỗi, một người là giáo ý hộ thương, cảm tình khi ấy chỉ có thể là thuần túy và chân thành tha thiết hơn mà thôi đây là một loại phát hiện có khả năng xuất hiện không lớn trong hồ sơ nội vệ phượng xào cường đại đến đâu cũng không thể bắt và phân tích được quan hệ chân tình thật lòng giữa nhiếp chính vương đại yến và hoàng đế đại yến nhưng càng tiếp xúc lâu tạ ngọc an lại càng cảm thấy loại khả năng này hiển nhiên thật sự tồn tại mà bởi vì thực lực ngang nhau của hai người tăng lên ngược lại có thể khiến cho cảm tình năm đó càng thêm kiên định có điều bây giờ biết và hiểu những điều này quá muộn rồi đại sở đã bại chủ thượng đẹp không Tứ nương đi tới hỏi, vương gia lập tức lắc đầu, nhìn vương phi của mình, nói: "Đương nhiên thua xa ngươi, lời này thật sự không phải chỉ muốn sống, dáng múa của tứ nương khá tuyệt diệu, hơn nữa tứ nương còn múa rất nhiều kiểu, chẳng qua, trên đời này chỉ có một mình Trịnh phàm có thể thưởng thức, danh con đã lớn như vậy, bản thân đã tỉnh lại trên thế giới này cũng được 10 năm, nhưng khuôn mặt của tứ nương vẫn không thấy già chút nào, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có lấy một vết, ngược lại là bản thân hắn." không thể nói là già nhưng càng ngày lại càng có cảm giác nhìn giống như nhân vật còng lưng trong bức tranh thời cổ đại vậy lúc đầu tứ nương với mình như một ngự tỷ hiện tại là kiều thê chờ thêm qua vài năm nữa bản thân lập tức biến thành trâu giả khoái gặm cỏ non có điều nơi này khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ vẫn là bầu không khí này ở tấn đông chỗ xa hoa cũng có còn cao cấp hơn nơi này chơi đến mức vượt qua quy định nhưng loại chuyện này phải dựa vào một đám nhân tài cao nhã mới có thể tô ra bầu không khí tấn đông không toàn bộ đất tấn bao gồm đất yến đại đa số vẫn là hán tử không biết lễ nghĩa không có cách nào tập hợp ra loại khí chất này có một số thời điểm cho dù không làm cái gì chỉ ngồi đây uống chút rượu xem múa hát cũng là một loại hưởng thụ và tiêu khiển nhìn sang địa phương khác không có khả năng nhiều như vậy chủ thượng nói đúng tứ nương chấp nhận tạ ngọc an yên lặng đứng một bên mà không nói gì vương gia đang thương lượng màn đỏ với vương phi theo cái nhìn của tạ ngọc an đây cũng coi như là chuyện phu thê sao hắn có thể ngắt lời được trong phòng có rất nhiều người kiếm thánh ngồi gần cửa tạo kiếm sư thì ngồi gần cửa sổ người mù ngồi ở đó yên lặng lột quýt đã lột ra một đĩa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn tạ ngọc an đứng bên cạnh vương gia a à minh ngồi uống rượu gọi một hơi ra 12 loại rượu khác nhau đang chậm rãi nếm thử tiết tam đang ngắm hoa trên đỉnh mái hiên ở bên dưới lâu còn có đám tạ gia cung phụ sở dĩ nhiếp chính vương đại yến dám nắm chắc lẻn vào tĩnh hải thành trước đó là bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ bố trí lực lượng bảo vệ này trừ khi ngân giáp vệ của càn quốc tập kết bất ngờ nếu không thật sự không có gì phải sợ cho dù có bị ám sát có bị mai phục cũng đủ để xông ra ngoài liều chết trừ khi người càn triệu tập binh mã tới đây nhưng lời nói phải nói ngược lại giờ phút này người ẩn núp trong tĩnh hải thành rốt cuộc là binh mã nhà ai đương nhiên trịnh phàm lẻn vào cũng không phải đơn thuần thưởng thức trước phong hoa tuyết nguyện mà là hắn cần phải đến ô trong phòng còn có ba gã thiếu niên sai vặt trịnh lâm đang ở trong số đó hắn chủ động bưng bình trà tới, tạ Ngọc An vươn tay nhận lấy. Mấy ngày nay, hắn đã quen với việc được các thiếu niên bên cạnh trịnh phàm hầu hạ, loại phương pháp bồi dưỡng bên người từ nhỏ, đối với con em quý tộc mà nói, cũng không còn xa lạ nữa, bởi vì bồi dưỡng như vậy, người sẽ trung thành đáng tin cậy hơn, trịnh phàm cũng vươn tay nhận một ly, con của hắn làm không tệ, tính tình không tốt, chỉ là đối với cha của hắn, nhưng dọc đường đi, hắn che giấu rất tốt, tạ. Ngọc An thường xuyên ở trong soái trứng cùng với tạo kiếm sư thường ở lại, cũng chưa phát hiện sự khác thường của hắn, theo một mức độ nhất định mà nói, nhi tử nhà mình bị đám cha nuôi ma vương giáo dục, ít nhất dựa theo trình độ nghiệp vụ, có thể gọi là cực kỳ ưu tú, tứ nương nhận ly trà, nhấp một ngụ, khẽ nhíu mày, nói, trà này, có bọt rồi, nhã gian cách vách, tạ trừ dương ngồi trên xe lăn vừa mới nói chuyện xong với chỉ huy sứ, của tĩnh Hải Thành, Lưu Huy, nhấp chính vương Đại Yến đã từng nổi giận với mật điệp ti của Đại Yến, không chỉ một lần, nói bọn họ vô dụng, Tác dụng duy nhất có lẽ là năm đó khi vào càn được mật điệp ti dẫn qua, nhưng đó chỉ là một bảo chủ địa phương, còn bò lên bằng cách dựa vào mình với tư cách là con rể, trái lại người càn. Mười năm trước, có thể trực tiếp xúi dục tổng binh của Nam Vọng Thành, trước đó, có thể trộn lẫn cát vào mật điệp ti, Đỗ Quyên chính là người đầu tiên. Hoàng đế Đại Yến cũng rất bất mãn với mật điệp ti, so với sự bất bại của đội quân thiết kỵ của Đại Yến trên chiến trường, thì nó thật sự quá mặc kém cỏi ở trong chiến trường mật thám thế nhưng chuyện này còn có nguyên nhân lịch sử năm đó môn phiệt mọc lên san sát như rừng ở yến quốc công việc chủ yếu của mật điệp ti thật ra là đối nội hơn nữa dưới quang cảnh đó thế lực của mật điệp ti giống với hoàng quyền đều bị chèn ép ở trong nước còn không được sử dụng chứ đừng nói đến xâm nhập nước ngoài mà loại hệ thống mật điệp này cần nhất chính là thời gian ngân giáp vệ của người càn cùng với phượng xào nội vệ của sở quốc đó là dùng thời gian của mấy thế hệ để đào tạo và phát triển mới có thể có hiệu quả như vậy yến quốc muốn một bước lên trời thật sự quá mức gian nan, mặc dù lúc này tình trạng đã cải thiện rất nhiều, cùng với đại yến không ngừng quật khởi, thiên hạ thuộc vị yến đã không còn là một câu khẩu hiệu khích lệ nhân tâm nữa, ở dưới đại thế, người lưỡng lự lập tức thay đổi nhiều hơn, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Cà Phê nhé. Lương tướng trung thành đương nhiên sẽ không thiếu, nhưng người mưu tính bắt cá hai tay chỉ biết có nhiều thêm, loại này ở dưới đại thế, người nào trong thiên hạ không quy phục Yến, sẽ rất dễ trở thành hiện thực giữa cản sở, thật ra cũng gần giống với tình huống này. Mọi người đều đào tạo và phát triển thế lực của đối phương cho nhau, có một số thời điểm, không phải dùng cách giấu giếm, mà lấy phương thức để kết giao. Ở thời khắc mấu chốt thì không được việc, nhưng khi cần, nhìn thấy mặt trên, có thể nói một câu, một số quan hệ thế giao, thậm chí có thể bắt đầu từ đời ra ra của hai bên. Ví dụ như Lưu Huy trước mặt, tổ mẫu của hắn thật ra là thị nữ chi thứ của tạ gia, dính líu xuống, hắn và tạ trử dương cũng xem như cùng thế hệ, tuy không biết cách nhau bao xa nhưng khi cần chính là thân thích môn phiệt thế gia bao gồm cả tầng lớp sĩ phu của càn quốc quật khởi để củng cố tầng lớp quyền lực của họ do đó tiến hành liên hôn liên minh trong ngươi có ta trong ta có ngươi đây gần như là một loại bản năng thậm chí sẽ không giới hạn trong nước kể cả nước ngoài ai cũng hiểu đạo lý thỏ khôn có ba hang mấy trăm năm tới ví dụ bên này bại vong bên kia quật khởi lần nữa thật sự không ít ví dụ như mẫn gia năm đó cũng không phải để khuê nữ của mình gả đến phạm gia ở sở quốc sao. Tạ công, ngươi làm ta rất khó xử. Lưu Huy nhắm mắt lại, thở dài, tạ trừ dương hơi mỉm cười. Nói, Lưu Đại Nhân, ta đang cho ngài một cơ hội thôi. Lưu Huy lắc đầu, nói, từ nhỏ Lưu Mỗ đọc sách Thánh Hiền, thật sự không làm được chuyện này. Tạ trừ dương duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn xe lăn. Lưu Huy lại nói, tạ công có thể đến gặp ta, ta cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Ngươi và ta vốn là thân tộc, ngài đến, ta sẽ chiêu đãi nhưng bên ngoài tĩnh hải thành của chúng ta đang ẩn nấp 20 vạn đại quân. Lưu đại nhân, ngài có thể chống đỡ được không? Năm đó, sau trận chiến của Yến Sở, Sở Quốc có thể xuất quân nghiêu phạt càng nhiều năm, bởi vì Sở Quốc lúc đó, như con rết trăm chân, chết cũng không ngã được. Nhưng hôm nay, trận chiến ở quận Thượng Cốc thảm thiết cỡ nào, Lưu Mỗ biết rõ, bây giờ đại sở còn có thể lấy ra được 20 vạn tinh nhuệ sao? Cho dù thật sự gom ra được chừng ấy, còn dám đặt trên biên giới Càn Quốc nữa à? Nhưng mà tạ công ngài, trận chiến ở cổ việt thành quân tạ gia của tạ công thương vong rất nhiều lưu mỗ đương nhiên biết đại nghiệp của tạ gia lớn nhưng tình nhuệ của tạ gia lại không phải rau hẹ kia không cho dù là rau hẹ bị cắt một trận cũng cho nó thời gian mới có thể mọc lại ra một vụ mới không phải sao nếu tạ gia muốn chi viện lưu mỗ có thể tận sức châm trước thương đội gì đó cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nếu thật sự không được lưu mỗ cũng có thể hỗ trợ thượng thư ở trên triều đình dù sao đạo lý môi hở răng lạnh, quan gia cũng hiểu, vị quan gia bên đó, ngươi phục hắn sao? Tạ trừ dương hỏi, có phục không? Hắn cũng là quan gia. Lưu Huy nói, ha ha, tạ trừ dương không để bụng mà xua tay. Lưu Huy đứng lên, nói, tạ công, xin thứ cho Lưu mỗ không thể ở lâu. Ở bên trong thành này, ngân giáp vệ cũng không ít đâu. Lưu đại nhân xin dừng bước, hưm. Tạ công còn có chuyện gì sao? Lưu Huy đến cuộc hẹn một mình, chỉ dẫn theo vài tùy tùng, nhưng hắn thật sự không lo lắng tạ trừ dương sẽ làm gì với hắn bởi vì tạ trừ dương không có lý do làm như thế tạ mỗ muốn dẫn lưu đại nhân đi gặp một người công tử của tạ gia cũng tới đây lưu mỗ đã nghe danh từ lâu tạ trừ dương cười gượng ha hai tiếng nói không dám có phúc khí này ồ vậy đó là ai ngài thấy sẽ biết đi theo ta tạ trừ dương bị bóng đen đẩy ra khỏi nhã gian lưu huy đi theo ngay sau đó cửa của nhã gian cách vách được mở ra tạ trừ dương bị đẩy vào Lưu Huy cũng đi vào theo, người ở bên trong có rất nhiều, thoạt nhìn rất loạn. Tầm mắt của Lưu Huy đầu tiên dừng ở trên người tạo kiếm sư, thực tế mà nói, là hộp kiếm được đặt ở bên cạnh tạo kiếm sư, tộc Huy độc cô ra, hộp kiếm. Lúc này, một thanh niên tuấn lãng hành lễ với Lưu Huy, tiểu chất Ngọc An, bái kiến Lưu Thế Thúc, Lưu Huy vừa mới chuẩn bị cười nói, ngươi còn nói không phải nhi tử của ngươi, đây không phải nhi tử của ngươi thì là ai? Suy cho cùng, tạ Ngọc An của tạ gia, Chức quan ở sở quốc có thể còn cao hơn lão tử của hắn, Lưu Huy sẽ không thật sự đối đãi với hắn như cháu trai bình thường, thế nhưng, lúc Lưu Huy vừa mới chuẩn bị đáp lễ, lại bỗng nhiên ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, vị trí mà Tạ Ngọc An đang đứng không thích hợp, một nam tử trung niên đang ngồi ở trên lan can của nhã gian, xem biểu diễn ca múa ở phía dưới, được một nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh dựa vào, mà vị trí Tạ Ngọc An đang đứng rõ ràng là vị trí hầu hạ, quý tộc, nặng nhất là lễ nghĩa, quanh quẩn trong quan trường cũng là điều chú ý nhất và kiêng kỵ nhất, cho nên, rốt cuộc là ai, có thể làm cho thiên lý câu của tạ gia là một người thúc giục nhỏ chứ. Lúc này, trịnh phàm cầm tách trà trên tay xoay người, phần eo dựa vào trên lan can, dùng một loại tư thái có chút lười biếng lại có hơi thanh thản, nhìn về phía Lưu Huy, mở miệng nói, Lưu Huy. Miệng Lưu Huy nháy mắt bắt đầu khô khóc, hắn cố gắng muốn tìm nước miếng, nhưng lại phát hiện không được, hắn không biết thân phận của nam tử trước mắt này, đoán cũng không đoán được nhưng vấn đề là có phụ tử tạ ra ở phía trước chảy chăn, quan trọng nhất chính là trên người nam tử này phát ra khí chất, làm cho vị chỉ huy sứ của tĩnh hải thành có loại xúc động muốn nhũn đầu gối, nếu không phải gắng gượng ngậm lấy đầu lưỡi, có thể sẽ thật sự quỳ xuống. Con người đều có khí chàng, người chân chính ở trên địa vị, khí chàng hoàn toàn khác nhau. Mấy năm đầu, lúc trịnh phàm và các ma vương nói chuyện phiếm, còn thích trêu chọc khí chất vương bá này, vẫn luôn cảm thấy khí chất vương bá run lên, ai ai cũng cúi đầu quỳ xuống trước mặt quả thực vô lý đến cực điểm, sau đó, Trịnh Phàm gặp Điền Vô Kính, gặp Lý Lương Đình, gặp Yến Hoàng. Trịnh Phàm rốt cuộc nhận ra, vô nghĩa chính là mình, khi ngươi đang trêu chọc khí chất vương bá, chỉ có thể có một ý nghĩa, đó chính là ngươi nông cạn, kinh nghiệm quá ít, hội nhập quá kém, không tiếp xúc được với loại người này, thời gian dần dần trôi, năm tháng thoi đưa, trong bất giác, giáo ý hội thương năm đó, hiện giờ cũng trở thành loại người mà hắn từng chế diễu thờ ơ những trận chiến có trăm vạn đại quân chém giết hắn đã từng chỉ huy long ỷ hắn cũng đã ngồi rồi một niệm vạn vật sinh một niệm trăm vạn chết lời này đặt trên người nhiếp chính vương đại yến thật sự không phải biện pháp tu từ nói quá mà là sự thật đã trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không gọi là nhìn thấy mà gọi là tự tay khuấy động bao nhiêu mưa gió như thế người này thật sự không giống ngươi ngài là trịnh phàm trịnh phàm trịnh phàm là ai trịnh phàm là cái gì có chút quen tai dường như từng nghe qua ở đâu rồi lưu huy bắt đầu suy nghĩ hắn suy nghĩ rất lâu càng suy tư hắn càng sốt ruột bởi vì hình như hắn biết mình có lẽ biết người này không là khẳng định biết nhưng lại không đúng xong càng như thế hắn càng cảm thấy khẩn trương càng ép buộc bản thân tiếp tục tự hỏi và nhớ lại trong nhã gian tầm mắt của rất nhiều người đều dừng ở trên người của lưu huy đôi tay của lưu huy siết chặt rồi lại buông ra lại nắm chặt lại buông ra đôi mắt hắn mở lớn rốt cuộc là ai rốt cuộc là ai hắn không thể nghĩ ra, thật sự không thể. Thế nhưng, hắn lập tức thay đổi phương pháp, hắn bắt đầu bộ. Bởi vì toàn bộ chư hạ, tính cả sở quốc bại trận, nhưng sở quốc còn đây, tạ gia vẫn đứng đầu sở nam, có thể khiến thiếu chủ của tạ gia làm người hầu. Khắp thiên hạ, thật sự không nhiều lắm. Sau khi thay đổi biện pháp, trong phút chốc, Lưu Huy ngây ngẩn cả người, hắn bắt chúng rồi. Trịnh phàm, nhiếp chính vương đại yến, thình thịch, Lưu Huy quỷ xuống, thân thể bắt đầu run rẩy hắn thi đậu tiến sĩ hắn đọc đủ thứ sách thánh hiền hắn hưởng ứng lời kêu gọi của tiên đế từ văn chức chuyển sang quan võ hắn từng trần thuật thế cục thối nát của phương bắc với thượng thư rất nhiều lần còn từng ở trên tấu trương phê phán yến bình tây hầu bình tây vương nhiếp chính vương không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả những thứ này đều bị ngăn cản sau khi nhìn thấy nhiếp chính vương bất thình lình hắn dứt khoát quỳ xuống tạ trừ dương ở chỗ này tạ ngọc an cũng ở đây người đó e là tạo kiếm sư đại sở, cho nên người trước mắt này. Trên thực tế, căn bản không cần suy đoán và phân tích tính toán nữa, khi người trước mắt trực tiếp nói tên của mình, Lưu Huy gần như chắc chắn, đây là sự thật. Bên cạnh, Trịnh Lâm bưng ấm trà nhìn thấy một màn như vậy, chớp mắt, cạnh đó, tạ trừ dương ngồi trên xe lăn, có chút bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, đúng vậy, sợ người yến nhất, vẫn luôn không phải là người sở, mà là người càn, mà điều người càn sợ nhất, đã không còn là Trấn Bắc hầu xuất quân Nam Hạ trong truyền thuyết năm đó nữa, cũng không phải là tĩnh Nam Vương chỉ huy Nam Tiến, mà là cái vị lần lượt xuất quân thật sự đánh tới đây, còn đập tan quân thần đương thời của kinh thành Đại Yến. Lưu Huy à, nghe thấy tên mình được gọi, Lưu Huy run rẩy một cái, theo bản năng nói, thần. Ở đây, cô ở ngoài thành, có 20 vạn thiết kỵ Đại Yến đang chờ, người giúp cô, mở cửa thành ra đi, thần, 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 mở cửa thành. Cô sẽ không tàn sát dân trong thành, lưu huy ngươi, lưu gia của ngươi, cô sẽ cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, vương gia nuốt một ngụm nước miếng, nói, được chứ. Thần, thần tuân chỉ, ngoan, đi thôi, Lưu Huy thất tha thất thểu đứng lên, tạ trừ dương đưa mắt ra hiệu, bóng đen nâng Lưu Huy đi ra ngoài, trịnh phàm cần lấy tách trà, đưa cho nhi tử của mình, xoay người, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục xem ca múa, ngắm hoa lâu, càng đến buổi tối càng náo nhiệt, trịnh phàm còn chờ tới khi hoa khôi tự mình biểu diễn, ca hát, đương nhiên là người có vui buồn tan hợp. Tạ Ngọc An lập tức nói tiếp, vương gia, đó là lời hát hát, vương gia cười một tiếng, có trời mới biết người mù sau lưng làm cơ lão lục kia chấn động, đến mức rớt xuống bao nhiêu trịnh lang tử. Tứ nương cười đến hoa hòe lộng lẫy, trêu chọc nói, chủ thượng, trên người hoa khôi muội muội kia còn mang chút mỡ, thẩm mỹ của các mỹ nữ ở thời kỳ này vốn không phải gầy guộc, mà tứ nương, biết rõ chủ thượng vẫn luôn vừa ý người như thế nào, tiện đà giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tròm dâu của vương gia, thổi khí nói, chủ thượng, có hối hận hay không, hối hận vì không sinh ra ở Càn Quốc. Đến lúc đó, toàn bộ hoa khôi giang nam đều có thể vì ngài mà tự tiến thân kê gối. Lúc này, Tiết Tam trên nóc nhà đổi chiều đến bên cửa sổ, bẩm báo nói, chủ thượng, mũi tên canh gác đã bay lên. Trịnh Phàm duỗi tay, nắm chặt tay tứ nương, nói, nhi tử ở đây, người nói vừa cái gì vậy, câu nói nhi tử này của Trịnh Phàm khiến tạ trừ dương, tạ ngọc an cùng với tạo kiếm sư trong nhã gian, đều cứng lại trong phút chốc, thế tử, ở đây trước mắt nếu đã thành công mở đầu sẽ không sợ người sở phản bội cho nên cũng không cần lo lắng người sở biết thế tử vương phủ thật ra đang ở bên cạnh vương gia trịnh phàm duỗi tay ôm bả vai của nhi tử nhi tử theo bản năng muốn phản kháng ánh mắt mẹ hơi ngưng lại nhi tử từ bỏ phản kháng bị tình thương của cha bao vây thuốc trịnh lâm lấy ra một hộp sắt của thiên thiên ca truyền cho hắn từ cổ tay áo mở ra cũng thời khắc đó cùng mở ra còn có cửa thành tĩnh hải thành muôn vàn thiết kỵ đang nối đuôi nhau tiến vào Trịnh Lâm lấy ra một cây thuốc, đưa đến bên miệng Trịnh Phàm, Trịnh Phàm ngậm lấy nó, Trịnh Lâm lấy mồi lửa ra, phía đông cửa thành, các kỵ sĩ của quân yến đốt đuốc, bắt đầu chém giết những binh lính cùng với người càn dám đến ngăn cản khi thấy được tình huống không ổn, tiếng la, tiếng hét thảm thiết gần như đã từ thành đông dần dần truyền vào đây, Trịnh Lâm vừa mới chuẩn bị đưa mồi lửa lên giúp cha mình châm thuốc, lại thấy cha mình duỗi tay lấy thuốc xuống, kẹp ở trong tay, một tay khác của Vương gia nhẹ nhàng vỗ bả vai của nhi tử, hỏi nhi tử biết lửa nên châm thuốc lúc nào là thích hợp nhất không lúc này các kỵ sĩ tiên phong do thiên thiên lãnh quân đã dẫn đầu đã liều chết sông tới đây điều đầu tiên bọn họ vào thành là đi đến chỗ vương gia bảo vệ vương gia nhà mình toàn bộ ngắm hoa lâu hoàn toàn chìm vào hoảng loạn ánh đèn màu mất đi một mảnh ngọn lửa phối hợp với tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía khóe miệng vương gia lộ ra ý cười duỗi tay túm tới một cái đèn màu treo trên lan can trước người dùng vật dễ cháy châm ở bên trong châm thuốc, lại tùy y ném chiếc đèn màu trong tay xuống, nói, khói lửa liên thành, thiên thiên đi vào thưởng hoa lâu. Phúc vương triệu nguyên niên cũng mặc một bộ giáp giống vậy, theo sát sau đó, lúc trước tòa lâu này tinh xảo bao nhiêu, hiện tại lại hỗn độn và dơ bẩn bấy nhiêu, đẹp và xấu, rất nhiều lúc chỉ cách nhau một đường, gần. Cả ngày nay, vương gia ở trên lầu nhã gian, thưởng thức phong tình thuộc về Giang Nam, mà chờ đến khi thiên thiên tiến vào, nơi này đã ngập tràn tiếng thét trói tai của nữ tử cùng với một đám người quần áo sộc sạch kinh hoàng chạy ra từ trong phòng, tài tử phong lưu, khăn quạt lông vũ các thứ, cơ bản cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể dâm loạn, bởi vì sau khi bỏ đi lớp quần áo, hoặc là bụng phệ, hoặc chính là cả người xương sườn và dâu ria. Thế nhưng, dù sao thiên thiên cùng khác với cha của hắn, ít nhất, ở trong đầu thiên thiên, cũng không có cái thứ phong tình mơ màng ở Giang Nam. Hắn được sinh ra trong vương phủ, lớn lên trong quân doanh, ở một mức độ nhất định, có thể nói, là đại biểu cho tâm lý phổ biến của một đám binh lính tuổi trẻ ở Tấn Đông. Mười mấy năm trước, người càn mắng người Yến man dợ, người Yến thì mắng người càn thối nát. Mà với mười mấy năm sau, đại Yến thường xuyên xảy ra tranh chấp với đối ngoại, phần lớn đều kết thúc bằng đại thắng, thu hoạch trên chiến trường không chỉ có dân cư, tài phú, thổ địa, lương thực, còn có cả tự tin, người, không, không quan tâm là người, yêu, thú hay là sinh linh. Bản chất căn bản nhất là hâm mộ kẻ mạnh, võ công không mạnh. Cho dù phong cảnh văn hóa có rực rỡ đến mấy, người ở bên ngoài nhìn vào, Trung Quy cũng chỉ là cái gối theo hoa, thậm chí còn là chê cười. Hơn nữa, ngay từ thời Tuyết Hải Quan ở bên Tấn Đông, mặc dù Đại Yến mở khoa cử, nhưng ở Tấn Đông vẫn chưa chịu phối hợp. Từng năm này sang năm khác, bồi dưỡng ra không phải hạt giống quân đội chính là bách công. Dưới sự thịnh hành của chủ nghĩa thực dụng, tạo ra lớp ngăn cách giữa văn hóa ở Tấn Đông và cao phong càn quốc đại diện cho văn hóa của chư Hạ, không thể nói Tấn Đông đủ tiên tiến và ưu tú bất luận chuyện gì đều sẽ không tồn tại một mặt tuyệt đối. Nhưng hiện giờ sự thật được tạo ra chính là, bao gồm cả thiên thiên, cùng với những giáp sĩ tấn đông ở phía sau hắn đang nhảy vào thường hoa lâu. Đối với những văn nhân này, những vật hiếm lạ và vật tinh xảo chẳng hạn, như bức tranh cuộn tròn được treo ở trong lâu, căn bản không có cảm giác gì, tất cả những thứ hoa hòe loè loẹt này, giống y như những bài hát của người sở, không chỉ không cảm thấy hay, mà còn như đang xem siếc khỉ. Mà loại tâm tính này, ít nhất vào mười mấy năm trước đã không tồn tại trước khi trịnh phàm bộc lộ tài năng với đại yến, khi đó mùi vị văn phong của các văn nhân đất tấn rất hay, lúc ấy người yến cũng để người càn đến tu sửa một tòa hậu viên cung ngoài kinh thành, cho hoàng đế ghé thăm, vốn là bất luận trịnh phàm hay người mù, đối với sự thay đổi này cũng không phát hiện, nhưng giờ phút này, đứng ở trên tòa nhà cao tầng, nhìn giáp sĩ nhà mình bên dưới đang xông vào cùng, với hoàn cảnh lúc trước tạo ra cảm giác chấn động mãnh liệt, vương gia gảy tàn thuốc, khẽ nhíu mày, Tạ Ngọc An vẫn luôn xem mặt đoán ý, hắn chủ động cử người dựng thang Chú ý tới cái này, lập tức nói, vật tinh xảo sẽ không bị đổ ngã, cũng may, sau này có thể tùy thời mà nắn nót và định hình lại, Tạ Ngọc An là một người thông minh, ở rất nhiều thời điểm người thông minh đều có vẻ cao lãnh không hợp đàn, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nhìn mặt đoán ý, chẳng qua trước kia người ta lười, không thèm làm mà thôi, thế nhưng, khi thật sự cần, hắn có thể liếm đến mức chuyên nghiệp và ưu tú hơn bất kỳ kẻ nào, ví dụ như Tạ Ngọc An biết rõ, ở bên ngoài vị nhiếp chính vương đại yến nổi tiếng với hung danh hiển hách, thật ra trong xương cốt còn có tình thú gió đêm tế liễu. Cho nên thấy tình cảnh như thế này, hắn không trực tiếp ca tụng vương gia uy vũ và binh mã vương gia hùng tráng, mà là dựa theo tính tình vương gia đáp lời, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sau khi nghe thấy lời này, vương gia lại lắc đầu, không giống trả lời tạ Ngọc An, giống như đang lầm bầm lầu bầu hơn, không phải bởi vì dã man mà tạo ra quân đoàn tuyệt đối, mà là bởi vì quân đoàn tuyệt đối, tất nhiên sẽ có dã man. Trịnh Lâm đứng bên cạnh, nghe lời này của cha mình, không nhịn được trợn trắng mắt. A, à, lại bắt đầu rồi, có điều, khi Trịnh Lâm nhìn về phía Tạ Ngọc An, lại phát hiện vẻ mặt của Tạ Ngọc An xuất hiện sự cứng đờ, Trịnh Lâm tin đây không phải giả vờ, bởi vì mấy ngày nay, hắn chính mắt nhìn thấy vị thiên lý câu tạ gia này hết lần này đến lần khác nịnh nọt trước mặt cha mình, đẳng cấp rất cao, hắn sẽ không dùng nét đông cứng trực tiếp này để tô đậm làm nổi bật đâu, cho nên, là mình không nghe hiểu lời này. Vương gia nhìn xa trông rộng, tiểu tử, bội phục, Tạ Ngọc An nói từ tận đáy lòng, bởi vì hắn nghe nói vị vương gia đại yến này đã không còn giới hạn trong việc chinh phục mà là đang suy nghĩ làm sao chinh phục để tự thống trị loại tư duy cao cấp và có chiều sâu này khiến cho tạ ngọc an không thể không tâm sinh tán phục vào lúc này bởi vì nó đã vượt qua một vị tướng lãnh ưu tú một chủ soái giỏi giang thậm chí là một hoàng đế xuất sắc thế nhưng vương gia lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình hắn mỉm cười nhìn rất nhiều cuộn thơ được treo trên lan can nhã gian lúc trước cô còn trêu chọc người ta đang ở thanh lâu mà trí lại ở xa trường đến đây rồi cô vậy mà cũng phạm vào vấn đề như vậy tại thanh lâu cao cấp nhất tĩnh hải thành này nhìn trai lẫn gái quần áo rách dưới hoảng loạn bên dưới vậy mà bản thân cũng có thể thuận thế suy nghĩ về sự ổn định hòa bình lâu dài cùng với văn hóa và nhận thức của toàn bộ chư hạ trong tương lai tứ nương cười nói đây không phải chuyện rất bình thường sao nói xong tứ nương tiếp tục duỗi tay thưởng thức tròm dâu của vương gia toàn bộ thiên hạ thiên đạo cần nhất không phải là sau núi càn quốc cũng không phải là thiên hồ sơn hay là tế đàn cánh đồng tuyết vu tế của sở quốc, càng không phải là khâm thiên giám, mà là nơi này, phải biết rằng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam nhân ở đây thành Phật nhập thánh, ha ha, vương gia phá lên cười, tạ Ngọc An đứng bên cạnh hàm xúc không nói lời nào, vương phi và vương gia đang đùa với nhau, hắn không thể gia nhập, giờ phút này, ở phía dưới, thiên thiên đi đến trước mặt hoa khôi, quần áo hoa khôi đẹp nhất, cũng quý giá nhất, thị nữ vây bên cạnh cũng nhiều nhất, đối mặt với tướng quân ngân giáp tuổi trẻ này. Hoa khôi thu liễm vẻ kinh hoàng trên mặt mình, quỳ xuống, thanh thúy nói, tiểu nữ tố tố, cảm ơn tướng quân đã cứu giúp, bình thường mà nói, khác nhân trong hồng màn, phần lớn thời gian không có các tỷ muội nào có tiền, thứ hai thật ra cũng không có tỷ muội nào có kiến thức, phản ứng của hoa khôi, có thể nói là cực nhanh, thiên thiên nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ suy tư, thế nhưng, thiên thiên còn chưa nói gì cả, lập tức đi ngang qua người này, hoa khôi định nói chút gì đó, ít nhất nàng biết rõ, dưới sự hỗn loạn bất ngờ, vị tướng lãnh ngân giáp này lại bảo vệ an toàn của mình nhưng giáp sĩ bên cạnh thiên thiên lập tức hoành đao ngăn cản nàng thiên thiên cũng không quay đầu lại mà bắt đầu lên lầu đùa à mặc dù thiên thiên là nhi tử được cha thương yêu nhất theo lý thuyết sẽ hiếu thuận với cha cũng là điều hiển nhiên nhưng thiên thiên cũng không hiếu thảo ngu đến mức biết rõ đại nương đang ở bên cạnh cha lại đưa nữ nhân về cho cha phụ soái bản bộ của mặt tướng và bộ của niên nghiêu đã vào thành đang bắt đầu đánh sập cửa thành và kho vũ khí kho lương, được rồi, vương gia gật gật đầu, tiện đà xoay người nói với mọi người trong nhã gian, đợi ở đây một ngày, rốt cuộc có thể đi ra ngoài hít thở không khí, tứ nương hỏi, chủ thượng, đổi mãng bào không? Vương gia xua tay, nói, cũng không phải vào kinh thành, một tĩnh hải thành mà thôi, lười đến mức không muốn tốn công phu này. Vương gia duỗi tay, thế tử điện hạ nhìn thoáng qua mẫu thân của mình, đưa bàn tay qua, phụ tử hai người dắt tay nhau. Vương gia nhìn về phía thiên thiên, nói, thiên ca ca của ngươi đã trưởng thành dắt tay hắn không thích hợp, thiên thiên cười, hắn còn nhớ năm đó, phụ thân dẫn theo mình xuất trinh, thích ôm mình cùng ngồi ở trên lưng tỷ hưu, hiện tại lại nhìn thấy phụ thân nắm tay em trai, cảng tượng này khiến cho thiên thiên nhìn đến mức ấm áp trong lòng, trịnh lâm hơi bĩu môi, nếu ca không trưởng thành như thế, ngươi còn lười dắt ta có phải không? Nếu không phải mẫu thân đang nhìn ở phía sau, ta để ngươi dắt, ta mà để ngươi dắt. Thế nhưng, nghiêm túc mà nói, trịnh lâm vẫn rất ngoan một là bởi vì gần đây mẫu thân vẫn luôn tìm lý do đánh gãy chân hắn, thứ hai là hắn biết rõ, cha nuôi cũng ở đây, hắn rất phản cảm với trường hợp hắn với thân phận thế tử công khai không phối hợp, cho nên, bất luận như thế nào, Trịnh Lâm phải phối hợp diễn xong màn phụ từ từ hiếu này, xong, chờ đi đến khi đi xuống lầu, thấy hoa khôi bị giáp sĩ ngăn cản, Trịnh Lâm nhỏ giọng nói, không nhận nàng sao, ngài đã nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Vương già không tức giận, ngược lại lời nói còn thấm thía giáo dục nói, nữ nhân ở Càn Quốc, tốt nhất đừng đụng vào. Ngân giáp vệ của người Càn, am hiểu nhất chính là tặng lão bà." Trịnh Lâm nói, "Có mẫu thân thay ngài trấn cửa ải, ngân giáp vệ có là cái thá gì?" Người đã đến trung niên, Vương gia cảm khái nói, "Chờ đánh xong, ta sẽ cân nhắc đi câu cá." Dưỡng Sinh nói nhiều như vậy, còn không phải sợ mẫu thân sao?" Trịnh Phàm cười ha ha, nói, "Còn không biết xấu hổ mà nói ta." Hai cha con nói thầm một đường, đi ra ngoài thưởng hoa lâu, Tỷ Hưu đã chờ ở đây, Trịnh Phàm xoay người lên Tỷ Hưu, "Ngựa của ta đâu?" trịnh lâm hỏi thân vệ bên cạnh thiên thiên đi theo phía sau trực tiếp bị trịnh lâm bế lên đệ đệ không bị bệnh chứ giọng nói thiên thiên chuyển đến từ phía sau trịnh lâm trịnh lâm bị thiên thiên ôm đến trước người trịnh phàm ngay sau đó thiên thiên cũng xoay người lên tỷ hưu của mình vương ra nhìn về phía thiên thiên nói bên yến kinh lại đào tạo ra hai đầu tỷ hưu cho ngươi một đầu không cần phụ soái nhi tử cũng có cảm tình với nó thiên, thiên sờ sờ lông mao của tỷ thú trịnh phàm gật đầu đứa nhỏ thiên thiên này nhớ tình bạn cũ trọng cảm tình đội ngũ bắt đầu tiến lên mục tiêu là phủ nha của tĩnh hải thành cũng chính là trung tâm quyền lực của tĩnh hải thành vương gia và thế tử ngồi chung một đầu tỷ hưu bên cạnh là tạ ngọc an thiên thiên triệu nguyên nhân cùng đi kiếm thánh và tạo kiếm sư một trước một sau bên ngoài còn có cầm y vệ lúc này trịnh phàm cúi đầu hỏi nhi từ nhà mình ngươi cảm thấy tiếp theo nên làm sao bây giờ trịnh lâm rất bình tĩnh trả lời cướp bóc thành trì ủng hộ sĩ khí đại quân lặn lội đường xa vòng một vòng ở sở quốc trên đường lại vượt qua núi đèo vất vả lắm mới đến đây tất nhiên cần một ít cổ vũ mặt khác quân nhu của đại quân cũng cần giải quyết không lý nào sau khi vào giang nam lại yêu cầu tiếp tục vận chuyển lương thảo nói tiếp trịnh lâm tiếp tục nói dựa vào quân luật ở tấn đông tiền thu phải lấy trước rồi tập trung phân thưởng sau trước đây quân luật này đã nhiều lần ra lệnh và giảng giải cho quân sở Người đã sớm phân chia với tạ gia, cho nên, trước mắt để quân sở cướp bóc, quân Yến xem diễn, dù sao cũng được chia phần cướp bóc. Tạ Ngọc An bên cạnh nghe được lời này, theo bản năng mà kéo khóe miệng, trịnh phàm nói, tiếp tục, sau khi quân sở cướp bóc xong, có thể chọn mấy quân sĩ tốt ở sở để tìm cớ giết chết, bình ổn oán hận của dân, bày vẻ, khi quân sở cướp bóc đại môn quý hộ, có thể phái người nhìn chằm chằm, sau khi cướp hơn phân nửa, thì lấy danh nghĩa của vương phủ ra để ngăn lại và bảo hộ, tối đa hóa sự căm giận của người càn chuyển đến mâu thuẫn của càn sở tạ ngọc an còn nữa không cố gắng bắt sống quan lớn của tĩnh hải thành để bọn họ liên thủ gửi công văn đi hưởng ứng hành động vào càn của quân ta lần này là vì giúp tiên đế càn quốc báo thù lật đổ phản nghịch càn quốc đạt tới danh chính ngôn thuận rồi sao nữa trịnh lâm quay đầu nhìn về phía triệu nguyên niên đang cưỡi ngựa bên cạnh hắn đang chuẩn bị mượn đường sở quốc nhập càn bị một đạo vương lệnh điều tới đây ban đầu hắn có làm chút việc vặt ở tấn đông làm rất không tệ thế nhưng hắn vẫn chưa tham gia giai đoạn đầu quyết chiến với sở quốc trịnh lâm duỗi tay chỉ vào triệu nguyên niên nói làm giả một phong di chiếu của tiên đế lập hắn làm tân quan gia của càn quốc hô hấp của triệu nguyên niên đột nhiên cứng lại hắn là dòng mạch của phúc vương là cùng hệ với hoàng đế thái tông vốn danh chính ngôn thuận hơn triệu mục câu triệu nguyên niên cắn răng mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc dao động của mình không đến mức quá rõ ràng Thái tử còn ở Thượng Kinh, Tiên đế Càn Quốc còn có các hoàng tử khác, mặc dù năm đó quân yến vào Thượng Kinh, dẫn đến vài vị hoàng tử chết, ví dụ như hoàng tử có đầy võ đức, vậy mà chết trong cuộc chiến với người trong nhà của mình, nhưng Tiên đế Càn Quốc rất hay dưỡng sinh, bởi vì thân thể dưỡng tốt, cho nên hài tử cũng vô cùng nhiều, ngươi không cảm thấy, lập hắn sẽ có vẻ không đủ danh chính ngôn thuận sao?" Trịnh Phàm hỏi, Trịnh Lâm nghiêng mặt, nhìn về phía cha của mình, hắn rất muốn nói một câu, "Vậy ngươi cố ý điều người ta đến nhập can làm gì?" cởi quần đánh giấm có vui không? Thế nhưng, người mù phía sau cha nuôi vẫn luôn biểu lộ vẻ mặt tán dương, trẻ nhỏ dễ dạy, mẹ thì nhìn thấy phụ tử hòa thuận hiếm khi có được, ánh mắt cũng nhu hòa không ít, trịnh lâm thật sự không dám trực tiếp phá đám. Càng lớn, hắn càng ngày càng phát hiện một sự thật, đó chính là dường như bên cạnh hắn, có rất nhiều người muốn đánh mình. Sau đó, hắn lại không thể không phát hiện ra một sự thật khác, có thể khiến những người đó không đánh mình. Có vẻ chỉ còn cha nuôi mà mình coi thường trước mắt này thôi, những năm gần đây, hắn vẫn luôn đi vào một cái chết tuần hoàn hắn càng coi thường cha mình thu càng dễ dàng bị đánh mà nếu hắn có thể học được cách vị thiên lý câu của tạ gia này đối đãi với cha nhà mình vặn vẹo uốn éo liếm rồi lại nịnh dường như hắn có thể đạt được tự do rất nhiều bởi vì cha hắn thật ra mới là tồn tại khiến cho mọi người xung quanh thần phục không dám ngỗ nghịch nhưng trong lòng hắn chính là ghét người tài giỏi trịnh phàm đối với nhi tử nhà mình thật ra vẫn luôn không quá ác cảm ở trong cái nhìn của trịnh phàm khi người thường vẫn còn nhỏ, đối với thế giới xa lạ và sợ hãi này, sẽ khiến bọn họ theo bản năng sùng bái và bắt chước phụ mẫu của mình. Chờ đến lúc tuổi dậy thì, sẽ bày ra tư thái phản nghịch, cảm thấy phụ mẫu của mình, ừm, hóa ra cũng chỉ là một người thường mà thôi, chờ đến khi lại lớn hơn ít nữa, trải qua lòng người dễ đổi thay tự mình lắng động lại, mới có thể nhận ra, là một người bình thường là một bậc cha mẹ không dễ, nhi tử nhà mình, chỉ nhảy sang giai đoạn thứ nhất, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai mà thôi ai không từng có tuổi trẻ ai không từng kiêu căng nói đến cùng có ai làm phụ mẫu lại thật sự nổi giận với hài từ khi tuổi dậy thì đều là người từng trải đó thôi à không tứ nương là một ngoại lệ bởi vì nàng vĩnh viễn trẻ tuổi trịnh lâm mở miệng nói danh chính ngôn thuận vô dụng hả lời kêu gọi vừa ra những kẻ nguyện ý đặt cược và hùa theo này bao gồm cả giang nam không phải nhìn cái gì mà danh chính ngôn thuận mà là thực lực phía sau nếu chúng ta tùy ý chọn ra một phiên vương cản quốc cho dù chúng ta cứu thái tử của càn quốc bị tạm giam trong thượng kinh ra trước đặt ở đây cũng không có tác dụng gì đâu bởi vì những người đó có thể tụ tập lại những gì họ thấy là đồ vật thật sự thực tế chân chính có thể khiến cho bọn họ kiên định nguyện ý đặt cược một lần nữa là phủ nhiếp chính vương chúng ta cùng với yến quốc tiếp theo ánh mắt trịnh lâm hơi nhu hòa một ít giọng điệu cũng chậm lại di nương là nữ nhân của cha ngươi hắn trịnh lâm lại duỗi tay chỉ về phía triệu nguyên nhân lần nữa hắn chính là nghĩa huynh của ta, là người của vương phủ chúng ta. Hắn làm hoàng đế bù nhìn, vương phủ sẽ không từ bỏ. Vương phủ cũng không buông tay, Yến quốc sẽ không từ bỏ. Những thứ lưng chừng đó, mới dám đứng thành hàng, còn có thể có sức ngưng tụ. Hai chữ bù nhìn này, triệu nguyên niên không hề dao động. Hắn căn bản không nghĩ tới sau khi mình làm hoàng đế, sẽ chấn đại càn, hắn điên rồi sao? Nhưng câu nói nghĩa huynh đó của trịnh lâm, lại làm triệu nguyên niên có cảm giác thụ sủng nhược kinh sâu sắc. Đây không phải vuốt mông ngựa, bởi vì địa vị của trịnh lâm vốn cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần hơn nữa hắn bày ra sự bình tĩnh quả cảm và cơ trí đã có phong cách cực cường như cha tuy rằng từ tiếu phụ đối với trịnh lâm mà nói thật sự không gọi là ca ngợi gì thậm chí sẽ làm hắn phát điên phẫn nộ nhưng mà nhờ đứa bé chào đời không lâu mà tứ nương đánh đối với nhi tử này vô cùng mệt mỏi phủi tay giống như trưởng quầy ném cho phúc vương phi chăm sóc dẫn tới quan hệ giữa trịnh lâm và phúc vương phi mặc dù không thân mật khăng khít như mẫu tử bình thường tuy cho cùng trịnh lâm cũng không thể thật sự nói ngon ngọt như với đại nữ nhưng tận sâu đáy lòng của trịnh lâm thật ra cũng thân cận với phúc vương phi thậm chí đối với con trai của nàng cũng coi như khách khí phải biết rằng lúc trước khi thái tử sở quốc gọi hắn một tiếng em trai nếu không phải mới vừa bị phong ấn trịnh lâm thật sự sẽ trực tiếp dùng một quyền đánh vào đầu hắn trịnh lâm tiếp tục nói tin tức quân ta nhập cản đã truyền tới thượng kinh thượng kinh có lẽ sẽ tiếp tục cắn răng không rút quân từ phương bắc mà là muốn tìm cách khác để tiếp tục trì hoãn bởi vì thủ đoạn tương tự trước kia cha ngươi dùng thật sự quá nhiều nhưng nếu chúng ta ở giang nam lập lên một tiểu triều đình vậy chẳng khác nào rút kinh ngân đây là dương mưu hắn vì đại cục của chiến sự mặc kệ phương nam sẽ sụp đổ hắn quan tâm vậy phương bắc cũng sụp đổ chọn thế nào đều phải sụp đổ một bên nghe đến đây trịnh phàm theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía người mù những lời này ngươi dạy không phải do trịnh phàm không nghĩ nhiều dù sao năm đó hắn cũng từng ở chỗ lương trình trả lời đáp án trước, rồi chạy tới chỗ lão điền báo cáo kết quả của công tác sao chép, người mù thấy ánh mắt của Trịnh Phàm, khẽ lắc đầu, ý bảo không phải mình, vậy, chính là tự Trịnh Lâm nghĩ ra, Trịnh Phàm không cho rằng người mù sẽ hỗ trợ Trịnh Lâm, cho dù hắn có là con của vợ cả, giống với thái tử của hoàng đế, nhưng thái tử này còn cần tranh sủng sao? Cho dù là Thiên Thiên, cũng không có ai cho rằng sau này Thiên Thiên sẽ cùng Trịnh Lâm tranh đoạt vị trí, bởi vì ở trong nhà mọi người đều biết bao gồm chính bản thân thiên thiên cũng rõ ràng nếu hắn muốn trịnh phàm sẽ không chút do dự mọi thứ mình có được bẻ ra một nửa trực tiếp đưa cho trưởng tử này nhưng trí thiên thiên không đặt ở đây người mù đã tẩy não thiên thiên khi hắn còn rất nhỏ thế nhưng cũng chưa từng tẩy thành công đủ để thấy được tâm trí của đứa nhỏ này rất kiên định thiên thiên muốn là đưa đồ tốt cho đệ đệ muội muội của mình sau đó hắn sẽ tự mình giúp bọn họ bảo vệ hắn chính là một đại ca ca hắn cũng tình nguyện vẫn luôn là đại ca ca đây có phải hạt giống của lão Điền hay không cũng không liên quan nhiều lắm, bởi vì ở quỹ đạo ban đầu, Thiên Thiên làm chủ lực, ném tất cả đi. Nguyên nhân cơ bản là khi Trịnh Phàm còn rất nhỏ, đã mỗ mực che chở bằng lời nói và việc làm. Đời trước Trịnh Phàm không có một gia đình ấm áp, mà quỹ đạo ban đầu của Thiên Thiên cũng không có. Đời này hai cha con thật sự là phụ tử, cũng đều rất coi trọng cái gia đình này, cho nên tên tiểu tử thối này lợi hại như vậy sao? Trịnh Phàm không nhịn được, duỗi tay véo mặt của Nhi Tử lại xoa đầu hô hấp trịnh lâm vì chuyện này mà cuốn lên nén giận ngươi không nên quá phận quá đáng thấy mình xoa nắn nhi tử khiến hắn tức giận trịnh phàm ha ha cười to nói đến cũng kỳ lạ trịnh phàm hắn có thể tiếp nhận thông tuệ của thiên thiên năm đó cũng có thể chấp nhận lão thành của thái tử cơ chuyển nghiệp năm ấy nhưng đó dù sao cũng là hài tử của người ta trịnh phàm vẫn luôn không cảm thấy đầu óc của nhi tử nhà mình có thể có bao nhiêu tiền đồ hơn nữa suy xét huyết thống này bên cạnh nhưng mà, không thể phủ nhận chính là, có được huyết thống của ma vương, được lời nói và việc làm của bảy ma vương mẫu mực đào tạo ra trịnh lâm, hắn, giống như là, không, hắn vốn chính là yêu nghiệt chân chính trên đời này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Giờ phút này, trịnh pha mới nhận ra, mình dường như vẫn luôn đi vào một sự hiểu lần, đám người mù vào lúc trịnh lâm vừa mới sinh ra năm đó, phong ấn lực lượng này, nói rằng là lo lắng trịnh lâm sẽ không thể khống chế được chính mình biến thành một con dã thú. Có thể, đám người mù coi trọng, không chỉ là cái gọi huyết thống, mà còn là trí tuệ, nhiếp chính vương đại yến, suy cho cùng cũng không có thoát khỏi một nhân vật và bản năng của lão phụ thân. Hắn nhìn về phía tạ Ngọc An bên cạnh, hỏi, như thế nào? Nhãi con trong nhà ngâm thơ cổ, phải lôi ra trưng bày trước mặt thân bằng hảo hữu, huống chi, nhi tử nhà mình mới vừa nói, chính là bình quốc sách, mặc dù có chút non nớt, quá mức chú trọng kỹ thuật, nhưng người hãy xem tuổi tác của hắn đi, so với người cha như vương gia nội tâm của tạ ngọc an vô cùng chấn động bởi vì vị thế tử điện hạ này sau khi dịch dung thường xuyên bưng trả rót nước cho mình ở trong xoáy trướng tiếp xúc với nhau gần như mỗi ngày mà hắn lại không hề phát hiện hơn nữa lời nói lúc trước tạ ngọc an không tin đây là một sự bố trí tốt một là vương gia không có lý do để lừa gạt khi khoe khoang đứa con trai đã làm hai là có thể lấy tôn sư của thế tử để che giấu cẩn thận như vậy đứa nhỏ này vốn là không giống bình thường vương gia nếu bệ hạ nhà ta có thể sớm quen thuộc và nhận ra cháu ngoại trai này sợ là sợ sẽ không đánh trịnh phàm cười hỏi tạ ngọc an lắc đầu nói sợ sẽ đánh từ lâu bởi vì chờ đợi mới là không có hy vọng ha ha ở phía trước tạo kiếm sư tay thính mắt tinh quay đầu lại nhìn về phía này hô thế từ điện hạ có cần một bội kiếm không trịnh lâm trả lời ta thích diều thật trùng hợp thứ mà đời này ta am hiểu nhất chính là chế tạo diều tạo diều sư sở quốc nói như thế Nguyên nhiên, Trịnh Phàm gọi, Triệu Nguyên Niên giật mình một cái, hắn ở trên lưng ngựa theo bản năng hành lễ, sau đó thân thể loạn choạng, may mà kiếm thánh bên cạnh duỗi tay phóng thích ra một luồng khí kinh đỡ lấy, nếu không hắn sẽ té xuống ngựa. Trịnh Lâm thở dài, đáng đời sư phụ bị chính cha mình ăn nhiều năm như vậy, không nhìn ra nghĩa huynh này của mình là cố ý muốn ngã như chó gặm bùn để làm cảnh tượng trải chăn kế tiếp hay sao? Ngài đỡ làm gì? Kiếm Thánh cũng không biết, mình vừa rồi bị đệ tử đắc ý của mình xem thường, Triệu Nguyên Niên không ngã được cũng không nhăn mặt, có chút xấu hổ vạn vẹo thân thể của mình, nói, vương gia, ti chức ở đây. Nhi tử của ta nói, muốn để người làm quan gia, người có làm hay không? Triệu Nguyên Niên nuốt ngụm nước miếng, hít sâu một hơi, không có phỏng đoán, không có cự tuyệt, hắn không có tư cách, tam gián tam đẩy, cho nên nói thẳng, thế tử điện hạ để ta làm, coi như ta nghe thế tử điện hạ. Trịnh Phàm thích chặt dây cương, tì hưu dừng bước, ngay sau đó, toàn bộ đội ngũ, đồng loạt đình chỉ, trịnh Phàm duỗi tay vung lên, nói, còn không bái kiến quan gia, trong lúc nhất thời, cẩm y vệ, cùng với tạ ngọc an, tạo kiếm sư, đồng loạt hô lên nói, bái kiến quan gia cản quốc, bái kiến quan gia cản quốc, triệu nguyên niên. À không, triệu quan gia đỏ mặt, hắn nhanh chóng xoay người xuống ngựa, nhanh chóng đi đến trước mặt tỷ hưu trịnh phàm, quỳ xuống, chán áp gạch xanh, đôi tay mở ra dán lên mặt đất, lấy cách cúi dạp đầu xuống hét lớn. Quan gia hạ càn, bái kiến nhiếp chính vương đại yến điện hạ, Vương gia vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia duỗi tay, bắt lấy tay phải nhi tử nhà mình, giúp nâng lên. Trịnh Lâm cảm thấy, một màn này cùng với màn châm thuốc ở Thưởng hoa lâu lúc trước, có hiệu quả như nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn mặt phúc vương phi, trịnh Lâm lựa chọn tiếp tục phối hợp, nói, bình thân, quan gia, đường may này nên sửa lại lần nữa. Không cần, ta cảm thấy khá tốt, quan gia, ngài phải xưng chẫm, nên sửa đổi nó, ha ha, ta sợ lúc cần lại không sửa được. Triệu Nguyên Nhiên vừa cởi long bào trên người xuống vừa nói, Triệu Công Công, không lo lắng sao. Triệu Thành nghe vậy, lập tức quỳ xuống, thỉnh quan ra ban tên cho nô tài, Triệu Thành, người sở quốc. Năm đó khi trịnh phàm nhập sở cướp công chúa, Triệu Thành bị lôi vào trong đó. Sau này vung đao từ cung, lên trên con thuyền này, trong một khoảng thời gian dài, hắn thật sự là tâm phúc của Hùng Lệ Tinh ở trong vương phủ. Sau đó lại có một đoạn thời gian khi thái tử tiến vào vương phủ, hắn thay tiểu trương công công trở thành người hầu bên cạnh thái tử. Có điều, khi thái tử cơ chuyển nghiệp về kinh, Triệu Thành vốn có thể được dẫn về theo, hắn từ chối, tiếp tục ở tại. Vương Phủ, hiện tại, Phúc Vương Triệu Nguyên Nhiên ở tĩnh Hải của Giang Nam Sưng Đế, cũng gọi là Căng Đế, Triệu Thành lại được sắp xếp ở bên cạnh Triệu Nguyên Nhiên. Mấy năm nay, mặc dù Phúc Vương Phủ ở Phụng Tân Thành, nhưng trong Vương Phủ có nô bộc có hạ nhân nhưng lại không có hoạn quan. Ban đầu, theo quy định, Phúc Vương Phủ có thể có tư cách sử dụng hoạn quan, ví dụ như bất luận là Tấn Vương Phủ ở Kinh Thành hay là thân vương phụ ở dĩnh đô thành đều có thái giám ở đó hơn nữa bổng lộc của bọn họ cũng vào công nhưng bởi vì trong phủ nhiếp chính vương không có thái giám cho nên phúc vương phụ ở cùng một thành sao dám vượt mặt phủ nhiếp chính vương chứ đương nhiên nhìn từ một góc độ khách lần này vương gia nhập càn nếu nói dẫn theo triệu nguyên niên là trùng hợp như vậy một mình hoạn quan duy nhất trong vương phủ cũng dẫn theo đây thật sự không thể dùng vừa khéo và vô ý để giải thích tất cả mọi thứ thật ra đã nằm trong kế hoạch của vương gia từ lâu ban tên triệu nguyên niên sửng sốt ở trước mặt quan gia nô tài sao xứng với họ triệu càn quốc không phải không có người ngoài hoàng tộc mang họ triệu còn có rất nhiều là đằng khác một là bởi vì ba họ cơ hùng ngu vốn là đại thị tộc ở đại hạ trước khi tam hầu khai biên mà sau khi tam hầu khai biên tam hầu kiến quốc cho nên ở yến tấn sở sự khác nhau của các dòng họ hoàng tộc vẫn rất cao nếu không có bất ngờ gì xảy ra ba cái họ này có thể tự xưng là huyết mạch của trời chẳng qua có chút khả năng đã mờ nhạt trong biển người từ lâu, ví dụ như năm đó Kiếm Thánh và Đệ Đệ này, khi còn nhỏ cuộc sống của hai anh em có thể nói là vô cùng gian nan, nhưng bọn họ vẫn mang họ quốc. Thứ hai, đại càn lập quốc vốn đã khá trễ, mặc dù tự bịa đặt lịch sử, làm ra cái gì mà bốn hầu khai biên, niên đại vẫn không đủ, cho dù kiêng kỵ như thế nào, cũng không thể làm người vốn mang họ Triệu sửa họ lại, nhưng mặc kệ thế nào, là một thái giám, dám ở trước mặt quan gia mang họ Triệu quả thật không ổn, nhưng mà, sao Triệu Nguyên Nhân dám để Triệu Thành sửa họ? Chức quan gia này của hắn rốt cuộc như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, hắn cũng biết sứ mệnh và tác dụng của mình là gì, còn nữa, mặc dù Triệu Thành là một hoạn quan, nhưng hắn vào vương phủ còn sớm hơn mình, Triệu Công Công, tình huống của chậm như thế nào, người cũng biết rõ, chúng ta đều là người của vương phủ, không cần so đo những việc nhỏ không đáng kể này, hai người chúng ta cứ tự nhiên làm việc, vì đại kế của vương gia mà góp một viên gạch, nô tài hiểu rõ? Nô tài hiểu rõ, Triệu Thành xếp long bào của Triệu Nguyên Nhiên lại, đưa đến trước mặt nữ tử ở phía sau bình phong bên cạnh, khuôn mặt nữ tử xinh đẹp lại rất lương thiện, nàng là muội muội của Triệu Thành, được Hùng Lệ Tinh ban tên Triệu Tân Nương, ở đây lại sửa lần nữa, "Mau lên, đại điển khai quốc sắp bắt đầu rồi." Triệu Thành nói, "Muội tử đã hiểu, ca ca yên tâm." Tân Nương nhận lấy long bào, bắt đầu chỉnh sửa, ngay sau đó, Triệu Thành đi ra trước, bưng nước trà tới cho Triệu Nguyên Nhiên, Triệu Nguyên Nhiên ngồi ở trên ghế trong tay cầm tách trà cười ha ha nói có chút khẩn trương triệu thành hơi mỉm cười nói quan gia từ từ sẽ quen thôi triệu công công trẫm hỏi ngươi chức quan gia này của trẫm đến cùng có thể làm bao lâu đương nhiên sẽ rất lâu thiên thu vạn đại triệu thành lập tức trả lời ai chúng ta là người một nhà có cái gì không thể nói thẳng chứ ta nói triệu công công có thể đừng như vậy có được không làm cho lòng ta không dễ chịu nói trắng ra mạng này của ta đều dựa vào mối quan hệ giữa mẫu thân ta và vương gia mà giữ được, vị trí này của ta cũng, bởi vì một tay mẫu thân ta mang tình cảm kiếm được từ thế tử đổi lấy, sao ta có thể thật sự có tâm tư xưng cô đạo quả, ngươi lại tâng bốc ta như thế, thật sự không sợ ta bay đi, sau đó, triệu nguyên nhiên cúi cầm xuống, ý là ngươi hiểu rõ, triệu thành nói, ý của quan gia, nô tài đương nhiên hiểu rõ, nhưng quan gia có từng nghĩ tới, long ỷ này, từ xưa đến nay, ngồi lên là có thể một bước lên trời, lui ra. Triệu Nguyên Nhiên nói tiếp, ngồi lên trên, bước chân trước, đi xuống dưới, quay đầu trước, quan gia cảm thấy mình sẽ bất chung với vương ra sao? Sao có thể? Triệu Nguyên Nhiên lập tức phủ nhận, đời này của ta xem như bị vương gia thu thập từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Mặt khác, lại nhìn thế từ điện hạ lời của vị thiên lý câu của tạ gia ngày ấy, người có nghe không? Điều đó có nghĩa gì? Đó là thừa nhận, nền tảng lập quốc, người thừa kế, người nối nghiệp, tác dụng của chúng nó nằm ở chỗ này, và họ có thể duy trì sự ổn định lâu dài, của một đoàn thể ở một mức độ lớn, Triệu Thành nói, nếu quan gia ngài không có tâm thứ hai với vương gia, thì tại sao vương gia phải khiến đầu của quan gia ngài rơi xuống chứ? Đó là đương nhiên, Triệu Nguyên Nhiên nói năng có khí phách, hắn chính là nghĩa huynh được thế tử điện hạ gọi qua. Tuy rằng quan hệ của mẫu phi hắn và vương gia, thế nhân đều biết, nhưng Triệu Nguyên Nhiên ở bên ngoài cũng không dám gọi vương gia là phụ thân hay là nghĩa phụ của mình, đương nhiên càng không dám chủ động tự xưng vi huynh ở trước mặt thế tử, thế nhưng thế tử gọi hắn là nghĩa huynh, tư vị ấy quả thực tê dại đến tận xương tủy, làm cho cả người bay tới trên mây, dư vị hiện tại còn cảm thấy có chút lâng lâng, vậy khi lui ra khỏi long ỷ này, quan gia ngài có thể giống như hoàng đế sở quốc, trở thành quốc chủ hoặc là giống như thân vương phủ vậy, có đất phong của mình, lui một vạn bước, ít nhất cũng có thể giống như tấn vương phủ, nhận được một sự thừa kế, hơn nữa, không phải phúc vương thừa kế võng thế, mà là càn vương, phúc vương và càn vương, nhìn như giống nhau, Thật ra lại khác nhau rất lớn, lấy thân phận Càn Vương thừa kế võng thế, có thể truyền thừa cho toàn bộ cành cây của Càn Quốc, trong này khác nhau, giống như Tông Thất Hầu Gia và Quân Công Hầu Gia, vẫn là người hiểu rõ. Triệu Nguyên Niên tán thưởng nói, thật ra trong lòng quan gia cũng giống như gương sáng. Triệu Thành cười ha ha trả lời, Triệu Nguyên Niên nghiêng thân thể, nhìn về phía Long Bào đang được Tân Nương sửa chữa ở phía sau Bình Phong, kết thông ra đi. Triệu Nguyên Niên nói, Tân Nương đã được Vương phi chỉ hôn, Triệu Thành nhắc nhở nói, ta đi cầu triệu nguyên nhân nói chuyện này thật ra triệu thành không muốn đồng ý lắm hắn rất thương người muội tử này đương nhiên muốn tìm một người trong sạch người trong sạch ở đây không phải đại phú đại quý ít nhất muội tử nhà mình cũng phải là chính thất chứ triệu nguyên nhân nhớ tới cười mắng người nghĩ đi đâu vậy ta cầu cho tiểu tử nhà ta để ta đi hòa giải với mẫu phi vậy nô tài cảm tạ long ân của quan gia ngày nay người ta sinh con tương đối sớm bên cạnh công tử bình thường không thiếu nữ hầu dùng tiêu chuẩn của đời sau ví dụ về việc làm cha khi còn nhỏ có thể nói là chỗ nào cũng có. Cho nên, mặc dù tuổi của Phúc Vương Phi lớn hơn Trịnh Phàm không bao nhiêu, nhưng nàng đã sớm làm nãi nãi. Đương nhiên, ở đây còn có một nguyên nhân chính là, bởi vì nguyên nhân khách quan của Trịnh Phàm năm đó, còn nối dõi rất khó khăn, vốn đã tương đối trễ. Hiện giờ, Triệu Nguyên Niên là quan gia, muội tử của mình gả cho nhi tử của Triệu Nguyên Niên, đó chính là Thái tử Phi. Triệu Thành cảm thấy, đây là một điểm cực tốt, Thật ra, bất luận hắn hay là triệu nguyên niên, đều rất có dã tâm làm chủ. Nhưng ở dưới vương phủ, dã tâm của bọn họ có vẻ rất thuần túy. Đôi khi, dã tâm có giới hạn, ngược lại có thể bảo đảm cho tính năng động chủ quan. Quan gia, ca, sửa xong rồi, triệu thành lập tức đi tới. Nhận lấy long bào, lại hầu hạ triệu nguyên niên thay đồ. Bộ long bào này vốn là do triệu nguyên niên theo áo bào của phiên vương làm ra. Nhìn kỹ vẫn có rất nhiều chỗ chẳng ra sao cả. Nhưng nhìn từ xa, quả thật là kiểu dáng của long bào quan gia của Càn Quốc sau khi mặc xong một lần nữa triệu nguyên nhân hít sâu một hơi hỏi bên ngoài chuẩn bị như thế nào bẩm quan ra nô tài đi hỏi một chút triệu thành vừa chuẩn bị đi ra ngoài lại nghĩ tới cái gì đó cởi bỏ bộ hồng bào hoạn quan trên người mình xuống lộ ra áo giáp được mặc ở bên trong nói quan ra nô tài lấy áo giáp này tới ngài mặc bên trong đi lúc trước không định lấy ra nhưng nghĩ đến muốn liên hôn hắn lập tức lấy ra triệu công công có thể nói là cực kỳ thực tế triệu nguyên nhân mím môi không chối từ nhận lấy áo giáp của triệu thành thấy triệu thành lại muốn thay áo cho mình một lần nữa triệu nguyên nhân lập tức xua tay nói ngươi ra ngoài hỏi một chút ta có thể tự làm được triệu thành lập tức đi ra ngoài trong đình ngoại viện nhìn thấy vương gia và thế tử đang mặt đối mặt ngồi nói chuyện triệu thành lập tức dừng chân chờ rất hiển nhiên các vấn đề của quan gia cũng không quan trọng ít nhất ở trong mắt triệu thành hai cha con vương gia nói chuyện quan trọng hơn bên ngoài và ở đây ngươi chọn cái nào Trịnh Phàm hỏi nhi tử của mình, Trịnh Lâm mở miệng nói, ở đây đi, lười ra chỗ kia ngồi, ta còn tưởng rằng ngươi thích phong cảnh bên ngoài, đó là vị trí thích hợp với cha hơn. Trịnh Phàm gật đầu, đứng lên, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nói, à, đúng rồi, chờ lát nữa mẹ ngươi cũng sẽ tới đây, cái gì? Sắc mặt Trịnh Lâm lập tức thay đổi, Trịnh Phàm mỉm cười, dáng vẻ như kiểu ngươi nghĩ cái gì ta đều biết rõ, vẻ mặt của Trịnh Lâm bắt đầu trở nên âm trầm, cũng không phải tức giận với ai, mà là cảnh ngứa tay trong dự đoán ban đầu đang dần dần rời xa chính mình, cho nên cảm thấy không vui. Lát nữa cha sẽ dẫn mẹ ngươi ra ngoài, trịnh phàm nói. Biểu tình trên mặt trịnh lâm lập tức hòa hoãn xuống, cha nuôi của ngươi cũng ở lại. Người mù, ta cũng dẫn ra ngoài, thân thể trịnh lâm lập tức ôn hòa, dựa vào trên ghế, không nói lời nào nghĩa là không đồng ý. Đồng ý, trịnh lâm lập tức nói, ô, đó chính là không đồng ý, cảm ơn. Cha, trịnh phàm cười, xua tay, nói, lúc này mới đúng, vương ra rời khỏi tòa hành. Cung này, sau khi nhìn thấy vương gia rời đi, Triệu Thanh tiến đến trước mặt thế tử Điện Hạ, dò hỏi, Điện Hạ, đúng giờ bắt đầu chưa? Trịnh Lâm gật đầu, nói, ừm, quân Yến, hoặc là gọi liên quân Yến sở, sau khi nhập càn chiếm lấy tĩnh Hải Thành, đã không còn tiếp tục tiến hành các hoạt động đại quy mô quân sự nào nữa. Tuy nói thuận thế chiếm lấy mấy tòa phụ cần Hạ Du, và Thượng Du cùng với các tòa thành phụ cận của tĩnh Hải Thành, mở rộng sức ảnh hưởng của quân lực một chút, nhưng vẫn chưa tiếp tục thâm nhập vào Giang Nam Càn Quốc, chủ yếu có hai nguyên nhân. Về mặt quân sự, lần này Trịnh Phàm tự mình mang 5 vạn tinh nhuệ tấn đông, còn có 3 vạn quân sở, lại tính thêm những tôi tớ của bộ tộc người tăng được tạ ra tập trung, có 10 vạn đại quân. Nhưng 10 vạn đại quân, quả thật đã đủ với một thành đầy đất này rồi, nhưng đối với một khu vực, lại có chút không đủ nhìn, chia quân tấn công bốn phía, chỉ làm hao tổn thực lực của mình. Suy cho cùng, 10 vạn đại quân hơn một nửa là quân đội bạn, lúc tách ra phối hợp còn phải đề phòng lẫn nhau, 5 cộng năm không hơn 10, nếu chỉ đơn thuần là cướp bóc và phá hoại, vì thế mà phân chia ưu thế quân sự của mình, thật sự tham cái nhỏ mất cái lớn, thứ hai là về mặt chính trị, dùng danh nghĩa nhiếp chính vương đại yến tuyên bố hịch văn tân quân triệu nguyên niên đăng cơ, sức ảnh hưởng này còn lớn hơn đại quân trinh phạt khắp nơi rất nhiều, hôm nay, nội quan thân đại tộc của tỉnh Hải Thành cùng với không ít các đại biểu đại tộc, ở các nơi khác, từ Giang Nam, tụ tập ở một tòa hành cung ngày xưa ở ngoài tĩnh Hải Thành muốn cử hành đại điển đăng cơ. Mặt khác, chỉ huy sứ An Hải Trấn Đỗ Thăng, dẫn đầu xuất bộ. Năm đó Niên nghiêu xuất quân sở công càn, đánh quân lính của càn tan dã, Cuối cùng vẫn là dựa vào mạnh công nắm giữ ấn xoái, mới ngăn cản niên nghiêu, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị tướng lãnh này đã giao thủ với nhiếp chính vương ở Miên Châu thành mười mấy năm trước, am hiểu nhất chính là tác chiến phòng ngự. Hắn còn tự quản lý thành lập hệ thống phòng ngự với An Hải Trấn, Môn Hải Trấn và Đông Như Trấn, bị người càn gọi là Tiểu Tam Biên chẳng qua lúc trước khi quân yến tiến vào đã đi đường vòng trực tiếp nhảy qua phòng tuyến này về mặt quân sự mà nói là một loại mạo hiểm lớn bởi vì phía sau của ngươi nằm trong phạm vi cắt đứt của địch nhân mà sở dĩ dám làm tiền đề như vậy quân yến có tự tin kia chỉ cần quân càn dám tòng quân ra khỏi trấn sẽ đánh sập hắn ở bên ngoài nhìn từ cục diện hôm nay tân quân đăng cơ tuy rằng văn võ không nhiều lắm nhưng cũng có ít nhất thể diện căn bản nhất của ngụy triều đình đã có chuẩn bị đầy đủ nếu thật sự là dáng vẻ này, trên đài cao, vương gia ngồi ở trên ghế, tứ nương và người mù chia ra hai bên trái phải, dùng thân phận địa vị của hắn hiện giờ, tiếp nhận chỉ huy của người càn quy phục, có thể nói là cho đủ thể diện, nói chiêu hiền đãi sĩ thì có chút không đủ, hẳn là coi trọng nhân tài, cách đó không xa, đỗ thăng suất 800 thân kỵ dục ngựa tiến đến, binh mã bản bộ này, hạ chạy cách đây 20 dặm, nhưng mà, chỉ huy sứ tiến tới. Nhưng khi ở trước mặt hắn, lại dừng bước, lúc này Lưu Huy tiến lên nói, vương gia, có lẽ là Đỗ Chỉ Huy còn nghi ngờ, cũng có thể là còn nghĩ về cái kia một chút, thỉnh cho thần lên khuyết phục hóa giải nghi ngờ trước, Đỗ Thăng được Lưu Huy gọi tới, đây là công lao thứ nhất của Lưu Huy ở Tân triều, không, ở trước mặt vương phủ, mà động thái Đỗ Thăng ở trong mắt Lưu Huy, đó là cố ý cho mình bậc thang cùng nhau biểu diễn tiết mục cuối cùng, hoa hoa cỗ kiệu được mọi người nâng lên, Trịnh phàm nhìn thoáng qua Lưu Huy bên cạnh, mỉm cười, không nói cho hắn đi, cũng không nói là không cho hắn đi, Tạ Ngọc An bên cạnh hiểu ý tiến lên hỏi lưu huy lưu đại nhân ở đây ngài ở nơi này xem ai không vừa mắt ví dụ như thủ hạ của ngươi ngươi cảm thấy hắn không phục ngươi hay là không phục tân triều còn nhớ đến tình cũ càn quốc thủ hạ của ti chức đều trung thành với vương gia tuyệt không ánh mắt tạ ngọc an trầm xuống lưu huy há miệng thở dốc nói vương nhạc an hắn hắn và ta có khoảng cách vương nhạc an là nguyên phó chỉ huy sứ của tĩnh hải thành khi lưu huy mở cửa hiến thành hắn đã bị lưu huy tạm giam trước chờ sau khi quân yến vào thành vương nhạc an không còn cách nào chỉ có thể lựa chọn đầu hàng nhưng vẫn luôn hùng hổ đã nhiều ngày uống rượu không ít lần mắng chửi lưu huy là càn gian uổng công đọc sách thánh hiền được vậy phải hắn đi vâng quân lệnh hạ xuống vương nhạc an đứng ở dưới không có tư cách đứng trên đài lập tức có chút phát ngốc nhưng trong phút chốc lại mừng như điên mà dâng lên trong lòng hắn mắng lưu huy phần lớn nguyên nhân là ngươi con mẹ nó muốn đầu hàng người yến muốn trói chặt lão tử làm hại hiện tại lão tử cũng không có lấy một chút cảm giác tồn tại của việc đầu hàng nào. trước mắt cơ hội thể hiện cảm giác tồn tại đã tới, vương nhạc an còn nghĩ rằng có, lẽ thanh danh bên ngoài của mình đang ở trong lòng vương, hoặc là người yến cố ý để bạt mình để cân bằng lưu huy, cho nên vương nhạc an vui vẻ lĩnh mệnh, vương nhạc an đi rồi, không bao lâu vương nhạc an lại trở về, đầu của hắn bị đỗ thăng chặt bỏ, phái một thân vệ đưa đến trên bàn chuẩn bị nghi thức chấn nhận đầu hàng, lưu huy sợ tới mức chừng lớn mắt, phát lạnh từ xương sống đến xương cụt. Nếu lúc trước vương gia cho hắn đi, hiện tại cái đầu người này e là của hắn, sau khi tên thân vệ của Đỗ Thăng đưa đầu người, còn hô lớn, "Yến Cẩu, khinh đại càn ta không còn người sao?" Yến Cẩu, thật sự cho rằng người càn không có tâm huyết sao? Trong đại điển đăng cơ, người vốn nên tới chúc mừng và nhận chức quan, không ít quan viên cấp thấp và cấp trung ở bản địa Tĩnh Hải thành, học sinh, các hộ vệ đại tộc nơi khác tới chúc mừng, cung phụ, cường hào địa phương, thủ lĩnh môn phái đủ loại không kể xiết ở trên đại điển trang nghiêm túc mục này, phát ra từng trận giống giận, lập tức, ba trong 10 mãn đường tân triều từ Long Chi Thần, rút ra binh khí, nơi này, có một số giỏi công phu, nhưng hơn phân nửa trở lên lại không biết võ, nhưng thanh thế này lại vô cùng hùng tráng. Ngay sau đó, vốn không ít binh lính càn quốc tiếp nhận tĩnh Hải Thành, trực tiếp phản bội, đứng về phía bọn họ, còn lại có rất nhiều quân càn, tuy rằng vô tình phản yến, nhưng người muốn cho bọn họ chiến một trận để bảo vệ vị tân quân mới quen này, sợ là không thực tế lắm, cho nên trong phút chốc, trong tòa hành cung này lực lượng người trung nghĩa hoàn toàn phủ đầy người trung nghĩa ngày mình đăng cơ vốn cục diện nên vui vẻ lại bị quay cuồng như thế này triệu nguyên nhiên cũng có chút thất thố hắn mặc long bào hoảng nhưng không vội mà chạy xuống khỏi long ỉ nhưng tốt xấu gì cũng từng bị người của nhiếp chính vương xuất quân áp bức qua vài lần còn từng đi theo nhiếp chính vương hành quân mấy năm nay ở tấn đông vẫn luôn làm việc ít nhất cũng luyện được cho nên tuy hoảng sợ nhưng vẫn nhớ chạy trước muốn kéo thế từ điện hạ cùng tránh lui nhưng mà tuy tay của triệu nguyên nhiên bắt được cổ tay của trịnh lâm lại không thể túm lấy hắn ngược lại còn làm mình lào đảo ngã lăn ra đó đứa nhỏ này vậy mà có lực mạnh như vậy trịnh lâm quay đầu nhìn thoáng qua triệu nguyên nhiên đang ngã trên mặt đất dù sao cũng nể mặt phúc vương phi trịnh lâm không dùng từ ngữ chế nhạo hắn ngược lại còn kiềm chế sự miệt thị của mình đối với chúng sinh bình đẳng bỏ ra một chút giọng điệu mà hắn tự coi là có tính nhu hòa nói, đừng lo, chớ hoảng sợ, nhìn dáng vẻ Lưu Huy run sợ như vậy, vương gia hiếm thấy chấn an một chút, mặc kệ nói như thế nào, Lưu Huy mở cửa hiến thành, quả thật đã mang đến cho đại quân lợi ích cực lớn, mà lúc này, không ngừng có quân báo truyền đến, không chỉ có 20 binh mã đóng quân ở ngoài An Hải Trấn, của Đỗ Thăng đánh tới bên này, hai hướng khác vẫn luôn ẩn nấp hai nhóm quân càn ở môn Hải Trấn cùng với Đông Hải Trấn, cũng đột nhiên giết tới. Nghi thức tiếp nhận đầu hàng này đã diễn biến thành phản kích kinh điển trá hình. Lưu Huy thật sự sợ hãi, không chỉ có việc làm của mình mà còn sợ người yến sẽ nghĩ lầm lưu huy ở đây chơi trò đang ở yến doanh nhưng lòng lại ở cạnh càn sợ làm cho mình cuối cùng trong ngoài không còn là người cũng may lời nói của vương gia đã làm lòng hắn lập tức yên ổn còn đột nhiên cảm thấy cảm động trời đất chứng giám ta thật sự quyết tâm làm cản gian cũng may vương gia hiểu ta trịnh phòm không hề nhìn lưu huy ngược lại nhìn về phía tạ ngọc an nói bắt đầu đi có thể sao trịnh lâm nhìn về phía a minh người mù khó nói chuyện nhưng a minh thì dễ cho nên khi cha mình nói muốn dẫn người mù đi ra ngoài trịnh lâm mới hiếm thấy nói câu cảm ơn quả thật như thế về phương diện dung túng hài tử a minh chính là không có nhiều nguyên tắc trực tiếp dùng ma pháp huyết tộc tạm thời giải khai phong ấn của trịnh lâm thế từ điện hạ của nhiếp chính vương đại yến được giải trừ phong ấn chậm rãi đứng lên tóc hắn bay bay mãng bảo thế từ bị khí kinh thổi tung khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt vốn giao long của hắn từ nhỏ bị phong ấn bị hạn chế phạm vi hoạt động đối mặt còn là tình thương nồng đậm của mẹ cùng với sự quan tâm vô thượng từ một nhóm cha nuôi khiến cho trong lòng thế tử điện hạ đã sớm tích góp ra một sự thô bạo nhưng lại bất hạnh không có cơ hội thi triển ví dụ như thống khoái mà giết người hiện tại cơ hội danh chính ngôn thuận để giết người rốt cuộc đã tới trịnh lâm siết chặt nắm tay ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú ra khỏi lồng hấp đang tuần tra con mồi đưa tới cửa của mình ngay sau đó, kiếm thánh và tạo kiếm sư xuất hiện phía sau trịnh lâm. Bên ngoài hành cung, cầm y vệ bảy trận, mang đến lực uy hiếp đáng sợ. Thân thể trịnh lâm bước ra một nửa về phía trước, quát khẽ nói, giết. Động thủ đi, vương gia có chút lười biếng tiếp tục ngồi trên ghế, tứ nương. duỗi tay giúp hắn ấn huyệt vị ở phần đầu. Cùng lúc đó, đã sớm hoàn thành bố trí và vận sức chờ phát động. Nhiên nghiêu và tạ trừ dương từng người lĩnh quân sung phong liều chết đi ra. Mặt khác, thiên thiên và trần tiên bá chia thiết kỵ của tấn đông xuất lĩnh cũng đã gia nhập vào chiến trường xung quanh chiến trường có thể nói là khói bụi đầy trời nhưng có thể dự đoán ở trước mặt tinh nhuệ tuyệt đối thậm chí là ưu thế tuyệt về số lượng bụi bặm thật ra đã sớm lắng xuống nói cách khác đây là một trận chiến không thể chỉ hoãn thế cho nên vương gia cũng không nhắc tới sức mạnh chút nào vương phi bên cạnh tiếp tục giúp vương gia mát xa ở bên tai vương gia hơi mang giọng điệu oán trách thấp giọng nói sao lại có người cha như ngài hiển nhiên sắp xếp của trịnh phàm đương nhiên trốn không được đôi mắt của tứ nương sự thật chính là như thế, thật ra Trịnh Lâm biết rất rõ điểm này, lão cha phế vật nhà mình là tồn tại duy nhất có thể thu phục mẫu thân, cùng với một đám sư phụ cha nuôi của mình, bọn họ biết rõ cha muốn làm gì, nhưng không thể ngăn cản, Vương gia vươn tay nhẹ nhàng cầm tay tứ nương, nói: "Mấy năm nay nhi tử sống cũng rất mệt, muốn kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, nhưng sao lại để nhi tử nhà mình kết hợp làm việc và nghỉ ngơi như vậy?" Vương gia lắc đầu, nói: ta đang bồi dưỡng tình cảm phụ tử, nói rồi, vương gia cũng tự nở nụ cười, nói tiếp, quan hệ cha con hữu nghị, hành cung, giết chóc đang diễn ra, sự mạnh mẽ của cẩm y vệ không thể nghi ngờ. Ở một góc chiến trận, bọn họ đánh đầu thắng đó, ban đầu thiên thiên đã từng dẫn đầu bọn họ chống chọi lại thiết kỵ thân vệ của Hùng Đình Sơn. Xong, điều bọn họ càng am hiểu hơn thực ra là chém giết giang hồ, bởi vì chức trách đầu tiên của bọn họ là bảo vệ vương gia, mà đa số lúc bên cạnh vương gia đều có đại quân bảo vệ. Cho nên ngăn chặn trộm cắp thích khách mới là tình huống bọn họ cần phải đối mặt nhất, người trung nghĩa trong hành cung tốt xấu lẫn lộn, có người mặc dù trong tay cầm đao hoặc kiếm, nhưng tay chói gà không chặt, phát ra chỉ có thể dựa vào một cái miệng, có người mặc dù bản lĩnh không tệ, nhưng căn bản không thể tồn tại sự hiểu ngầm cùng tiến cùng lùi gì với người ở xung quanh, vì vậy, cẩm y vệ chia thành rất nhiều đội hình nhỏ, bắt đầu đẩy ngang qua từ hai hướng, hễ là người dám chống đối hoặc phản kháng đều giết chết không cần luận tội hiệu suất cao tới mức giống như lão nông kinh nghiệm phong phú đang thu hoạch lúa mạch. Có điều, người chơi vui nhất vẫn là thiếu niên tôn quý mặc áo mãng bào thế tử kia, thiếu niên đối mặt với từng mục tiêu con mồi của mình, dùng cách đánh lén của thích khách giết chết mấy người, lại dùng cách thô bạo của lực phách hoa sơn vót đầu của mấy người. Trong lúc đó, lòng bàn tay rút ra máu tươi từ dưới đất, ngưng tụ ra một tồn tại kỳ dị như phù văn, đánh trên người một thư sinh, nhìn ra mặt thư sinh bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ, trên mặt thiếu niên nở nụ cười đắc ý hắn còn đặc biệt ẩn núp sau lưng một người, nhắm mắt lại, cơ thể của người kia bắt đầu lào đảo, đầu đau muốn nứt, chỉ là phẩm cấp của người đó hơi cao, là một võ phu ý chí kiên định, lập tức chém ngược lại một đao, có điều Trịnh Lâm phản ứng né tránh kịp lúc, lúc né tránh đầu ngón tay còn bắn ra hai cái ngân châm, bắn trúng trong mắt của đối phương, lại thuận tay nhẹ nhàng kéo sợi tơ ở đuôi ngân châm, hai tròng mắt đã bị lôi ra ngoài, võ phu này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Trịnh Lâm lại không vội giết chết, mà dừng ngay lúc này, nhắm mắt lại lần nữa nhân thời cơ đối phương tâm môn thất thủ lại tiến hành tinh thần lực xâm nhập cuối cùng võ phu này thật sự không chịu đựng nổi sự dày vò về mặt tinh thần nữa tự cho cổ mình một đao lúc trịnh lâm làm những điều này kiếm thánh và tạo kiếm sư đang đứng ngay sau lưng trịnh lâm phòng ngừa sự quấy dày bên cạnh tạo kiếm sư chép miệng khí huyết truyền âm nói đi là con đường ôn minh sơn song tu không còn không chỉ vậy thể phách của hắn là võ phu nhưng lúc trước là dùng biện pháp giống như luyện khí sĩ hắn còn là đồ đệ của ngu hóa bình ngươi ta nói này rốt cuộc ngu hóa bình ngươi có tự tin lớn cỡ nào đối với hắn mà lại dám để đứa trẻ này từ nhỏ đã tham nhiều con đường như vậy thật sự không sợ tham thì thâm sao hơn nữa về mặt kiếm thuật ta nhận ngu hóa bình ngươi là đệ nhất đương thời nhưng trên con đường khác thì không lo sẽ thật giả lẫn lộn sao kiếm thánh lắc đầu trả lời con đường khác dự đoán chắc cũng là hạng nhất hạng nhì mấy tiên sinh kia của vương phủ kiếm thánh biết thủ đoạn giữ nhà của bọn họ đánh không lại ngu hóa bình hắn là thật, nhưng điều này không có nghĩa là đạo của người ta không tinh thông. Trên thực tế, bắt đầu từ 10 năm trước, kiếm thánh đã phát hiện các vị tiên sinh còn không phải rất mạnh mẽ ở đương thời, nhận thức của bọn họ đối với chiến đấu, đối với tu hành lại có một loại độ cao hoàn toàn bao trùm thậm chí là vượt ra ngoài cảnh giới của bản. Thân bọn họ, ví dụ tên đại ngốc đồ đệ nhà mình chúng ý kia, chỉ là nhìn kiếm chiêu của đồ đệ hắn đã có thể dùng dìu thể hiện chân ý kiếm pháp của mình, đám tiên sinh kia thật sự là quá xuất sắc, đứng ở góc của đồ đệ mình để suy nghĩ thì dù là kiếm thánh cũng hy vọng đồ đệ này nhà mình có thể học hỏi nhiều hơn đây dù sao cũng là thứ tốt hàng thật giá thật đương nhiên cũng là vì con trai này của trịnh phàm thực sự quá mức yêu nghiệt về mặt tu hành yêu nghiệt tới gần như căn bản không tồn tại vấn đề tham thì thâm bởi vì khẩu vị của hắn là tốt thật tạo kiếm sư mím môi nói biết điều khiến ta kinh ngạc nhất là gì không thiên tế kinh thế ta cũng không phải chưa từng gặp đương nhiên thế từ trước mặt này quả thật là người đứng hàng đầu trong số thiên tài mà ta gặp kiếp này, nhưng điều thật sự khiến ta bất ngờ là hắn không phải giết người vì giết người, hắn là đang hưởng thụ, ngu hóa bình ơi ngu hóa bình, ngươi không lo bản thân dạy ra một ma đầu sao? Lời này, ngươi nên chỉ vào mũi của Trịnh phàm mà nói mới đúng, nói khó nghe chút, chỗ ta chỉ là dạy một số kỹ năng giang hồ, hơn nữa cho dù là giao long giang hồ thì có bản lĩnh lớn cỡ nào? Tâm tính của hắn ở ngay đây, địa vị của hắn cũng là ở đây sẽ không vì tu vi của hắn thấp mà giết ít người cũng sẽ không vì tu vi của hắn cao mà giết nhiều người nói trắng ra hắn có thích giết người tự mình ra tay giết lại có thể giết được bao nhiêu lúc trước cha hắn ở thượng cốc quận trước trước sau sau người sở ngươi chết trận đâu chỉ trăm vạn ngươi ngược lại rất biết bào chữa cho bản thân vậy ngươi đừng sáp tới phía trước dựa vào cái gì người thấy đều có phần mà trên người thế tử này rõ ràng có nhiều con đường thêm ta nữa cũng không nhiều Bớt ngươi cũng không ít, ha, chỉ cần hắn cũng nhận người sư phụ như ta, cho dù hắn thích 18 món binh khí, ta cũng có thể tạo ra 18 bộ cho hắn. Hắn bảo cha hắn lấy độc cô thị ngươi ra ép, ngươi dám không tạo cho hắn? Khốn kiếp, Người nóng nảy rồi, tại sao tạo kiếm sư lại xuất hiện ở nơi này? Không phải là hình thức mạnh hơn người, dưới bối cảnh sở hoàng cúi đầu, các đại quý tộc như Tạ thị đều sắp xếp đường lui trước, độc cô gia hắn cũng không thể chỉ lo thân mình, Trịnh phàm nói muốn có một thanh kiếm nữa vậy thanh kiếm này tự mình cõng hộp kiếm đến báo cáo rồi năm đó tuy ngoài miệng điền vô kính từng nói với kiếm thánh giang hồ không xứng tầm nhưng người thực sự đưa câu nói này ra thực tiễn vẫn là người kế nhiệm của điền vô kính nhiếp chính vương của đại yến sau một loạt thao tác cuối cùng trịnh lâm đều đã ôn tập một lượt bài học lúc trước có thể nhìn ra hắn nắm bắt tinh thần lực của người mù là hạng kém bởi vì người mù trước khi phẩm cấp không đủ cao rõ ràng cũng rất yếu rất gà hơn nữa thể chất của trịnh lâm đặc biệt mặc dù có thể học năng lực của các ma vương nhưng dù sao cũng chưa làm chống đỡ chuyên môn đối phó huyết thống học thì có thể học nhưng muốn như cá gặp nước hoặc trò giỏi hơn thầy trong phút chốc độ khó rất lớn ngược lại là chiêu thức của mẹ ruột nhà mình hắn học rất vững chắc một là kế thừa một mạch hai là vẫn luôn đích thân thử pháp muốn không vững chắc cũng khó nhưng cái thích hợp nhất cũng là cái hắn thích nhất vẫn là sát chiêu dùng thể phách làm đầu phối hợp cường lực đi con đường kiên cường dũng mãnh cho nên tiếp theo sát khí xung quanh Trịnh Lâm hiện ra Ở với ra da, da lâu như vậy Nhiều sát khí tinh thuần như vậy cũng không phải nuốt uổng Sau khi thấy cảnh này A Minh cũng đang nhìn có hơi ghen tị Chỉ cảm thấy rượu trong túi rượu ở hông của mình Cũng trở nên chua sót Truy cập halazy.com Hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé A à, Trình Mày rậm mắt to người ra tay Đúng là đủ âm tàn chuẩn Có sát khí bảo vệ Lại phối hợp với thể phách của bản thân Trịnh Lâm xông vào trong đám người giống như trốn không người đồng thời hai đầu ngón tay của hắn đều phóng ra kiếm khí bắt đầu chém dưa thái rau kiếm khí nồng nặc thành thạo này tỏa ra ngoài khiến tạo kiếm sư đi theo phía sau cũng sắp chảy nước miếng rồi đối với điều này kiếm thánh chỉ cười trong lòng có thể là theo tạo kiếm sư thêm một sư phụ như hắn không nhiều nhưng trên thực tế kiếm thánh hiểu thế từ điện hạ này ngay cả với cha ruột của hắn cũng mang theo một loại miệt thị từ tận trong xương sư phụ của hắn quả thật rất nhiều nhưng lại có người nào là phàm phẩm một kiếm khách có thể bị phụ thân hắn gọi là tới, thế tử điện hạ có thể để ý đến sao? Lúc trước kiếm thánh đã từng nhắc nhở rồi, nhưng tạo kiếm sư không hề tiếp thu được ý nghĩa sâu xa bên trong, sự giết chóc tốt đẹp tới đâu, cuối cùng vẫn là sẽ kết thúc, đưa kiếm khí vào lồng ngực của một người cuối cùng, trịnh lâm đã dừng lại, hai tay đan chéo vào nhau, làm xoa bóp cho nhau, loại trình độ như kiếm thánh, không kiếm thắng có kiếm, Trần Đại Hiệp có lẽ chỉ là vừa chạm đến ngưỡng cửa. Đối với Trịnh Lâm vẫn là hơi sớm, lúc này, tạo kiếm, sư đã mở hộp kiếm ra đặt trước mặt trịnh lâm nói mấy thanh này đều là ta tạo ra trong mấy năm nay thế tử thích thanh nào cứ việc lấy đi trịnh lâm vượt qua tạo kiếm sư trực tiếp hỏi kiếm thánh sư phụ gân mạch ta hơi bị xé rách nghe vậy kiếm thánh lập tức xuất hiện trước mặt trịnh lâm nắm lấy cổ tay hắn kiểm tra sau đó nói vấn đề không lớn người dùng thân thể chịu tải kiếm khí thì phải chịu đựng áp lực tương ứng cách dùng ngoại vật mượn lực hoặc cách kiếm khí ngưng ngoài thân thì lực sát thương sẽ giảm thấp trịnh lâm trả lời đồng thời tinh khí thần tiêu hao cũng càng nhiều đối với kiếm khách bình thường thể phách bản thân là hạn yếu tất nhiên phải ngự địch bên ngoài ta lại không lo lắng cái này ừ kiếm thánh rất tán thành suy nghĩ của đồ đệ nhà mình bản thân hắn cũng rất rõ nếu một kiếm khách đỉnh phong đồng thời còn có võ phu thể phách đỉnh phong vậy phải là một chuyện khủng bố cỡ nào mà tương lai đồ đệ này của hắn chắc chính là phát triển theo phương hướng này thế tử người xem thanh kiếm này nó tên là sư phụ ta đi thay quần áo không thể để mẹ ta thấy nói rồi trịnh lâm đã vòng qua tạo kiếm sư đi về phía sau tạo kiếm sư bị làm lơ triệt để ôm hộp kiếm đứng yên tại chỗ cảnh kiếm thánh dự đoán đúng là đã trở thành hiện thực trịnh lâm bước tới trước mặt triệt nguyên niên bây giờ triệu nguyên niên đang cố gắng đứng đại điển đăng cơ hôm nay của vị tân quân đại cản này có thể nói là vô cùng đặc sắc cảm ơn thế tử điện hạ cứu giúp triệu nguyên nhiên lập tức cảm ơn trịnh lâm lười khách sáo trực tiếp nói đại điển tiếp tục a à, đây Trịnh Lâm nhìn xung quanh, ra lệnh cho cẩm y vệ, nói, tiếp tục, sau khi căn dặn xong, thế tử điện hạ đã ra phía sau thay quần áo rồi, còn ở đây, triệu nguyên nhiên ngồi trở lại long ỉ, bên dưới người càn tạo phản không tham dự lúc trước, thì liên tục bị yêu cầu làm theo quy trình, đợi sau khi Trịnh Lâm thay xong quần áo đi ra ngoài, đúng lúc mọi người đang quỳ dạp dưới đất, hoan hô vạn tuế, một đám người quỳ dạp trên vũng máu dưới thân, bên cạnh chính là thi thể bị chia cắt, có một số lúc trước sợ hãi, không kịp phản ứng bây giờ đã bắt đầu khôi phục giác quan theo sự bình tĩnh hiện giờ bắt đầu nôn mửa máu tươi trên mặt đất giống như nước chấm còn những thần tử theo dòng tân triều này thì giống như con tôm béo tự lột mình trắng nõn chủ động nhảy vào nước chấm còn không ngừng bôi lên người chỉ sợ tụt lại phía sau trịnh lâm ngồi trở lại trên ghế của mình rất thích thú thưởng thức cảnh này đợi sau khi kết thúc quy trình tân quan ra được triệu công công dìu đỡ rời khỏi long ỉ quay mặt về phía trịnh lâm quỳ dạp xuống, sau đó cả đám thần tử cũng đều quỳ dạp xuống về phía thế tử. Đây không tính là hạ thấp tân quan gia này, bởi vì đối với triều đình giả mới sinh ra này, cách duy nhất để bọn họ nện lực ngưng tụ của bản thân chính là không ngừng định hót vương phủ thông qua tân gia của bọn họ. Ngược lại nếu triệu nguyên niên thật sự có lý tưởng gì, có hoài bão gì, hô muốn quật khởi đại càn mới mà cùng cố gắng, sợ là đám người bên dưới này sẽ trực tiếp giải tán rồi. Sở dĩ mọi người bằng lòng đi theo quan gia này vào lúc này, còn không phải là thấy quan gia này là vua bù nhìn của vương gia người yến kia. Trịnh Lâm nghiêng đầu nhìn về phía A Minh và Kiếm Thánh đứng ở bên cạnh hắn, hỏi: bây giờ ta nên làm những gì? A Minh và Kiếm Thánh đưa mắt nhìn nhau, thực ra trong lòng cả hai đều biết rõ ý của câu nói này, chính là nếu cha hắn ngồi ở đây, thì nên làm những gì. Không thể phủ nhận, một chuyện mà ngay cả đến Trịnh Lâm cũng phải thừa nhận là vào lúc đặc biệt, cha hắn luôn có thể thể hiện ra cách ứng đối tốt nhất. Kiếm Thánh nói: nếu như cha ngươi ở đây thì sẽ không làm gì cả, sự hỗn loạn trong hành cung rất dễ dàng dẹp yên, dù sao cũng là một đám người ô hợp, còn chiến sự bên ngoài Tĩnh Hải thành thì vẫn kéo dài phát triển đến giữa trưa ngày hôm sau, chiến sự không hề khó đánh, binh mã ba trấn ban đầu ôm suy nghĩ muốn lợi dụng thủ đoạn giả hàng cưỡng chế đánh, ra một trận kỳ tích, nhưng sở dĩ kỳ tích được gọi là kỳ tích, vì nó căn bản không thể xảy ra, liên quân yến sở, như hổ như sói đánh thẳng mặt đã đè đánh binh mã ba trấn vào chỗ chết, Trần Tiên Bá và Thiên Thiên dùng chiến thuật cũ của quân yến sau khi đánh tan đối phương, lùa bọn họ giống như sói xua đuổi bầy cừu, thuận thế phá môn Hải Trấn và An Hải Trấn, Nhiên Nghiêu thì dẫn quân bao vây Đông Hải Trấn. Sau khi tin tức hai trấn bên cạnh bị chiếm đóng truyền tới, giữa trưa ngày hôm sau, Đông Hải Trấn cũng mở cửa đầu hàng, chiến sự này tuyên bố kết thúc, Càn Quốc đối mặt với hệ thống phòng ngự ba bên nhỏ của đất sở, từ đó toàn bộ rơi vào tay của Trịnh Phàm. Đây là một trận thắng lợi rất đương nhiên, nhưng lại có ý nghĩa to lớn, đương nhiên là vì những năm này mặc dù quân Càn tiến bộ rất lớn, cũng theo dệt ra rất nhiều nhánh quân mới có thể đánh trận cứng nhưng cơ bản đều bố trí ở thượng kinh thành và phía bắc chỗ giang nam này cũng có thể gọi là binh nhiều tướng mạnh nhưng tố chất quân sự gần bằng biên quân càn quốc trịnh phàm đánh lén miên châu thành năm đó mặc dù bọn họ đã thể hiện ra dũng khí và lòng cam đảm ví dụ sau khi đỗ thăng bị bao vây thà chết không đầu hàng lựa chọn tự vẫn nhưng điều này không thể thay đổi toàn thể đại thế ý nghĩ to lớn thì nằm ở ba trần này trong tay tức là cánh cửa giữa càn sở đã hoàn toàn mở rộng mọi người có thể qua lại càng tự do và càng an toàn hơn dù là chi viện của đất sở hay là cướp đoạt từ giang nam đều có thể tiến hành chuyển rời tốt hơn nhanh hơn nhiếp chính vương vốn đã nắm bắt chiến lược trạng thái chủ động lúc này thật sự có thể kê cao gối ngủ ở một góc giang nam này rồi cho dù người càng triệu tập tinh nhuệ phía bắc trở về hắn cũng có thể phủi mông rời đi bất cứ lúc nào sẽ không còn mạo hiểm bản thân lại vô cùng oanh liệt đột phá vòng vây vì chiến lược lớn như lần trước nữa nhưng mà điều trịnh phàm muốn không chỉ có như vậy hiện giờ hắn đã đi trước nước cờ tiếp theo phải xem bên thượng kinh kia sẽ đi tiếp thế nào có điều sau khi chiến sự kết thúc rất nhanh đã có phân nhánh mới xuất hiện một nhánh đội thuyền thủy sư người càn lái từ càn giang tới chỉ là sau một hồi tiếp xúc nhánh thủy sư càn quốc này không hề biểu hiện ra hành động quá kích gì mà là trực tiếp phái người đưa tin xuống người mù ngươi liên lạc trước sao trịnh phàm nhìn về phía người mù đứng bên cạnh mình người mù lắc đầu nói chủ thượng thuộc hạ không thông hiểu chiến sự bình thường bày mưu tính kế chơi đùa thì thuộc hạ am hiểu chú chuyện chiến sự thuộc hạ không dám nhúng tay trận chiến ở thượng cốc quận là trịnh phàm sắp xếp đánh lần này liên kết với sở vào càn cũng là thúc đẩy theo ý chí của trịnh phàm người mù cùng lắm là ở bên cạnh may vá làm phụ trợ sao có thể giữ bất ngờ gì sau lưng trời mới biết đến lúc đó sẽ ủ ra khiếp sợ gì tạ ngọc an thì cười nói hải đông ngô gia vốn là xuất thân hải tặc sau đó tổ chức minh dẹp yên sóng biển ngô gia tiếp nhận đầu hàng vào càn địa vị của nó hơi giống thổ ti của khu vực Tây Nam Càn Quốc. Vương gia, ta cảm thấy ngô gia này có thể là đến muộn rồi, cô lại không cảm thấy hắn đến muộn rồi, bọn họ chắc đã đến từ lâu. Hơn nữa vốn nên là tính vào lực lượng bên Càn Quốc trong chiến sự lúc trước kia, nhưng ngô gia lại lựa chọn ngư ông đắc lợi, bán đứng đồng đội, bây giờ thấy chúng ta đã thành công. Ít nhất đại cục của mảnh đất này đã chắc chắn tới không thể chắc chắn hơn, ngô gia mới chọn nhảy ra, chọn lại đội ngũ, chủ thượng anh Minh, vương gia Minh dám, lúc này, lưu đại hổ bước vào bẩm báo, vương gia, gia chủ ngô gia ngô tương chủ động xuống thuyền cầu kiến. Năm đó lúc Lan Dương Thành bị phá, ngô tương từng bị trịnh phàm bắt làm tù binh. Bây giờ hắn đã là gia chủ của ngô gia, chỉ là tình thế của ngô gia đã xuống dốc rất rõ ràng. Một là vì nói cho cùng ngô tương không phải cha hắn, quyền lực lúc truyền thừa hao tổn quá lớn. Rất nhiều thế lực hải tặc vốn lệ thuộc ngô gia đã tách ra. Hai là vì những năm này càn quốc vô cùng hiếu chiến, thuế má nhất là thương thuế tỷ lệ trích phần trăm lợi nhuận gần như, gấp mấy lần năm xưa đây đồng nghĩa là tăng thêm một bước chèn ép không gian lợi ích của ngô gia nguyên nhân bên trong nguyên nhân bên ngoài cùng ảnh hưởng ngô gia tổn thất rất nghiêm trọng các ngươi ai đi gặp hắn vương gia hỏi tạ ngọc an không nói chuyện hắn không có lý do để đi gặp người mù cười nói thuộc hạ đi ừ người mù ra khỏi liều soái mà lúc này tạ ngọc an thấy vương gia chuyển bước đến trước bản đồ giống như lại đang suy nghĩ cái gì rõ ràng thêm một đội thuyền của ngô gia càn giang này có thể càng được lợi dụng tốt hơn trong lòng tạ ngọc an hơi lo lắng lo vương gia này sẽ làm ra lựa chọn cấp tiến hơn, tiểu tạ à, có, người nói xem, nếu như thuận treo càn giang ngược dòng đi lên. Tĩnh hải men theo càn giang ngược dòng đi lên, cuối cùng có thể vào biện hàng người càn tự đào ra, cũng chính là, thượng kinh thành, vương gia, cục diện bây giờ chúng ta rất tốt, tại sao phải mạo hiểm chứ? Tạ Ngọc An do dự mấy lần, rồi vẫn chọn khuyên can, cô chỉ là tùy tiện nói vậy, vâng. Tạ Ngọc An không tin, Trịnh Phàm bước trở về vị trí soái tọa, ngồi xuống, nói, sắp vào hè rồi, bẩm vương gia, còn 10 ngày nữa chính là hạ trí. Vương gia gật đầu, nói, trận này, tranh thủ đánh cho xong nó trong năm nay, có bị dọa không? Bẩm vương gia, lúc đó đúng thật là bị hù dọa rồi, may mà có thế tử điện hạ ở bên cạnh ta. Triệu Nguyên Nhiên vừa trả lời, vừa nhận lấy ấm trà trong tay Triệu Công Công, bắt đầu rót trà giúp vương gia và thế tử. Thế tử ngồi không động đậy, trịnh phàm giơ tay chặn lại, Triệu Nguyên Nhiên sửng sốt. Sau đó, trịnh phàm nhìn về phía Triệu Công Công đứng bên cạnh, trong phút chốc triệu công công chỉ cảm thấy sau lưng lạnh băng lập tức giơ tay cướp lấy ấm trà từ trong tay quan gia bắt đầu rót trà triệu nguyên niên cười khổ nói đây là điều ta nên làm trịnh phàm lắc đầu nói không cần thiết phải vậy ngươi cũng coi như là nửa người trong nhà bây giờ lại đã làm quan gia trước mặt người mình không cần như vậy cho bản thân chút thể diện vâng vâng triệu nguyên niên rất cảm động đây không phải giả vờ vì quan hệ của mẹ hắn cho nên hắn có hiểu biết đối với cuộc sống trong vương phủ hoặc gọi là loại không khí người một nhà kia trịnh lâm im lặng uống trà thực ra những lời này do thế tử như trịnh lâm nói là thích hợp nhất bởi vì trịnh phàm đã không cần ban ơn nữa người bên dưới không ai dám phản đối hắn không phải áp bức mà là sự thần phục mang theo kính nể so sánh ra những ân trạch này nên để người thừa kế này chia lãi lợi ích mới tối đa hóa trịnh phàm tin con trai này của mình không phải không hiểu những đạo lý này nhưng hắn lại lừa làm chơi vui không trịnh phàm hỏi trịnh lâm do dự chốc lát rồi gật đầu nói tạm được có hơi gượng ép trịnh phàm nói vậy lần sau không còn cơ hội rồi vui trịnh lâm sửa lời ừ vương ra hài lòng rồi triệu nguyên nhân ngồi ở bên cạnh nói ta thật sự không ngờ hôm đó sẽ gây ra trận đánh lớn như vậy trịnh phàm nhìn triệu nguyên niên cười nói không ngờ tới thật giang nam này còn có huyết dũng này vâng triệu nguyên niên gật đầu phúc vương phụ ở trừ quận không tính tam biên nhưng lại dựa vào tam biên nếu không trịnh phàm cũng không thể nào đánh vào mấy lần mà Triệu Nguyên Nhiên trước khi làm chó, cũng từng chống đối, nhưng lại bị chấn áp hết lần này tới lần khác, cuối cùng hắn đã khuất phục, hắn từng tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của thiết kỵ đại yến, cũng từng chứng kiến sự đáng sợ của vương gia này, những năm ở tấn đông này, điều hắn nghe hắn thấy lại càng khắc sâu một loạt nhận thức này, cho nên trong ý thức của hắn, phản kháng vương gia này là một chuyện rất hoang đường, rồi bắt đầu ngạc nhiên và nghi ngờ, tại sao người càn ở đây lại dám làm thật, tâm trạng này của hắn rất bình thường, bình thường điều mà người làm tay sai hán gian không thể chịu đựng nhất chính là bản thân đã quỳ xong, rồi, lại thấy đồng loại lúc trước vẫn còn đang đứng, sao các ngươi dám, sao các ngươi dám. Con người có một loại ý thức tự bảo vệ bản thân điển hình, giống như buôn bán vậy, ai cũng không hy vọng tự mình hoàn toàn phủ nhận chính mình, bên trong rót vào không chỉ là tiền bạc, còn có nhân cách, giang nam rộng lớn tất nhiên phong phú, có cái gì đều không tính là kỳ quái, người cũng không cần nghĩ nhiều quá, trịnh phàm an ủi. Vâng, vương gia nói phải, huyết dũng của nó cũng chỉ có chút này, không thể nào lâu dài, vương gia bê cốc trà lên, nhấp một ngụm trà, nói tiếp, hai tòa thành thông diêm, minh tô đã mở cổng đầu hàng rồi, hai tòa thành này chia ra nam bắc Tĩnh Hải, về quy mô không bằng được Tĩnh Hải, nhưng cũng không tính là thành nhỏ, liên quân yến sở dưới sự khống chế của Trịnh phàm, ngay từ lúc bắt đầu đã không tham tấn công Liều Lĩnh, đi hưởng thụ sự vui vẻ công thành đoạt đất kia, mà rất cẩn thận, thậm chí có thể nói là hơi co đầu rụt cổ nhưng tạo phản thất bại của hành cung quan trọng nhất là ba chấn thất bại và bị chiếm đóng khiến thế gia đại tộc và quan thân thậm chí là bách tính càn quốc của khu vực này đều không nhìn thấy hy vọng nữa cho nên người yến chỉ phái ra một binh lực nhỏ đến thử chiêu hàng ừm lúc trước thực ra cũng đang làm cuối cùng vào lúc này đã có hiệu quả ba chấn kia coi như là đường binh mã duy nhất có thể đánh trận thật sự trong khu vực này mặc dù binh mã trên binh sách của các đất giang nam vẫn không ít nhưng bên trong có một nửa là âm binh một nửa còn lại cũng đã không có tinh thần từ lâu còn vô dụng hơn kinh doanh của thượng kinh có vài người có dũng khí có tức giận bọn họ đã đấu tranh sau đó đã thất bại trên một trình độ nhất định quả thật đã báo rõ huyết dũng của giang nam đại càn nhưng đồng thời cũng tìm được cái cớ và lý do cho người lựa gió bỏ buồm nếu phản kháng đã không có tác dụng vậy thì đầu hàng thôi đây đây đúng là tốt quá rồi triệu nguyên nhân rất ngạc nhiên vui mừng bởi vì điều này tức là lãnh thổ hoàng đế trên danh nghĩa như hắn quản hạt cuối cùng cũng không còn chỉ giới hạn ở một góc tĩnh hải giữa nam bắc cũng được kéo ra rồi quan gia này cuối cùng đã không còn là thành chủ đơn thuần nữa bên trong này thực ra cũng có tác dụng của ngô gia hai thành thông diêm minh tô cũng ở ven cản giang đội thuyền ngô gia vừa lên chẳng khác nào là một đòn cuối cùng thúc đẩy bọn họ đầu hàng chỉ là mãi đến bây giờ vương gia cũng chưa đích thân gặp mặt ngô tương trịnh lâm tiếp tục im lặng uống trà ăn điểm tâm cũng không chê ngấy vương gia nói loại điểm tâm này hiện giờ vẫn chủ yếu là ngọt gia đình giàu có ăn điểm tâm chỉ có một đĩa nhỏ đó thậm chí có thể chỉ có một miếng nhỏ, ăn từ từ, lại thưởng thức trà trò chuyện, một buổi chiều đã tiêu phí qua rồi, nhưng con trai nhà mình là cho hết miếng này đến miếng khác vào trong. Miệng, nhìn hai đĩa đã thấy đáy rồi, trịnh lâm trợn trắng mắt nhìn cha già nhà mình, trả lời, ta là võ phu, trong lòng trịnh phàm hiểu ý, hắn vẫn luôn có người bên cạnh đưa thang, sao lại không biết công dụng của thang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, năm xưa lúc hắn còn chưa phát đạt, cũng không ít lần đưa thang cho người khác lập tức nói, cha ngươi đây cũng là võ phu, còn là tứ phẩm, ồ, rất cao sao? Rất cao rồi, trịnh phàm nói rất đương nhiên, tam phẩm, không phải là khởi điểm sao? Nó vốn nên như thế giống như trẻ con chắc chắn sẽ lớn lên vậy, ha ha. Vương gia cười rồi, hắn là một người rất ghét người khác ra vẻ trước mặt hắn. Rất nhiều người sau khi ra vẻ trước mặt hắn xong, kết quả đều rất thê thảm. Nhưng là người cha, đối với con trai của mình luôn là khoan dung. Triệu Nguyên Niên và Triệu Công Công cũng cười theo, thực ra bọn họ đã cảm nhận được cặp cha con này không giống cha con thiên gia bình thường từ lâu rồi đúng rồi trịnh lâm đột nhiên hỏi lúc trước ở thưởng hoa lâu ngươi nói câu kia là có ý gì câu nào không phải vì bạo ngược tạo ra tập đoàn quân sự tuyệt đối mà là vì tập đoàn quân sự tuyệt đối chắc chắn mang tới bạo ngược hôm đó ở trên thưởng hoa lâu sau khi phụ thân nhà mình thấy quân yến tiến vào thưởng hoa lâu đã nói ra lời này trịnh lâm vốn tưởng là sở trường cũ của phụ thân nhà mình luôn nói ra một số lời cố ra vẻ cao sâu khó dò, vào một số lúc đặc biệt để làm nổi bật loại không khí nào đó, nhưng lúc đó phản ứng của tạ Ngọc An nói cho Trịnh Lâm, biết chắc là hắn chưa thể hiểu được ý nghĩa bên trong, có điều, theo Trịnh Phàm thấy, lúc trước hắn cố ý tạo cơ hội cho con trai chơi đùa trong khu vui chơi, quả thật là đã xúc tiến quan hệ giữa cha con, nếu là bình thường con trai sẽ không chủ động hỏi hắn, xem ra người trong hành cung hôm đó không chết uổng. Ừm, hoạt động cha con như vậy sau này có thể triển khai nhiều hơn cơ hội hiếm có, Trịnh Phàm tất nhiên sẽ không giống như người cha bình thường, "Đi đi đi, trẻ con hiểu cái gì?" mà là đặt cốc trà xuống, rất bình tĩnh trả lời, "Giống như ngươi vậy, ta." "Đúng, tại sao từ nhỏ đã phong ấn sức mạnh của ngươi?" Bởi vì khi một người có sức mạnh rất mạnh mẽ, hắn luôn sẽ không tuân theo quy tắc, cũng sẽ không nói đạo lý, mà sẽ trở nên rất bạo ngược, thích không, gọi là quen dùng sức mạnh cưỡng chế đạt được nhu cầu, tại sao sư phụ không như vậy? Người Trịnh Lâm hỏi tất nhiên là kiếm thánh sư phụ ngươi là đã trải qua lắng động rồi ha ha ngươi sẽ không hiểu được sư phụ ngươi năm đó hăng hái cỡ nào nhân vật như lão gia chủ tư đồ gia hoàng đế hắn nói giết cũng là giết tấn vương bây giờ năm đó là tấn hoàng hắn coi thường cũng muốn tiện tay xử lý luôn trước khi gặp ta sư phụ ngươi cậy một thanh kiếm của bản thân đã làm rất nhiều chuyện sau đó thành công càng làm càng hỏng cục diện nghe đi đang nói ngươi đấy ngoài viện tạo kiếm sư liếc nhìn kiếm thánh đứng bên cạnh mình kiếm thánh cười nói cũng không nói sai kiếm của sư phụ ngươi rất mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ của hắn không đổi lại kết quả mà hắn muốn cho nên sư phụ ngươi mới theo ta bây giờ còn đỡ rồi không ai còn nói những lời đó nữa năm xưa lúc địa vị cha ngươi chưa cao như vậy mặc kệ là người giang hồ của nước nào câu đầu tiên khi gặp sư phụ ngươi chính là không ngờ đường đường kiếm thánh đất tấn lại làm chó của người yến ha ha làm sư phụ ngươi tức lắm sư phụ từng nói hắn theo ngươi là vì người trọng lời hứa là nặng lời hứa, bởi vì chuyện ta từng đồng ý với hắn, đều hoàn thành rồi, ta đồng ý với hắn xua đuổi người dã ra ngoài, ta làm được rồi, bây giờ người dã ai dám lại càn rỡ ở tuyết hải quan. Ta đồng ý với hắn hủy bỏ thuế đầu người, ta làm được rồi, tấn đông căn bản là không có tập tục giết trẻ sơ sinh. Ta đồng ý với hắn để các đứa trẻ, trong học xã được ở lại học xã đến khí đủ lớn, đọc nhiều sách hiểu nhiều lễ nghĩa, đừng đưa trẻ con lên chiến trường sớm quá, ta cũng làm được rồi ta đồng ý với hắn để bách tính người tấn được ăn no điều này cũng làm được rồi ít nhất ở tấn đông đã rất nhiều năm không nghe nói ai 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 bị chết đói nữa ta không mạnh mẽ bằng sư phụ ngươi nhưng ta thích nói lý lẽ trịnh lâm bĩu môi rõ ràng là không tin sao vậy không tin à rất khó tin theo trịnh lâm thấy cha ruột nhà mình mới là người thân hành vũ lực tối cao lúc ngươi không đủ mạnh mẽ không đủ đối phó với cục diện của bản thân vũ lực là cần thiết lúc ngươi chưa ra đời tấn đông là nơi thế nào gần như chính là một vùng đất trống, bắc có các bộ người dã tuyết nguyên vẫn là tà tâm chưa chừa, nam có người sở như hổ rình mồi, trong có người tấn mưu toan phục quốc, phía tây những đại thần trên triều đình kia đã coi ta như cái gai trong mắt từ lâu, nếu tấn đông không đủ mạnh mẽ, thì căn bản không sống sót được, nhưng người không giống, người là con trai của ta, người sinh ra đã là thế tử, cha người ta đây không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất có thể giống người phụ thân, bình thường, cho người ăn uống đi học, cho người trưởng thành thật tốt, lúc vương gia nói những điều này, Quan gia và công công ở bên cạnh bỗng chốc không biết nên tiếp tục gật đầu hay là lắc đầu, mà bây giờ, Tuyết Nguyên bị cha ngươi cắt xén rồi, người Sở bị cha ngươi đánh nằm bò rồi, Cơ lão Lục cũng đã có hiểu ngầm với cha ngươi từ lâu, trận chiến này đánh xong với Càn, thành quả chiến đấu cha ngươi dự đoán là sẽ tước đi ít nhất một nửa của Càn Quốc, đánh thành giống như Sở Quốc hiện giờ, góc cạnh còn lại thì dễ xử lý rồi, có thể nói ngoài tạo phản ra, thì chỉ còn lại một đường Tây Trinh mới có thể tiếp tục duy trì giá trị dụng binh nhưng tạo phản và tây trinh đều là một chuyện rất không có lợi so sánh ra tây chính có thể tốt hơn chút ít nhất có thể có cống hiến lớn hơn đối với lịch sử dành thiên hạ và trị thiên hạ là khái niệm hoàn toàn khác nhau ừm cái này thì hơi xa rồi phân loại cũng nhiều chủ yếu vẫn là nằm ở một người và một địa phương thậm chí một quốc gia một số mặt nào đó là thống nhất không ngừng tăng cường quân lực trông thì rầm rầm rộ rộ thực chất hưng vong cũng sẽ rất nhanh mười mấy năm trước yến quốc còn là trạng thái môn phiệt san sát nói trắng ra nguyên nhân căn bản môn phiệt xuất hiện nằm ở người yến năm xưa đại chiến quanh năm suốt tháng với người man bất đắc dĩ dần dần trao quyền địa phương cho bên dưới lúc đó là vì theo đuổi ngăn cản và chống trả có hiệu quả hơn với người man nhưng đợi sau khi người man bị chấn áp đại môn phiệt do trấn bắc hầu phủ cầm đầu lại gần như đã gần như đào rỗng hơn nửa yến quốc ngược lại khiến yến quốc chỉ có thiết kỵ mạnh mẽ lại không có sức mạnh quốc gia tương đương cũng không thể tiến hành chinh phạt bên ngoài trong một đoạn thời gian rất dài lại lấy Tấn Đông chúng ta làm ví dụ, chế độ tiêu hộ của Tấn Đông, chúng ta trong thời buổi chiến tranh có thể cố hết sức nuôi càng nhiều tinh binh, dưới trạng thái càng tiện nghi, hơn nữa có thể đảm bảo nhuệ khí lúc chiến tranh với bên ngoài của bọn họ, nhưng một khi kẻ địch xung quanh đều bị đánh gục hết, lại vẫn có thể tiếp tục cướp đoạt ở đâu nữa. Quân công là một loại vinh quang, nhưng nếu như vinh quang không có sự trèo chống ban thưởng cụ thể, cuối cùng vẫn là bèo không dễ, kẻ địch đều đánh gục rồi, cũng không thể người mình đánh người mình đúng không? Hơn nữa, một khi thiên hạ ổn định, 10 năm, tinh nhuệ bách chiến hiện giờ sắp sửa sẽ rơi, vào một loại dáng vẻ ngươi khó có thể tưởng tượng, rất nhanh sẽ biến thành một tầng lớp giống như môn phiệt yến quốc năm đó, sĩ đại phu càn quốc và quý tộc sở quốc bây giờ, vừa gặm hoa màu của vương phủ vừa dắt chim đi dạo chơi đấu dế, con cháu thế hệ sau thậm chí ngay cả ngựa cũng có thể không cưỡi được, càng đừng nói cưỡi ngựa bắn cung. Trịnh Lâm nhìn Trịnh Phàm, nói, ta vẫn là không quá tin, đương nhiên là có biện pháp thử làm chậm lại sự sa đọa của nó ví dụ như tiếp tục không ngừng tìm kiếm đối thủ mới ở bên ngoài nhưng lúc đó chiến tranh không còn là ích lợi mà là một loại gánh nặng rồi đây chính là di chứng của việc tự tin mù quáng về vũ lực giống như dùng bí pháp để thúc đẩy tiềm năng vậy sau mạnh mẽ và bành trướng ngắn ngủi rất nhanh sẽ rơi vào suy yếu thiên hạ này cha ngươi đã đánh một nửa cho nên dù là nghĩ từ góc độ nào cha ngươi đều không hy vọng nó lại lập tức sụp đổ trừ khi những năm tiếp theo ngươi không ngừng giành được thành tích trói mắt hào quang ngang hàng với cha ngươi nếu không cho dù cho ngươi vị trí này ngươi cũng rất khó động đao với cục diện này đừng xem từng người bọn họ quỳ dạp dưới chân ngươi thành khẩn gọi ngươi thế tử điện hạ vạn tuế thực ra một nửa là nể mặt cha ngươi nửa còn lại thì nể ngươi là con trai ta sau khi ngươi kế vị bọn họ và cả con cháu của bọn họ cũng có thể tiếp tục sống cuộc sống tiêu hộ cho nên cha ngươi không thể không bắt đầu cân nhắc trước vào lúc thích hợp tốt nhất làm sớm chút sửa hết thứ nên sửa trọng trách của ngươi có thể nhỏ hơn rất nhiều cục diện của thiên hạ này cũng có thể cố hết sức duy trì lâu dài chút. Nói xong những điều này, trịnh phàm lại bê cốc trà lên, triệu nguyên niên đứng dậy, rất cung kính bái phục. Thực ra, ta không đặc biệt thấy hứng thú với vị trí thế tử này. Trịnh Lâm nói, ngươi có người nhà cần phải bảo vệ, nên ngươi cần nó. Thực ra ngươi cũng không cần có áp lực lớn quá, cũng không cần cảm thấy nó là một loại gánh nặng. Cứ coi như đây là một phần trải nghiệm cuộc đời. Dù sao răng hồ đi lâu rồi cũng sẽ chán, người dã làm lâu rồi cũng sẽ khô khan, tốt nhất cái gì cũng đều thử cũng đều thật sự nếm cuộc đời như vậy mới viên mãn ta ngược lại hy vọng đời này ngươi có thể vui vẻ nhưng đổi câu nói khác trên đời này đâu có vui vẻ tuyệt đối ví dụ như ngươi có một ngày làm đệ nhất giang hồ cường giả đế nhất thiên hạ nhưng một tên vô dụng như điểm tâm lại không đánh nhau với ngươi ngược lại gọi mấy nghìn thiết kỵ đến vây đánh ngươi ngươi có tức không trịnh phàm nhìn cha già nhà mình câu này nói thế nào cũng cảm thấy cha già nhà mình đang ám chỉ bản thân hắn ngươi hỏi những cường giả chết trong tay cha ngươi kia xem bọn họ có tức không lại hỏi sư phụ tạo kiếm kia xem, bị một câu nói của ta gọi tới đứng gác bên cạnh ta, hắn có tức không? Nói ngươi rồi, ta không tức, tạo kiếm sư nói, kiếm thánh cười nói, ta không tin, gặp được đồ đệ của ta rồi, ta vui lắm, mặt đâu? Điều này giống như tạo kiếm vậy, có theo đuổi mới có ý nghĩa, hơn nữa ta biết tiểu gia này mắt cao hơn chán, ừm, hắn quả thật là có tư cách mắt cao hơn chán, nhưng càng là như vậy, ta lại càng có xung động muốn leo lên. Nghe thấy lời này, kiếm thánh không khỏi lắc đầu, hắn không tin tạo kiếm sư có thể thành công, vì tạo kiếm sư không phải trịnh phàm, kiếm thánh biết rốt cuộc đồ đệ nhà mình tâm cao khí ngạo cỡ nào, cũng chỉ có trịnh phàm cậy thân phận cha ruột, cộng thêm bản lĩnh nắm bắt lòng người họ trịnh giỏi nhất kia mới có thể thuần phục được con ưng non này. xem, giờ không phải đã bắt đầu có hiệu quả rồi à? vương gia đang tiến hành giảng tình yêu với con trai, thì bị một tiếng thông báo cắt ngang, người bên dưới truyền báo, con trai ngô tương ngô cần cầu kiến, trịnh phàm vẫn mãi chưa gặp ngô tương, đây là cố ý mỉa mai hắn ta nhưng hắn ta lại giữ con trai hắn ta lại tĩnh hải thành, mỗi ngày đều muốn cầu kiến một lần, mặc dù đều bị từ chối, đứa trẻ này cũng chỉ 15 tuổi, nhưng dáng điệu rất đủ, hoa khôi trịnh phàm từng gặp ở thường hoa, lâu lần trước chính là được hắn chuộc thân mua lại rồi, vốn muốn lấy nàng ta làm lễ vật tặng trịnh phàm. Sau khi trịnh phàm xem danh sách lễ vật thấy đã sai người trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, nghe thấy hắn đến, trên mặt trịnh lâm nở nụ cười khinh thường, mỗi lần ngô cần này cầu kiến đều vô cùng niềm nở, quỳ ở cửa lớn, vào cửa lại quỳ lúc vào thiên sảnh chờ đợi lại quỳ mặc dù mỗi lần đều không gặp được người nhưng mỗi lần hắn đều là ba quỳ mà vào ta cảm thấy cha có thể ban tên cho hắn dứt khoát gọi là ngô tam quỳ đi trịnh phàm lườm con trai nhà mình nói cái tên này không tốt cha là đang mỉa mai ngô ra hắn chịu mỉa mai thì có ý giữ lại dùng ngươi không cần trả đạp người ta vào chỗ chết trịnh phàm nghiêng ngươi về phía con trai nhà mình dặn dò con trai nhớ kỹ ngươi có thể trả đạp một người nhưng ngươi phải chuẩn bị tốt, sau khi trà đạp hắn, thì giết hắn đi, nếu không làm được hoặc tạm thời không thể làm, thì không cần thiết phải trà đạp. Nghe câu này, Trịnh Lâm nhìn cha già nhà mình, hiếm khi khẽ gật đầu, hắn tất nhiên không rõ sở dĩ cha hắn phản cảm cái tên này, nguyên nhân là sung với vương hào lúc trước của cha hắn, lưu đại hộ ở bên ngoài bước vào, trong tay ôm một quyển trục, vương ra, quân đồ mới nhất đã vẽ xong rồi. Trong liều soái của nhiếp chính vương thiết lập tổ chức giống như bộ tham mưu, cơ bản chọn người trong cẩm y vệ đảm nhiệm những người này về sau đều có thể ra ngoài làm tướng lĩnh quân đồ là tổng kết và cập nhật của tình báo quân sự vương gia đánh trận trước giờ đều rất coi trọng nó nào mở ra xem xem vâng lưu đại hổ mở quân đồ ra trong quân đồ này bao gồm tây nam bộ sở quốc giang nam và đông nam bộ cản quốc lại thuận theo cản giang tiến lên thượng kinh không hề toàn diện nhưng lại thích hợp với bố cục chiến trường hiện giờ nhìn thấy bản đồ này triệu nguyên nhân rất hưng phấn vì thông diêm thành và minh tô thành còn có vị trí thành trấn lệ thuộc xung quanh khác đã được đánh dấu ký hiệu màu lam, lãnh thổ Càn Quốc là đỏ, màu nền của lãnh thổ người Yến là đen. Màu lam này là đại diện cho quan gia như hắn và địa bàn Tân Triều này, to lên rồi, to lên rồi. Triệu Nguyên Nhiên thật sự rất thích trò chơi tô màu ô vuông này, hắn hy vọng có thể to hơn chút nữa, tốt nhất có thể vẽ ba phần giang nam, nhiều hơn hắn cũng không dám lấy nữa, trên quân đồ còn đánh dấu ở các vị trí, ví dụ bộ niên nghiêu đóng quân ở Minh Tô thành Nam Bộ Tĩnh Hải. Tạ thì đóng quân ở Thông Diêm thành Bắc Bộ Tĩnh Hải, ba trấn ban đầu cộng thêm Tĩnh Hải kia do quân Tấn Đông đóng giữ, đồng thời, trên vị trí càn giang của quân đồ còn đánh dấu đội thuyền, đội thuyền của Ngô gia, Nguyên Nghiên, người đến đó đòi thêm một phần bản dập, chuyển lệnh xuống, về sau quân đồ này chỗ cô có một phần, bên quan gia cũng phải có một phần. Vâng, Lưu Đại Hổ đáp, e quy thấp, ngươi có thể lánh đi rồi, e quy cao, ta có, quan gia cũng phải có, cảm ơn vương gia, sau khi Triệu Nguyên Nhiên bái tạ, dẫn theo Triệu Công Công đi ra ngoài, Lưu Đại Hổ bê ấm trà, rót thêm nước trà cho Trịnh Phàm. Vương gia thì chỉ quân đồ, nói với con trai nhà mình, thực ra đợt trước trong lòng cha từng nảy ra một suy nghĩ, trong lòng cha có hơi vội vàng rồi, muốn kéo tiến trình chiến sự này nhanh hơn chút, ví dụ như mượn đội thuyền của Ngô gia, đích thân dẫn binh mã cốt lõi men theo Càn Giang lại vào Biện Hà, đến Thượng Kinh thành, gõ cho bọn họ một hồi chuông, bởi vì ta chắc chắn dù bản thân ở phía sau có phản ứng thế nào, cha nuôi lương trình, và cầu thúc thúc của người bọn họ đều có thể đưa ra dự đoán thông qua phản ứng của quân càn ở tiền tuyến, từ đó đạt được sự ăn ý ngầm hiểu với cha ngươi, còn ngươi thì có thể thay ta, thu ở địa bàn này với triệu nguyên niên, ngăn cản người càn đất Giang Nam phản công. Nghe thấy lời này, trên mặt trịnh lâm lập tức hiện ra vẻ vui mừng, trận ở hành cung kia, hắn đã rất vui rồi, nghe ý này của cha mình đây là định để hắn hoàn toàn chơi thả ga. Tuy nói hắn ở lại, là là một con rối ổn định lòng người của Tân Triều, nhưng chỉ cần cha ruột dẫn theo mẹ đi, triệu nguyên niên dám không nghe lời hắn sao? Ai lại có thể ngăn cản hắn tiêu sái? Cha, ta cảm thấy điều này rất tốt. Trịnh Lâm trả lời như vậy, trịnh phàm lại lắc đầu. Nói, còn chưa tới lúc, bây giờ người đau khổ là người càn, trước có sói, sau có hổ, thượng kinh biết ý nghĩa của tam biên đối với bọn họ. Mất tam biên không chỉ là biên cương thất thủ, cho dù cố thủ tiếp, thượng kinh cũng không thể làm thủ đô nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta lập triều đình mới ở Giang Nam, không cần địa bàn rộng lớn, vì chỉ cần chúng ta dựng được triều đình mới thời gian càng lâu ảnh hưởng sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ dẫn tới sự thống trị của Thượng Kinh ở Giang Nam, xuất hiện vết nứt tan rã. mặt khác, chúng ta nắm lấy chỗ càn Giang này, ít nhất có thể khiến hơn ba thành Giang Nam không thể cung ứng lên Bắc, mất đi Giang Nam, thậm chí Giang Nam không vững xuất hiện chỗ thủng, phía Bắc Càn Quốc cũng sẽ cung cấp không đủ máu. Bên Thượng Kinh kia muốn đối phó với cục diện của Giang Nam, này thì nhất định phải điều động tinh nhuệ từ phía Bắc trở về. Nhưng một khi điều động tinh nhuệ phía Bắc, quân yến tất nhiên tiến theo sẽ không cho bọn họ cơ hội ung dung vì vậy lý trí mách bảo ta tiếp tục ở lại nơi này yên tâm chờ đợi mới là lựa chọn có lợi đối với đại cuộc trịnh lâm bỗng chốc nản lòng trịnh phàm nhìn vẻ mặt của con trai nhà mình thay đổi hơi buồn cười giơ tay chỉ về phía quân đồ nói nào 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 người xem bố trí của quân đồ này trước có chỗ lợi nào với quân ta cứ từ từ con trai ta từ nhỏ đã hơn kỳ lân ngươi yên tâm ta sẽ không coi ngươi là trẻ con ta cũng sẽ cố hết sức tạo cơ hội rèn luyện bản thân cho ngươi, ví dụ, để thiên ca của ngươi mang theo ngươi dẫn một nhánh binh mã đi cướp một tòa huyện thành, hoặc là đi tiêu diệt một nhánh quân càn chiếm cứ. Đây đều không phải là vấn đề, trịnh lâm bĩu môi, hắn có lòng muốn tiếp tục giữ vững sự lạnh lùng, nhưng bé trai nào có thể từ chối sự hấp dẫn của dẫn binh đánh giặc làm tướng quân, chứ? Hơn nữa con người cha hắn có một điểm rất khiến người ta ghét, ngươi dám cứng đầu với hắn, hắn sẽ đi thuận theo điểm cứng đầu của ngươi, cứ phải khiến ngươi cúi đầu nói dễ nghe hắn mới hài lòng thỏa dạ, về điểm này, mẹ tốt hơn nhiều, mẹ chưa từng yêu cầu ngươi nói dễ nghe và chịu thua, nàng chỉ đơn giản đánh gãy gân cốt của ngươi, Trịnh Lâm đứng dậy, bước tới trước quân đồ, cao mày, nói, "Cha, ta muốn đổi ý nghĩ." "Ồ." Trịnh Phàm cười, "Đương nhiên là được, nếu cha là người càn, đối mặt với loại tình huống này nên phá cục thế nào?" Trịnh Phàm lắc đầu, nói, "Ta cũng không thể phá cục, dưới tình hình quốc gia, tình hình quân đội không phải dựa vào cái gọi là quân thần thắng một hai trận thì có thể bẻ trở về, thật sự không có cách nào sao. Trịnh Lâm hỏi tiếp, đúng rồi, có thể mở cho người càn câu cửa miệng cha ba con treo ở bên miệng, đó gọi là hách. Ha ha, trịnh phàm tay chống cầm, mặt hiện ra vẻ suy tư, hắn rất hưởng thụ tiến hành tương tác với con trai như vậy, tất nhiên không thể không cho con trai thể diện, cho dù rõ ràng là hơi vô căn cứ, lúc lâu sau. Trịnh phàm chỉ quân đồ nói, trừ khi người càn không đưa quân tinh nhuệ đến phía Bắc, nhưng điều này là không thể nào trên thánh chỉ của người càn đã nói đến đây trịnh phàm đột nhiên dừng lại trịnh lâm hơi tò mò nhìn về phía cha già nhà mình phát hiện vẻ mặt của cha già bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng quay người đứng dậy ngồi xổm xuống cạnh quân đồ lúc này trịnh lâm cảm nhận được uy áp truyền ra từ trên người cha già nhà mình không còn bình thản không còn biếng nhác trịnh lâm không biết là năm đó lúc cha hắn mới vừa ra đời cũng nhìn điền ba bá của hắn như vậy nếu như hách chính là người càn chưa bói đã biết đưa ra phán đoán chiến lược vô cùng chuẩn xác hơn nữa bằng lòng đánh cược một phen vì điều này cơ lão lục có thể hạ chỉ mắng ta chơi người càn thực ra cũng có thể mà những năm này ngoài tam biên gia trong quân mới người càn luyện ra nên trò chống thành quy mô hơn nữa cũng từng tham gia chiến dịch vây giết lý phú thắng thúc thúc của ngươi nhiều năm trước cũng chỉ bốn nhánh kia mạnh củng trung thiên lãng hàn lão ngũ lạc hoán bốn tướng quân càn quốc này và thuộc hạ của bọn họ là có năng lực triển khai tư thế đánh một trận với quân yến ta mà bốn người này một người vốn nên ở bố phòng trừ quận ba người còn lại thì nên đến bố phòng lan dương thành góc đông bắc hoàn toàn bịt kín khe hở của phía bắc cách duy nhất người càn phá cục chính là bốn nhánh vốn nên giã chiến tinh nhuệ ở trên bắc này không lên bắc trịnh lâm hỏi nếu không lên bắc thì nên ở đâu trịnh lâm giơ tay chỉ ẩn núp ở mặt nam của chúng ta ẩn núp được sao trịnh lâm hỏi nơi này dù sao cũng là đất càn binh mã của người càn trên địa bàn nhà mình còn dễ ẩn núp hơn trong khe núi lúc này lưu đại hổ nói vương gia thuộc hạ cảm thấy không thể nào nếu như bốn đường tinh nhuệ kia của người càn ẩn núp ở đất giang nam vậy thì tức là người càn đã dự đoán trước quân ta vào giang nam vậy binh mã ba trấn kia tại sao chủ động ra ngoài kết quả bị quân ta dễ dàng đánh bại lại thuận thế lấy được ba thành trấn khác vậy minh tô thành thông diêm thành này tại sao lại tự đầu hàng ngô gia tại sao lại phản bội càn quốc đứng về phe chúng ta thậm chí lưu huy từ rất rất sớm hắn cũng không nên lựa chọn mở cổng thành chắp tay giao tĩnh hải thành cho chúng ta cho nên thuộc hạ cảm thấy suy luận này tuyệt đối không có khả năng trịnh phàm gật đầu đồng thời nâng tay lên lưu đại hổ sở túi sau đó nhìn về phía trịnh lâm cũng không biết thế nào nhìn dáng vẻ này của cha rõ ràng trịnh lâm đã không cần đóng giả thân vệ nữa nhưng vẫn lặng lẽ lấy hộp sắt ra đặt lên ngón tay của cha lúc muốn dùng hỏa chết tử châm giúp cha lại dịch tay ra xoay chuyển thuốc lá ở đầu ngón tay, "Đại hổ à, có thuộc hạ, ngươi nói, có một loại khả năng đó chính là người càn cố ý không?" "Thuộc hạ." Ánh mắt của Trịnh Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm quân đồ trước mặt, "Nhường từng tòa thành cho chúng ta trước, để chúng ta bước vào, để chúng ta chia binh đóng giữ, binh lực của chúng ta lúc này sẽ bị chia nhỏ, vô số chỗ có đóng quân, bây giờ chính là vượt quá 6 chỗ, tính linh hoạt quân ta giỏi nhất cũng mất đi vì điều này, còn người càn thì có thể ung dung tiến hành chia cắt từ bên trong." trịnh phàm đặt ngón tay ở vị trí minh tô thành niên nghiêu đang đóng giữ bây giờ chuyển những mấy vòng sau đó lại dịch đến càn giang cũng tức là chỗ đội thuyền của ngô gia ngô gia có thể trở mặt lần nữa hay không một khi bốn đường quân càn cắt vào trong chúng ta đội tàu của ngô gia trên càn giang sẽ có thể hoàn thành chia cắt quân ta ở hai bên bờ vương ra đây đây cũng quá triệu ngô tương đến gặp ta ta muốn xem bây giờ rốt cuộc hắn có dám xuống thuyền hay không vâng Cuộc hạ đi ngay, Trịnh Lâm thì nói, con trai hắn không phải còn ở đây sao, sao hắn lại? Trịnh Phàm nhìn về phía con trai nhà mình, nói, ngươi thật sự nghĩ tất cả cha con trong thiên hạ đều giống cha con chúng ta, cha từ con hiếu sao? Ta đâu có, lúc ngươi vừa ra đời, ta bế ngươi đi gặp ông nội ngươi, nam giáp đen dưới đất kia gào giống với ta, ngươi còn đang ở trong tã đã chủ động bảo vệ ta, giống lên với giáp đen kia, cha con chúng ta ngoài mặt có thể ẩm ý bất cứ lúc nào. Nhưng cha tin, lúc trước cho dù ngươi xem thường cha ngươi, cũng sẽ không cho phép người khác hái đầu cha ngươi đi truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly cà phê nhé nhưng trên đời này con giết cha cha bỏ con cũng không hề hiếm lạ nhất là những đệ tử đại tộc cao môn nữ nhân nhiều con cái cũng nhiều ngay cả con cái của mình cũng có thể không nhận ra hết đâu thể thật sự ghi nhớ trong lòng năm đó tiên đế vì một lý do phạt sở đã trực tiếp hiến tế một hoàng tử đấy trịnh lâm chủ động ghé mặt tới gần trước mặt cha mình Lúc này trên mặt hắn vậy mà lại mang theo ý cười, trông hơi vui vẻ, đè thấp giọng nói, "Cha, có phải ngươi đột nhiên cảm thấy bản thân lần này chơi quá trớn rồi không?" Vương gia cũng ghé mặt của mình về phía con trai, cũng đè thấp giọng, cũng nhỏ giọng nói, "Con trai, hay là hai cha con chúng ta bỏ chạy trước đi." Trịnh Lâm vô thức lùi lại mấy bước, kéo ra chút khoảng cách với cha ruột mình, nhìn vẻ mặt lúc sáng lúc tối của cha ruột của mình, lúc này hắn trước giờ đều coi thường cha mình lần đầu tiên phát hiện, vậy mà hắn nhìn không thấu, rồi hay rô hay rô hay rô hay rô hay rô hay rô hay hay. hay 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 rô 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 ngô cần nằm nghiêng xuống thở dốc bên cạnh tiền hoa khôi thưởng hoa lâu tố tố lặng lẽ đứng dậy cầm cậu rửa mặt lên nhúng ướt khăn mặt rồi bước qua lau chùi cho hắn ta lông mày ngô cần hơi cau đẩy nàng ra trong mắt chỉ còn lại chán ghét đâu còn chút dịu dàng nào lúc trước cút ra nóng có lẽ là đã thấy nhiều rồi tố tố cũng không cáu đứng dậy mặc quần áo bước tới gõ cửa lấy đá tới đây rất nhanh đã có người hầu mang đá tới tố tố bê nó lên đặt ở cạnh giường cũng không lo nước đá tan ra sẽ làm ướt ga giường dù sao đã ướt tới không thì ướt hơn rồi ngô cần nghiêng mặt qua nhìn tố tố bận rộn một cục đá to như vậy nàng có thể một mình bê qua dễ dàng đâu có nữ tử yếu đuối tay chói gà không chặt nào có thể làm được hơn nữa hắn ta mệt như chó chết nàng lại có thể bồng bềnh đứng dậy giống như mọi chuyện hắn ta làm lúc trước chỉ là việc vô ích một bên tình nguyện thật là tức người chẳng trách người cha ra kia nhà hắn ta thích nhất là di nương từng làm du hiệp kia, lại chẳng trách cha già nhà hắn ta không thích nhất cũng là di nương kia nhất. trước mặt người luyện võ, tất cả vốn liếng của ngươi đều sẽ trở nên nhỏ bé và vô lực. ở đâu ra chút vui vẻ? đói chưa? Hoa Khôi hỏi. Ngô Cần lắc đầu, hắn ta không đói, nhưng hắn ta lại vừa lắc đầu vừa nói, muốn ăn cơm, lát nữa sẽ đưa tới. Ngô Cần bò dậy từ mép giường, Hoa Khôi thì ngồi trước bàn trang điểm, sửa sang lại dáng vẻ của mình cơm này có phải ta ăn một bữa là ít một bữa không vừa nhận được tin có cầm y vệ được phái ra thành đến chỗ đội thuyền rồi tin tức nhận được khi nào trước khi ngươi bước vào cởi quần áo của ta tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm hoa khôi đặt giấy đỏ bên môi cắn lấy lại cầm bình nước hoa tấn đông sản xuất kia thoa lên người nói bây giờ nói với ngươi cũng vậy dù sao cũng không làm lỡ bao lâu nữ nhân nhà ngươi bình thường là tiếp khách như vậy hoa khôi quay người qua nhìn ngô cần ngồi ở bên giường trên mặt hiện ra vẻ châm biếm nói nếu như người ta hầu hạ là nhiếp chính vương kia thì ta sẽ vô cùng quyến rũ hơn trong tưởng tượng của ngươi cũng chắc chắn bị chinh phục tới mức cả người tê dại không còn sức lực ta không tin không nhắc tới vương gia kia là võ phu tứ phẩm chỉ nói vừa nghĩ đến những sóng gió nam nhân ở phía trên này từng khuấy động thì đã khiến thân tâm người ta tê dần rồi chuyện này cũng chỉ là chút chuyện lặt vặt nhưng chuyện này sao lại chỉ là chút chuyện lặt vặt chứ ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu ngô cần tức hồng hộc đứng dậy giơ tay rút kiếm bản thân đặt ở cạnh giường lúc trước ra hoa khôi lại không hề sợ hãi ngược lại dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn hắn ta thực ra mặc dù lúc trước trong miệng nàng nói là nhiếp chính vương kia nhưng trong lòng lại là nghĩ đến tiểu tướng giáp bạc dẫn đầu giáp sĩ tiến vào thưởng hoa lâu hôm đó cuối cùng ngô cần cũng không xuất kiếm về phía hoa khôi hắn ta biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt hắn ta ném kiếm xuống ngồi dưới đất ôm mặt bật khóc hoa khôi không an ủi hắn ta, mà tiếp tục sửa sang tóc của mình, thu dọn xong tất cả, thấy ngô cần còn nức nở ở đó, không khỏi cười mắng. Mặc dù còn trẻ, nhưng đời này của ngươi đã hưởng thụ sự xa hoa và hưởng lạc, mà người bình thường cả đời thậm chí là mười đời cũng rất khó đạt được rồi. Có gì mà nhìn không thoáng, ngô cần ngóc đầu lên, lẩm bẩm nói, cha ta, sẽ không vứt bỏ ta, đối với cha ngươi, ngươi lại tính là cái thứ gì? Mặt ngô cần giữ tợn, sau giữ tợn lại rũ đầu rủ rũ, được rồi được rồi, hoa khôi mở cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, không lâu nữa, chắc sẽ có người đến bắt ngươi rồi, ta có thể trốn không? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được ra ngoài. Ngươi ngươi, cho dù ta không trông coi ngươi, bên ngoài cũng đã có cầm y vệ trông chừng ngươi từ lâu rồi. Ngô Cần mím môi, từ dưới đất đứng dậy, đến phía sau hoa khôi, giơ tay tóm lấy quần áo của nàng, vậy thì lại, bốp. Hoa khôi tát một cái lên mặt Ngô Cần, khóe miệng Ngô Cần bị tát ra máu tươi ngồi liệt dưới đất, đức hạnh, người hoa khôi dựa vào bệ cửa sổ sau lưng, lúc quay người lại mới thấy chỗ khóe miệng nàng đã bắt đầu có máu tươi tràn ra, trước khi chết, lão nương khó khăn lắm mới trang điểm đẹp cho mình, không thể cho ngươi trà đạp, nếu muốn thật, đợi sau khi lão ngươi đứt hơi rồi tùy ngươi giày vò, nếu như ngươi thích, nói xong, hoa khôi đã kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, thật hy vọng các lão thiếu gia của đại càn này có thể kiên cường một phen, cứ để nữ nhân bọn ta chống đỡ phía trước, mất mặt chết đi được ha ha lúc lâu sau lúc lâu sau khi ngô cần lại bước tới chỗ nàng phát hiện nàng đã không còn sức sống ngô cần bế nàng lên đặt trên giường đắp chăn lại sau đó hắn bước tới trước bàn trang điểm bóp giấy đỏ vẫn còn mang theo dấu môi kia ở trong tay hắn há miệng muốn liếm một cái cuối cùng lại không thể có dũng khí này ngoài cửa truyền tới tiếng ngã xuống đất ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra một đám cầm y vệ xông vào ngô cần ném giấy đỏ trong tay xuống đất vai sụp xuống nói ta muốn gặp vương gia một giáo uy cẩm y vệ trực tiếp đập một chuôi đao lên mặt Ngô Cần, đánh ngã cả người Ngô Cần, dẫn đi. Tạ Ngọc An và người mù chia ra ngồi trái phải, người ngồi ở thượng thủ không phải vương gia, mà là thế tử. bên dưới là Ngô Cần còn đang chảy máu mũi. tin tức có được trước khi bắt Ngô Cần là Ngô Tương lấy lý do thân thể đột nhiên phong hàn, từ chối theo cẩm y vệ gọi hắn đến Tĩnh Hải Thành. mặc dù không thua bạo quyết tuyệt trực tiếp giết sứ giả mang thủ cấp về, nhưng thái độ này đã rõ ràng không có nghi ngờ rồi bên trên triệu kiến mặc kệ ngươi là phong hàn hay là không còn sống được lâu ngươi đều phải qua lý do này thực sự vô cùng qua loa một dự đoán không tốt nhất đã hiện ra một góc núi băng trong phòng ký tên người mù vốt ve cái nhẫn đồng xanh ở ngón tay hiếm khi thấy không nắm quýt tạ ngọc an thì không ngừng mở mắt và nhắm mắt trong lòng cũng đang đánh giá cái gì đó cha hỏi với ngô cần bản thân vương gia không tham dự bởi vì vương gia đã dự đoán được con trai bị ném ở trong thành này đã bị ngô tương vứt bỏ lâu rồi cha hỏi một quân cờ bỏ đi có ý nghĩa gì chứ? Nhưng đối với người mù và tạ Ngọc An, bây giờ bọn họ đang đối mặt với cục diện đột nhiên trượt dốc, trong phút chốc lại không có chuyện gì khác có thể làm. Chỉ đành nhắc tên này lên hỏi trước, đương nhiên cũng không hỏi ra được cái gì. Công tử ca ngô ra này còn là được hoa khôi ngân giáp, vệ kia báo cho mới biết bản thân đã thành vật bỏ đi. Trước đó, hắn ta vẫn luôn tưởng bản thân rất được cha ruột coi trọng, nên mới giao nhiệm vụ liên lạc quan trọng như vậy cho hắn ta. Hắn ta còn rất vui vẻ, người mù xua tay thân vệ bước vào lôi ngô cần xuống lâm nhi chủ thượng đâu người mù hỏi thật sự không đến à trịnh lâm mím môi nói hắn nói hắn không còn mặt mũi ra ngoài gặp các ngươi ngươi mù và tạ ngọc an ngơ ngác nhìn nhau đây là cho gì câu trả lời này thế nào cũng cảm thấy hơi khiến người ta không biết phải làm sao cho dù người mù vốn là người trong nhà hay là tạ ngọc an gần đây mới gia nhập bọn họ đều không cho rằng chủ thượng nhà mình sẽ là một người cam chịu hơn nữa Trải qua trăm trận đánh cũng không phải chưa từng đối mặt với tình thế nguy hiểm, tình thế bây giờ mặc dù đang phát triển theo hướng không lường được nhất và xấu nhất, nhưng Tĩnh Hải thành tốt xấu gì vẫn đang ở trong tay, bên ngoài còn chưa thấy quân càn hò hét không phải sao? Vương gia, là tính sẵn trong lòng. Tạ Ngọc An hỏi Thế tử, đồng thời đã làm một động tác bàn tay từ từ nắm lại, Thế tử hơi không kiên nhẫn nói, ta không biết, Trịnh Lâm thật sự không biết, hắn chỉ còn thiếu trực tiếp nói lúc, trước cha hắn còn hỏi hắn có muốn cùng bỏ chạy không? có thể chắc chắn là, nếu lúc đó hắn đưa ra đáp án khẳng định, tiếp theo hai cha con chắc sẽ thảo luận có cần dẫn theo mẹ hắn đi cùng không, dù sao mẹ ngươi luôn ngược đãi ngươi, ngươi có dẫn nàng theo không. Rất khoa trương rất hoang đường, mang lại một cảm giác kỳ quái cho người ta, trí khôn trong tay, tất cả đều nằm trong sự không chế. Không giống, thật sự chịu đả kích nặng nề, cảm thấy không thể cứu vãn, muốn mau chóng chuồn đi, cũng không phải mùi đó, cố ý giả thần giả quỷ. Nhưng cho dù lúc trước Trịnh Lâm có coi thường cha ruột nhà mình thế nào, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng rõ ràng cha ruột này nhà mình dù thế nào vô dụng cỡ nào cũng tuyệt đối không thể ngu dốt tới mức độ này đã là lúc nào rồi còn ra vẻ thần bí che che giấu giấu người mù nói nếu chủ thượng đã bảo chúng ta nêu ý kiến trước vậy chúng ta bàn bạc trước đi về chiến sự có cách nói gì rất rõ ràng câu hỏi này là hỏi tạ ngọc an mặc dù hai người đều thích bóc quýt nhưng thuật nghiệp có chuyên công người mù càng hậu cần và thống trị hơn Bên Tạ Ngọc An tốt xấu gì cũng từng thống ngự mấy chục vạn đại quân, Tạ Ngọc An giơ tay xoa ấn đường, nói: "Cho nên vương gia không ra ngoài, bởi vì bây giờ căn bản không có cách gì để bố trí, lấy khả năng xấu nhất làm tiền đề để thôi diễn chuyện tiếp theo, nhanh nhất có thể lúc mặt trời xuống núi, chúng ta có thể sẽ nhận được bức quân báo đầu tiên, ví dụ ở chỗ nào đó phát hiện nhánh quân cản nào đó, thời gian quá ngắn, ngắn đến mức Ngô Tương dám trực tiếp không xuống thuyền, cho nên bây giờ chúng ta thậm chí đều không thể bố trí điều binh sao?" Một là không kịp, hai chính là cho dù có kịp, lại nên điều động thế nào? Rút khỏi Tĩnh Hải thành, vòng qua đội thuyền của Ngô gia qua sông tìm ba chấn. hoặc là khoái mã tăng tốc chuyển lệnh để Trần Tiên bá, thế tử Tĩnh Nam Vương và vị Trịnh đô úy kia lập tức vứt bỏ ba chấn, dẫn quân gấp rút tiếp viện cốt lõi ở Tĩnh Hải thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Hướng nam bắc là để Nhiên Nghiêu phía nam rút khỏi Minh Tô thành, dẫn quân phối hợp tác chiến bên Tĩnh Hải, hay là để cha ta kéo quân tạ ra qua đây làm cánh hông? tình huống xấu nằm ở chỗ chúng ta biết người càn rất có thể sẽ đến có khi đã đến rồi tình huống xấu hơn là chúng ta chỉ biết người càn đã đến rồi lại không rõ sắp xếp cụ thể của bọn họ chủ lực của bọn họ là giang tây hay là giang đông bọn họ thiết lập chiến trường chính vòng chia cắt ở đâu chúng ta tới lui đông tây qua sông rất dễ bị người càn trực tiếp thu lưới đến lúc đó chính là một phiên bản trận chiến vọng giang mới mà hướng nam bắc hai thành này vốn chính là chỗ che chắn nam bắc cùng bảo vệ tĩnh hải là rút nam hay là rút bắc đây người càn tốn hết công sức tạo một ván cờ lớn minh tô thành và thông diêm thành đúng là người càn cố ý bớt ra không có lý do người càn sẽ không dự tính trước động tác chúng ta có thể làm trịnh lâm nói cho nên theo ý của ngươi chính là bây giờ chúng ta không làm gì cả sao biết rõ người càn sắp ra tay lại ở đây yên tâm ngồi đợi bẩm thế tử điện hạ bởi vì có vài lúc thật sự là làm nhiều thì sẽ say nhiều ít nhất hiện giờ mặc dù quân ta tách ra các nơi nhưng ít nhất đều có trật tự quân nhu tạm thời cũng có thể tìm lấy mặc dù về một mức độ nhất định từ bỏ lực giã chiến và năng lực linh động sắc bén nhất của quân yến, nhưng lần này thiết kỵ tấn đông cốt lõi của vương gia chỉ có 5 vạn, 5 vạn thiết kỵ và 10 vạn thiết kỵ hoặc là 20 vạn thiết kỵ là khái niệm khác nhau, bây giờ ta cảm thấy yên tĩnh theo dõi mới là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt Trịnh Lâm hơi tối, người mù gật đầu, nói: "Chỉ đánh như vậy thôi." Yên Tĩnh chờ đợi tin tức trước đã, Tạ Ngọc An nói: "Sợ là vương gia cũng nghĩ như vậy." Sau đó, Tạ Ngọc An đứng dậy, hành lễ với Trịnh Lâm trước, sau đó nhìn về phía người mù mời Bắc tiên sinh kiểm kê lại lương thảo và tất cả quân nhu trong thành. Được, tạ Ngọc An lại nói, ta sẽ đi tuần tra thành phòng. Sau đó, tạ Ngọc An lại nhìn về phía trịnh lâm, mời thế từ điện hạ tấu sinh vương ra phái ra cẩm y vệ, thanh trừng trong thành một lượt, trong thành nhất định là có nội ứng người càn. Tĩnh Hải là đất Vương Kỳ, trừ khi tiếp theo trong quân báo có biến đổi lớn hơn, nếu không với tôn nghiêm của Vương Kỳ, sừng sững ở Tĩnh Hải, lúc đối mặt với thế công và hành động của binh mã các bộ xung quanh sẽ có thể có người tâm phúc làm chỗ dựa trận không nói là dễ đánh, nhưng ít nhất có thể đánh có trình tự hơn chút. Nói xong những điều này, tạ Ngọc An cáo từ rời đi, để lại phòng ký tên cho thế tử và bác tiên sinh, cha nuôi, tạ Ngọc An, tin được không? Trịnh Lâm hỏi, người mù từ chối cho ý kiến, ngược lại nói, ta thà rằng người có thể nói lời này trước, là cha ngươi, nói xong câu này. Người mù đã tự bật cười, chào ôi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vậy mà ta cũng đã quen ở trong liều xoái nghe cha ngươi nói nhảm rồi. Sau khi cha ngươi nói xong, ta không những không thấp thỏm, còn cảm thấy rất an tâm. Cha nuôi, bây giờ ta thật sự muốn đến hậu viện kéo hắn ra đánh một trận. Mẹ ngươi ở hậu viện với hắn đấy, trịnh lâm, đừng nói những lời giận dỗi này. Công phu dưỡng khí ta dạy ngươi đâu, ở mặt này ngươi kém hơn cha ngươi nhiều. Hắn là giả bộ, trịnh lâm rất chắc chắn nói, ai lại là thái sơn bẩm sinh đã căng mặt không đổi sắc đâu. Bất cứ người nào làm chuyện gì, không phải đều bắt đầu từ mô phỏng và làm bộ làm tịch sao. Nếu có thể giả vừa lâu, có thể giả vờ mãi, giả vờ hay không đã chẳng có gì khác biệt nữa. Trong giọng điệu của người mù toát ra một vẻ nghiêm trang trong bảy ma vương, ngoài mẹ ruột thích giáo huấn hắn ra, người trịnh lâm sợ nhất chính là người mù. Mặt cố chấp của người mù vẫn luôn có giữ lại trước mặt thiên thiên. Hơn nữa lúc thiên thiên còn nhỏ vương phủ chưa phải là vương phủ, địa bàn cơ nghiệp cũng chưa lớn như bây giờ. Chấp nhiệm của người mù cũng không sâu sắc như vậy, trịnh lâm thì khác, ừm. Quan trọng nhất là người mù rõ nhất đứa nhỏ này dù là về thân xác hay là về tinh thần đều rất kháng đòn tất nhiên sẽ không khách sáo và che giấu, cha nuôi, ngô tương phản rồi. Ngô gia căn bản không định hoàn toàn quy thuận, cũng không tính là phản, vậy nhiên nghiêu mặt nam kia thì sao? Tạ trừ dương mặt bắc kia thì sao? Không lâu trước không phải còn đánh trận cắn xe à? Bọn họ tính là quy thuận rồi sao? Người đang nghi ngờ người sẽ phản bội không chỉ có một ngô gia ư? Vâng, người mù gật đầu, lại hỏi, ngươi cảm thấy trong hai nhà này, nếu là có người phản, thì sẽ là nhà nào? Trịnh Lâm suy nghĩ chốc lát, trả lời, Niên, Nghiêu, nhưng trước đó ngươi hỏi là Tạ Ngọc An có đáng tin hay không, bởi vì hắn vẫn đáng hỏi chút. Ha ha, người mù cười, tại sao là Niên Nghiêu? Trịnh Lâm rất khó trả lời, bởi vì hắn nhớ lúc cha ruột nhìn quân đồ, ngón tay từng dừng lại rất lâu ở Minh Tô thành Niên Nghiêu đóng giữ, nhưng hắn cũng không thể lấy cái này làm lý do để trả lời câu hỏi này của người mù nhỉ. Quá mất mặt, người mù lại nói, phải biết là thê tử con cái thậm chí là cháu của Niên Nghiêu đều đang ở kinh thành Yến đấy, trịnh lâm đáp thiên hạ này không phải tất cả mọi người đều là cha từ con hiếu người mù khẽ gật đầu nói quả thật sau đó mặt người mù hiện ra vẻ ôn hòa rất an ủi nói người tiến bộ nhanh hơn ta tưởng vẻ mặt trịnh lâm bình tĩnh giống như không quan tâm hơn thua gia quyến của niên nghiêu ở kinh thành yến tạ ngọc an lúc trước ở liều soái bây giờ ở trước mắt chúng ta cha hắn đóng giữ thông diêm thành niên nghiêu là người ác chuyện của hắn có lúc có thể thật sự là nói không chắc nhưng bên tạ trừ dương chắc là ổn thỏa con trai này của hắn thiên lý câu này của tạ ra là hy vọng và tương lai của tạ thị điều quan trọng nhất là tạ trừ dương và tạ ngọc an có mùi hơi giống cha con các ngươi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha